Trưởng lão, thế nào mới có thể trở thành đệ tử thân truyền? Lục Lâm Thiên tiếp tục hỏi, đệ tử thân truyền và không đệ tử thân truyền, Lục Lâm Thiên cũng không phải rất hứng thú, nhưng mà mình phải trở thành đệ tử thân truyền mới có thể chiếm được vạn niên xích đồng cùng thân pháp phù quang lược ảnh, như thế dễ dàng hơn nhiều. Một tháng rưỡi sau trong tông sẽ có một hồi đọ sức, đệ tử mới các ngươi phải tiến vào top 10 thì có thể trở thành đệ tử thân truyền, linh giả thì không cần đọ sức, có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Không biết lần này đệ tử mới có bao nhiêu? Dương Diệu hỏi. Mỗi một lần tranh giành đệ tử thân truyền, đều là 3.000 người. Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói ra. 3.000 người. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cả kinh, 3.000 đệ tử mới đều có thiên phú thật tốt, muốn tiến vào top 10 tuyệt đối khó khăn. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới với thế lực của Vân Dương Tông, cứ mỗi 3 năm sẽ có 3.000 người tiến vào trong Vân Dương Tông, trong nhiều năm trôi qua. Thế lực Vân Dương Tông đáng sợ tới mức nào có thể hiểu, mỗi một đệ tử thiên tài đều bị Vân Dương Tông bỏ vào trong túi, thế lực khác đừng mong lớn mạnh được, Vân Dương Tông thật sự đủ khôn khéo. Tốt rồi, các ngươi có thể tu luyện một tháng rưỡi, đến lúc đó có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không phải xem vận khí của các ngươi. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi trên lưng nham thú điều tức. Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu cũng nhắm mắt dưỡng thần. Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thúy Ngọc thì gật đầu với Lục Lâm Thiên, trên lưng nham thú có những người khác, muốn nói chuyện cũng bất tiện, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, nhìn chằm chằm vào hư không, độ cao này quá dọa người, nhưng mà nham thú trải qua Vân Dương Tông huấn luyện, hẳn là không có vấn đề gì, lập tức ngưng kết thủ ấn, vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu thôn phệ năng lượng của triệu đại tối qua. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đã quên mình ở trên lưng của nham thú. Tiến vào trạng thái bình tâm tĩnh khí, hô hấp chậm chạp đều đều, quanh người có hào quang màu vàng đất bao quanh. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên không ngừng thôn phệ và luyện hóa năng lượng có được, trong không gian quanh người, không khí chấn động, bởi vì do ở trên lưng nham thú phi hành mang theo chấn động không khí cho nên hoàn toàn che chắn không khí chấn động của Lục Lâm Thiên, ngay cả Bạch Mi trưởng lão cũng không có phát hiện biến hóa của Lục Lâm Thiên. Trong người Lục Lâm Thiên đang thôn phệ năng lượng kia. Sau khi âm dương linh vũ quyết hơi luyện hóa một tia thì năng lượng rót vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, đan điền khí hải của mình không ngừng no đủ, đột phá đến vũ sĩ ngũ trọng là chuyện trong tầm tay. Khi không ngừng tu luyện, chân khí tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải, những chân khí này chạy trong đan điền giống như từng đám mây nhỏ cuồn cuộn không dứt, chân khí rót vào trong khí hải. Lục Lâm Thiên cảm giác trong đan điền khí hải của mình đang bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thời điểm luyện hóa năng lượng trong người, một ngày sau đó, luyện chân khí trong người Lục Lâm Thiên đã nhồi đầy đan điền khí hải, chân khí trong cơ thể đã dần dần rót vào trong kinh mạch toàn thân, lúc này vẫn tiếp tục luyện hóa. Lại qua một canh giờ, Lục Lâm Thiên phát hiện chân khí trong người đạt tới điểm tới hạn, nhưng mà chân khí vẫn rót vào thật mạnh. Áp xúc cho ta, phá! Trong nội tâm Lục Lâm Thiên quát lên, đan điền khí hải điều động một đám chân khí nổi lên sóng lớn, sinh ra chấn động mạnh. Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt bỗng nhiên hai con mắt mở ra, trong hai mắt mang theo tinh quang sáng ngời, một lát sau tinh quang trong mắt thu liễm không thấy. Sốt cục đột phát vũ sĩ ngũ trọng. Cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, trong nội tâm Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thôn vệ chân khí hóa thành năng lượng, sau khi trải qua luyện hóa thì còn tốt hơn luyện hóa đan dược nhiều lắm. Nếu có thể trắng trợn thôn vệ năng lượng của người khác, thực lực đột phá nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, lúc này mới một ngày một đêm hắn đã đột phá một trọng thực lực, chuyện này quá đáng sợ. Lâm Thiên, người đột phá vũ sĩ ngũ trọng sao? Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, vừa rồi Lục Lâm Thiên đột phá sinh ra chấn động, tự nhiên không cách nào giấu giếm hắn được. Vốn đã ở biên giới đột phá. Vừa rồi cứ tu luyện, không cẩn thận đột phá mất. Lục Lâm Thiên nói ra, trong nội tâm cũng sớm đã chuẩn bị ứng phó, thực lực của mình có thể che giấu, nhưng mà mình đột phá tự nhiên không cách nào che giấu Bạch Mi trưởng lão. Nghe được Lục Lâm Thiên và Bạch Mi trưởng lão nói với nhau, hiện tại đám người Tần Thiên Hạo, Dương Diệu, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan cũng mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Đang tu luyện, không cẩn thận đột phá. Bạch Mi trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, nói. Vũ sĩ ngũ trọng, vũ giả tam hệ, thì
thiên phú này muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó, chỉ sợ là sau khi vào tông sẽ có trưởng lão nội môn tìm hắn. Nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt Lục Thiếu Hổ mang theo lãnh ý, nhưng mà không thể làm khác được, bởi vì thực lực Lục Lâm Thiên đã trên hắn. Mọi người ăn ít đồ sau đó tiếp tục tu luyện, thời gian còn rất sớm, chúng ta còn phải đi thời gian dài mới tới Vân Dương Tông. Bạch Nghi trưởng lão nói ra, lập tức lấy ra một ít lương khô, mọi người không có khả năng làm được chuyện hơn một tháng không ăn vì, theo đồn đãi, chỉ có đạt tới cấp độ vũ xuất mới có thể không cần ăn uống, vũ phách, cùng vũ tướng tối đa chỉ mấy tháng không ăn uống mà thôi, nhưng mà ở cấp độ vũ sĩ thì không cách nào làm được điểm này. Mọi người ăn lương khô Bạch Mi trưởng lão lấy ra, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm bên kia, Lục Vô Song cưỡi nham thú khác cách đó không xa, mọi người trên nham thú dưỡng như đang tu luyện. Sau khi ăn lương khô, mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột phá, trong lúc vô hình đã tạo áp lực cho mọi người, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông chính là ai cũng muốn gia nhập vào. Lục Lâm Thiên lập tức vùi đầu vào trong luyện hóa năng lượng trong người, đột phá vũ sĩ ngũ trọng. Năng lượng trong đan điền vẫn cần luyện hóa, nhất thời nửa khắc cũng không làm xong được. Một lát sau, trên người có hào quang sáng bóng quanh quẩn, chân khí cuồn cuộn không ngừng đỏ vào trong đan điền, thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày trôi qua, tất cả mọi người chỉ ăn một bữa lương khô, xong rồi lập tức tiếp tục lâm vào tu luyện, Lục Lâm Thiên cũng nắm chắc thời gian luyện hóa năng lượng trong người. 7 ngày sau đó, Bạch Mi trưởng lão cũng cho nham thứ dừng lại ở một sơn mạch không người. Nham thú chỉ là yêu thú cấp 2 mà thôi, cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, không cách nào chịu tải mọi người liên tục phi hành đến Vân Dương Tông được. Mọi người đáp xuống một sơn mạch không người, Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú giống không rõ truyền tới. Mọi người chú ý một chút, trong vùng núi này hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú vẫn không ít, còn có chút độc xà cần phải chú ý, nghỉ ngơi 2 canh giờ chúng ta lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người. Mọi người ở trên lưng nham thứ bay suốt 7 ngày, lúc này xuống đất, tự nhiên cần giãn gân cốt. Lục Lâm Thiên thừa dịp không có người chú ý, một người đi tới neo hẻo lánh, móc Tiểu Long ra. Tính ra Tiểu Long đã 7 ngày không có ăn uống gì, ở trong tay Lục Lâm Thiên, nó đang vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, người đi tìm chút gì ăn đi, nhớ rõ một lát phải quay về. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, lập tức bảo Tiểu Long tiến vào sâu trong sơn mạch, từ lần trước Tiểu Long bị hắc y nhân kia trọng kích 2 lần cũng không có thương thế gì thì Lục Lâm Thiên càng yên tâm với Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long đi xa, Lục Lâm Thiên mới thở ra một hơi, hiện tại còn không có ai biết trên người mình có Tiểu Long, Nam Thúc đã thông báo, Tiểu Long thân phần đặc thù, nếu có cường giả nhận ra thì phiền toái. Ồ, là thỏ rừng sao? Vào lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đong đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đây là một con lợn rừng, cao nửa mét, có dài hơn 1 mét, da lông màu đen, ngoài miệng còn có 2 cái răng nanh bén nhọn. Hụt. Con lợn rừng nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì kêu ầm lên, rồi nó lao về phía Lục Lâm Thiên, lợn rừng có tính công kích còn mạnh hơn cả sói. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống. Con lợn rừng này không phải yêu thú cũng không phải linh thú, nó chỉ là dã thú bình thường mà thôi, thợ săn tốt một chút là bắt được, mình bây giờ không cần phải e ngại lợn rừng. Đến tốt, Lục Lâm Thiên cười cười, mấy ngày nay toàn ăn lương khô, miệng của hắn rất nhạt, bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa, tuyệt đối là mỹ thực. Vận chuyển chân khí vào tay, trong tay ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh ra. Phanh! Trưởng ấn mang theo khí kình cường hãn đánh thẳng vào người lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đỡ upsilon.ng vào thân một cây đại thụ che trời, thân cây lay động, vô số lá rụng rơi xuống. Con lợn rừng kêu rên một tiếng, trong miệng nước bọt sen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất, run rẩy 2 cái sau đó không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì thế? Thân ảnh Bạch Mi trưởng lão xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ. Người ở phía xa nhìn thấy trên mặt đất có lợn rừng chết đi cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, chỉ gặp một con lợn rừng muốn chết mà thôi, không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói, vùng núi này có chút dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút. Bạch Mi trưởng lão nói, lúc này Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Dương Diệu và có mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng chạy tới.
Lục Lâm Thiên dò xét chung quanh vài lần, lập tức nhặt về không ít củi lửa, lại chém ra hai trạc cây cao, vận chuyển chân khí cắm trạc cây vào trong đất. Lâm Thiên, đệ định làm gì thế? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên làm tất cả thì mọi người nghi hoặc. Vô Song tỷ, đưa Thanh Nguyệt kiếm cho ta mượn một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói ra. Đây, Lục Vô Song xuất Thanh Nguyệt kiếm đưa cho Lục Lâm Thiên. Keng, Lục Lâm Thiên đi tới trước lợn rừng, Thanh Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, Thanh Nguyệt kiếm đảo qua bụng con lợn rừng, tất cả nội tạng trào ra, thủ pháp rất nhanh nhẹn. Xong. Lục Lâm Thiên cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai trạc cây. Dưới trạc cây là củi khô, ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính tụ hỏa diễm, lập tức đốt một đống củi khô bốc cháy. Lâm Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Mi trưởng lão không nhịn được hỏi. Trưởng lão, đây là đồ nướng, lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, từ trong trí nhớ biết được. Trên thế giới này dường như không có chuyện nướng thế này. Vốn muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong, nhưng mà Lục Lâm Thiên từ nhỏ là đã khá tâm đắc với đồ nướng, biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng ra mới là ngon nhất, những lửa khác không được, trong củi còn có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng, như vậy có thể ăn ngon sao? Bạch Mi trưởng lão nghi ngờ nói, lúc này mọi người vô cùng nghi hoặc. Đợi tí nữa mọi người sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ăn ngon tự nhiên không thể thiếu nguyên liệu, nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu. Ở kiếp trước Lục Lâm Thiên cũng nếm qua lợn rừng, trên người lợn rừng chính tông đều có một ít vị mặn, không cần cho thêm muối. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, vận chuyển chân khí thả người bay ra sau một cây đại thụ, trong tay nắm một bó lá cây thật to, lập tức nhét vào trong bụng con lợn. Lục Lâm Thiên trong lúc vô tình phát hiện, cây này không phải cây bình thường. Ở kiếp trước, đây là cây hương diệp, trong lá cây có mang theo hương thơm nhàn nhạt, dùng để làm đồ nướng là tốt nhất. Sau khi làm xong tất cả, Lục Lâm Thiên bắt đầu nướng lợn rừng, nhìn Lục Lâm Thiên làm tất cả mọi người nghi hoặc và hiếu kỳ. Qua một lát sau, con lợn rừng đã nướng thành màu vàng, mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong ngọn lửa, trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng nhiều. Cả người lợn rừng càng ngày càng thơm, trong mùi thơm cũng có hương vị hương diệp tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ, quả thực rất hấp dẫn, ngửi được vị thịt, mọi người 7 ngày qua đều ăn lương khô, lúc này đã ứa nước miếng ra. Thơm quá a hát, Dương Diệu nhìn không được nuốt nước miếng, hương thơm quá mê người. Lâm Thiên, đã chín chưa? Bạch Mi trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vốn với tu vị của hắn, mấy tháng không ăn cái gì cũng không sao. Nhưng mà mùi thịt như vậy lại khơi dậy cơn thèm ăn của hắn. Còn chưa chín, nhất định phải chờ mỡ lợn chảy ra toàn bộ mới được. Lục Lâm Thiên nói ra, loại thịt này nếu có quá nhiều mỡ, hương vị sẽ giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị mọi người vây quanh, chỉ có Vương Lương cùng Lục Thiếu Hổ hai người khinh thường lườm Lục Lâm Thiên vài lần, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn vào thịt lợn nướng vài lần. Sau một lúc con lợn đã rút nhỏ 1/5. Mùi thơm vô cùng nồng đậm của thịt tỏa ra, mùi thơm phiêu tán làm mọi người chảy nước miếng, màu sắc cả đầu lợn rừng này biến thành màu vàng, nhìn qua rất mê người. Lục Lâm Thiên lúc này cũng nuốt nước miếng, hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự là tốt, kiếp trước nếu được ăn cũng không thể ăn được thứ tốt này. Xong, trưởng lão, ngài nếm thử xem. Lục Lâm Thiên nhìn qua Bạch Mi trưởng lão, kéo chân trước của con lợn xuống, mùi thơm của thịt tràn ngập mang theo khí nóng. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt, chân trước của con lợn Lục Lâm Thiên muốn cho Bạch Mi trưởng lão, thân là trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, hắn cũng có không ít quyền lực, nịnh bợ một chút cũng không có gì xấu. Tốt, ta nếm thử. Bạch Mi trưởng lão sớm không nhịn được, lông mi trắng nhảy lên, cầm lấy chân lợn, chẳng quan tâm bị phỏng há miệng gặm một cái. Thịt lợn nướng vào miệng mang theo hương thơm, nhai một cái không tê răng, chất thịt dai mà không nát. Một ngụm cắn xuống còn có nước, hai mắt Bạch Mi trưởng lão lập tức trợn tròn, nhìn không được nói. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có món này, ăn ngon, ăn quá ngon. Chư vị chấp sự, mọi người cùng nếm thử đi. Lục Lâm Thiên nhìn bốn chấp sự Vân Dương Tông mời tiếp, lập tức kéo hai cái chân sau xuống, một cái đưa cho Lục Vô Song. Vô Song tỷ, tỷ cũng nếm thử đi, mùi vị không tệ đâu. Băng Lan tiểu thư, Thúy Ngọc. Đây là của các ngươi.
Một cái chân sau khác Lục Lâm Thiên đưa cho Độc Cô Băng Lan. Ta lần đầu tiên được ăn loại thức ăn này, tất nhiên là muốn nếm thử. Độc Cô Băng Lan không có cự tuyệt, mỉm cười nói. Chư vị chấp sự, trực tiếp dùng tay a, ăn cái này phải dùng tay cầm mới tốt. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ cầm xương sườn nhưng không biết ăn đường nào, mỉm cười nói ra, trực tiếp dùng tay nắm xương sườn lên gặm. Thịt vừa vào miệng lại đầy hương thơm, hương vị rất ngon, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên cảm thấy tay nghề của mình không tệ. Bốn vị chấp sự nhìn thấy mọi người đều ăn, lúc này cũng không cố kỵ cái gì, nhao nhao dùng tay kéo một khối xuống, mùi thịt vào miệng thì toàn thân thoải mái. Ta cũng không khách khí. Tần Thiên Hạo mỉm cười, cũng tiến lên cầm một khối thịt nướng lên, lập tức mang theo mỡ đông chảy ra khỏi miệng, nói ra. Thật sự là không tệ, quá thơm. Vậy ăn nhiều một chút. Lục Lâm Thiên kéo một khối lớn cho Tần Thiên Hạo, Tần Thiên Hạo tuy không quá nói nhiều, nhưng Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra, Tần Thiên Hạo là người ít nói không phải gian tà, có thật tình, ở chung với loại người này cũng không cần lo lắng bị tính kế. Đa tạ. Tần Thiên Hạo không có khách khí, bắt đầu gặm. Dương Diệu nhìn mọi người, trong bụng bắt đầu xì xào, nhưng mà không quen biết với Lục Lâm Thiên, cũng xấu hổ tiến lên, Dương Mạn cùng Lục Vô Song quan hệ tương đối gay gắt, lúc này tự nhiên là càng không có ý tiến lên, nhưng ánh mắt hai nữ vẫn không nhịn được nhìn qua thịt thơm ngon. Đây, thử xem đi, mùi vị không tệ. Lục Lâm Thiên xem vào trong mắt, lập tức kéo một tảng thịt lợn xuống đưa cho Dương Diệu. Dương Diệu và Dương Mạn tuy là hai tỷ muội, nhưng tính cách hoàn toàn bất đồng, Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại có chút thưởng thức thẳng thắn của Dương Diệu. Đa tạ. Dương Diệu tiếp nhận tảng thịt lợn của Lục Lâm Thiên ném tới, trong ánh mắt mang theo cảm ơn, lập tức đến bên người Dương Mạn, Dương Mạn cũng không có cự tuyệt, hai cô nàng bắt đầu nếm thử, miếng thịt vào miệng lập tức không bận tâm tới hình tượng, gặm lấy gặm để, mãi ăn tới nỗi mỡ lợn chảy đầy miệng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, 7 ngày ăn lương khô, bây giờ có thể ăn thịt nướng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Hổ cùng Vương Lương, Lục Lâm Thiên cười lạnh, cũng không để ý đến hai người này. Thiếu Hổ, nhiều như vậy, ta ăn không hết, ngươi ăn giúp ta một chút. Lục Vô Song dường như chú ý tới điểm này, đến trước người Lục Thiếu Hổ kéo nửa chân sau đưa cho Lục Thiếu Hổ, chân sau vốn khá lớn, Lục Vô Song cũng thật ăn không hết. Tăng thêm chuyện giữa hai người Lục Thiếu Hổ cùng Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song tuy không hoàn toàn rõ ràng nhưng cũng biết phân nửa. Nhưng bất kể thế nào, Lục Thiếu Hổ cũng là đường đệ của nàng, đứng ở một góc độ, nàng cũng muốn chiếu cố một hai, không thể bỏ qua. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn, cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất gặm thịt nướng trong tay, đối phó với Lục Thiếu Hổ, cũng không phải vào thời điểm này. Đa tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Hổ nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở phía xa không để ý đến, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, cuối cùng cũng không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận thịt nướng gặm. Hương khí bắn ra bốn phía, nhưng lại đưa tới không ít dã thú, sau một lát chung quanh tụ tập không ít dã thú, âm thanh dã thú vang lên không dứt, nhưng những dã thú này thấy có người thì không dám tới. Mỹ vị a hát, rất lâu rồi ta không có được ăn ngon như vậy. Bạch Mi trưởng lão ở một cái, vỗ bụng thỏa mãn nói ra. Đúng là mỹ vị, xem ra thời gian kế tiếp chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tông mỉm cười nói. Lúc này tất cả mọi người ăn no bụng, cả đám miệng đầy mở đông, liếc nhìn qua cũng chỉ có Vương Lương vẫn đứng ở một bên, cũng không có ý tứ đi lên ăn, trong bụng đầy tiếng xì xào. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, ta đi tiểu tiện một chút. Lục Lâm Thiên nói. Lập tức lách mình đi vào rừng cây. Lục Lâm Thiên đi tới phía sau một đại thụ che trời, một đạo hào quang màu vàng lóe lên nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, đúng là Tiểu Long. Nghe thấy hương vị thịt trên miệng Lục Lâm Thiên, Tiểu Long ngửi ngửi, loại mùi thơm này không thể giấu được Tiểu Long. Đừng tìm, cho người đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong tay xuất ra một khối thịt nướng. Xuy xuy. Tiểu Long mở miệng nhỏ nhắn trực tiếp nuốt khối thịt nướng lớn như lòng bàn tay vào bụng, thân hình của nó nhỏ hơn khối thịt, Lục Lâm Thiên hơi hoài nghi Tiểu Long rốt cuộc tiêu hóa hết thế nào. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói xong, Tiểu Long hiểu ý bỏ vào tay áo của hắn. Lục Lâm Thiên trở lại bên cạnh mọi người, nham thú đã bay lên không trung, mọi người nhảy lên nham thú, lập tức tiếp tục xuất phát, một con lợn rừng kia mọi người cũng không có ăn hết.
nhưng cũng không cách nào mang theo, số thịt còn lại sau khi mọi người rời đi, đám dã thú đã lao ra sâu xé sạch sẽ. Trên lưng nham thú, mọi người tiếp tục ngồi xuống, Lục Lâm Thiên cũng tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng trong người thành chân khí, một tia năng lượng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa biến thành chân khí rót vào trong đan điền. Thời gian như thế chậm rãi mà qua, trên lưng nham thú mọi người đã quen rồi, một tầng hào quang sáng ngời bao phủ Lục Lâm Thiên, trong cơ thể không ngừng hấp thu luyện hóa chân khí. Khi năng lượng chuyển hóa chân khí ngày càng ít, trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên, chân khí cũng càng ngày càng nhiều. Loại tốc độ này vượt qua xa luyện hóa đan dược có thể so sánh. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, thôn phệ chân khí đối phương so về thôn phệ đan dược, ít nhất cũng mạnh hơn gấp 2, nếu có thể thôn phệ chân khí như thế, tốc độ tăng tu vị của mình sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng, nếu bạo lộ công pháp của mình, như vậy sẽ có phiền toái lớn. Thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này hắn luyện hóa một tia năng lượng cuối cùng biến thành chân khí. Trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên, chân khí vô cùng hùng hậu, đã tới điểm tới hạn, chỉ cần đột phá một tia là có thể đạt tới vũ sĩ lục trọng. Vậy mà không có đột phá tới vũ sĩ lục trọng. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm trào khí, trong nội tâm rất kinh ngạc, năng lượng cần thiết độ phá vũ sĩ lục trọng còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều. Lục Lâm Thiên cũng không có thất vọng quá lớn, hiện tại chân khí của mình đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ cần ăn một viên tăng nguyên đan thì có thể dễ dàng đột phá vũ sĩ lục trọng. Trước không vội vàng đột phá a. Lục Lâm Thiên nghĩ trong lòng, nếu lần nữa đột phá đến vũ sĩ lục trọng, đến lúc đó ở trước mặt Bạch Mi trưởng lão chẳng biết phải giải thích thế nào, không tới nửa tháng lại đột phá tiếp, đến lúc đó khiến cho phiền toái của hắn không ít. Mà Lục Lâm Thiên lúc này cũng nghĩ tới điểm này, chính mình phải như thế nào mới có thể tăng cường tu vị linh khí, linh vũ cùng đột phá mới được. Cho dù hiện tại mình tu luyện vũ giả đạt tới vũ sĩ cửu trọng, cấp độ linh giả vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng, đến lúc đó càng không cách nào đột phá. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi một hồi a. Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, trong miệng thổi một tiếng, hai con nham thú lập tức kêu to, chậm rãi đáp xuống một sơn mạch. Trong vùng núi này có không ít dã thú, mọi người vất vả một chút, tìm chít món ăn dân dã, chúng ta ăn no ra lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói ra, ánh mắt nhìn qua phía Lục Lâm Thiên. Mọi người lập tức phân tán ra, Lục Lâm Thiên tìm một nơi không người, lại thả Tiểu Long đi ra ngoài kiếm ăn, sau đó bắt một con thỏ rừng nặng mấy cân trở về. Một lát sau, mọi người cũng có thu hoạch, bốn vị chấp sự mỗi người cầm về mấy món dân dã, Dương Diệu cầm theo hai con gà rừng. Lục Thiếu Hổ, Vương Lương, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan cũng không có tay không quay về. Lục Lâm Thiên dò xét một chút, mọi người cầm theo đủ loại món dân dã, chủng loại cũng không ít. Lúc này Lục Thiếu Hổ cùng Vương Lương hai người cũng học Lục Lâm Thiên nướng lợn rừng, bắt đầu đốt lửa, hai người này nướng con gà rừng và thỏ rừng, lại tìm được không ít hương diệp, cũng học rất nhanh. Mà Dương Mạn, Dương Diệu hai tỉ muội được Vương Lương rượt dây, cũng tìm chỗ nướng hai con gà rừng, có Vương Lương hỗ trợ, hai nữ cũng không cần tự động thủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Nhưng cũng không nóng nảy, lại thanh lý sạch nội tạng con dã thú của Tần Thiên Hạo, nhưng ngàn vạn không nhổ lông đi, bảo ba vị chấp sự hỗ trợ tìm chút ít củi lửa, bản thân hắn thì đi tìm quanh. Sau một lát Lục Lâm Thiên tìm một nơi ngồi xổm xuống, dùng tay cầm một nắm bùn đất đưa lên mũi ngửi, mỉm cười, bùn đất này còn ướt át, có màu vàng, đúng là bùn đất mà Lục Lâm Thiên cần tìm. Lập tức Lục Lâm Thiên đào không ít bùn đất màu vàng này tới trước mặt mọi người, đây chính là thứ không thể thiếu. Mọi người thấy Lục Lâm Thiên tìm nhiều bùn đất như thế đều là kinh ngạc không thôi. Sau đó Lục Lâm Thiên cũng tìm không ít hương diệp về. Lâm Thiên, ngươi lấy nhiều bùn đất thế để làm gì? Bạch Mi trưởng lão nói ra, thần sắc nghi hoặc hỏi. Trưởng lão, đây là bùn đất để làm đồ ăn, đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói ra. Nói xong Lục Lâm Thiên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trước tiên lấy hương diệp bọc chung quanh gà rừng và thỏ rừng. Sau đó lấy bùn đất bao bọc chúng lại, bao vây lấy hương diệp, cuối cùng biến thành đống bùn vàng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên làm tất cả mọi người càng nghi ngờ. Xong, Lục Lâm Thiên cuối cùng đào vài cái hố ra, đem những con gà con thỏ rừng nhét vào bên dưới, cuối cùng trực tiếp đốt lửa ở phía trên. Lâm Thiên, đệ làm thế không giống lần trước a? Lục Vô Song hỏi. Lục Lâm Thiên nói. Lần trước lợn rừng có vị mặn. Cơ hồ tất cả có thể nướng lên,
nhưng mà những gà rừng thỏ rừng này cũng không có vị mặn, chúng ta lại không có muối, tất nhiên là không thể nướng, vừa rồi ta tìm những bùn đất kia chính là có vị mặn, đến lúc đó vị mặn sẽ dung nhập vào món ăn. Thì ra là thế. Mọi người xem như hiểu được, bắt đầu đốt lửa lên, hơn 10 phút sau, Lục Lâm Thiên lại đào lên đã đảo một vòng, để tránh cho phía dưới không được nướng chín, sau đó tiếp tục đốt lửa. Lúc này ở xa xa, đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn, Dương Diệu đang nướng thịt rừng đã có mùi thơm bay lên, cũng thành khô vàng, bốn người hưng phấn không thôi, bắt đầu cầm lên gặm. Mà bốn người vốn hưng phấn lại biến thành khó nhìn, tuy thịt vẫn tỏa hương khí ra bốn phía, nhưng là ăn vào vô vị, căn bản không có mùi vị gì đáng nói. Bốn người đều nghi hoặc, rõ ràng phương pháp giống như Lục Lâm Thiên làm lần trước, nhưng mà nướng ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Bốn người từ nhỏ đều là thiếu gia tiểu thư cơm đưa tới miệng, tự nhiên là không hiểu ảo diệu của đồ nướng. Xong rồi, mọi người ăn đi. Cảm giác đã tới lúc thịt chín đều rồi, Lục Lâm Thiên tắt củi lửa, đào bùn đất lên, khối bùn kia lúc này đã cứng rắn, phía trên có khe nứt chẳng chịt, mùi thơm từ trong tỏa ra ngoài. Phanh! Lục Lâm Thiên ném bùn đất xuống đất, khối bùn chia 5 x 7, hương khí tỏa ra các nơi, một con gà rừng mùi thơm mê người xuất hiện trước mặt mọi người. Lông vũ trên người gà rừng đã bị bùn đất dính chặt, cùng rơi ra khỏi người con gà. Thơm quá a hát. Mọi người học bộ dáng Lục Lâm Thiên, cũng ném bùn đất xuống đất, gà rừng và thỏ rừng lộ ra, nhất thời hương khí tràn ngập chung quanh, mọi người nước miếng chảy ròng, không khách khí gặm thịt. Không nghĩ tới làm thế này lại ăn rất ngon, tiểu tử ngươi thật đúng là rất có nghề. Bạch Mi trưởng lão nước miếng chảy ròng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Mấy chấp sự cũng không có khách khí, lần này mọi người đều xuất lực, bắt đầu ăn càng không khách khí ngay cả Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Thúy Ngọc ba người cũng chẳng quan tâm dáng vẻ, ăn tới mức mỡ vàng dính đầy quanh miệng. Sau một lát, mọi người ăn căng bụng, bộ dáng nuốt không trôi, mà đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn sau khi ăn món ăn vô vị của mình vài miếng thì thật sự ăn không trôi. Hừ! Dương Mạn nhìn Vương Lương hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lửa. Nếu không phải Vương Lương rượt dây, nàng làm sao phải chịu đói. Sau khi ăn xong, Lục Lâm Thiên tìm cơ hội thu Tiểu Long Thu vào trong tay áo, Tiểu Long mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tự kiếm ăn. Tốt, chúng ta nên xuất phát thôi, nửa tháng rồi, tiếp qua một tháng chúng ta sẽ tới Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Bạch trưởng lão, phía trước chính là thành Vũ Đô, chúng ta có nên vào thành nghỉ ngơi một chút hay không, cũng để chuẩn bị vượt qua sơn mạch Vũ Đô. Nữ chấp sự nhìn Bạch Mi trưởng lão nói ra. Không, chúng ta không có nhiều thời gian, trực tiếp đi qua sơn mạch Vũ Đô thôi. Bạch Mi trưởng lão nói. Bạch trưởng lão, trực tiếp đi qua có thể gặp nguy hiểm. Nữ chấp sự trung niên kia tiếp tục hỏi. Vân Dương Tông chúng ta không người nào dám chọc, không có việc gì, thành Vũ Đô những năm này cũng không xảy ra chuyện gì. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức gọi hai nham thứ bay lên. Mọi người nhảy lên nham thú, tiếp tục xuất phát về phía Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão vừa nói sơn mạch Vũ Đô, Lục Lâm Thiên lại tò mò, liền nhớ chấp sự Vân Dương Tông nói nơi đó có nguy hiểm, sơn mạch Vũ Đô rốt cuộc là nơi nào? Trưởng lão, sơn mạch Vũ Đô là địa phương nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Sơn mạch Vũ Đô là sơn mạch nằm cạnh cổ vực, tại biên giới sơn mạch có một tòa thành gọi là thành Vũ Đô, chính là địa bàn của Vân Dương Tông. Nhưng mà diện tích sơn mạch Vũ Đô cực lớn, tình huống cũng hỗn loạn, ngẫu nhiên còn có yêu thú xuất hiện, người bình thường là không dám đi vào sơn mạch Vũ Đô. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Thì ra là thế. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng đã có nghe nói qua về cổ vực, tại tàng vũ các của Lục gia có ghi lại, chung quanh đại lục Linh Vũ còn có 4 đại lục khác, diện tích so với đại lục Linh Vũ cũng không chênh lệch nhiều. Phía đông đại lục Linh Vũ có Đông Hải thành Ma Vân. Phía tây có Tây Xuyên cổ vực, phía nam có Nam Nguyên tổ yêu lâm, đó là địa bàn của yêu thú, nhân loại tiến vào tuyệt đối khó mà còn sống rời đi. Phương Bắc có Linh Hoàng Nhai, chỗ đó chính là địa bàn của linh thú, nhân loại đi qua cũng giữ nhiều lành ít. Mà trong đó, lớn nhất đại lục Linh Vũ, Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của đại lục Linh Vũ, tuy thế lực tam tông tứ môn vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào va chạm với thành Ma Vân và cổ vực. Về phần tổ yêu lâm và Linh Hoàng Nhai, tam tông tứ môn không cần nghĩ, những yêu thú và linh thú kia không dễ chọc. Bang bang! Phía trước không xa đột nhiên có hai âm thanh nổ tung,
lập tức hai cột khói lửa bắn lên trời, rơi lả tả ở phương xa, tuy là ban ngày nhưng nhìn rất chói mắt. Trưởng lão, là tín hiệu cầu viện của Vân Dương Tông chúng ta. Trên nham thứ khác, một chấp sự lớn tiếng nói, lúc này sắc mặt mấy chấp sự, Bạch Mi trưởng lão, Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn biến hóa. Là ở phía trước, có người trong tông gặp phiền toái, chúng ta lập tức đi qua. Bạch Mi trưởng lão lớn tiếng nói, khống chế nham thứ bay đi, vội vàng tiến về tới trước mặt, thần sắc ngưng trọng, đây chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nếu như không gặp đại sự, người trong tông sẽ không dễ dàng phóng tín hiệu cầu viện. Gặp phải phiền toái sao? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên suy tư, nhìn thấy thần sắc Bạch Mi trưởng lão thì phiền toái này không nhỏ, chính mình đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút mới được. Trong sơn mạch, gió nhẹ thổi qua cành cây cứng rắn, giống như u hồn đang khoe nanh vuốt của mình, ngẫu nhiên có lá khô phiêu linh trong gió. Chung quanh nơi này là một vách núi dốc đứng, mùi máu tươi nồng đậm phiêu đãng các nơi, trên mặt đất đã có thi thể hơn 30 người, vết máu loang lổ, từ ăn mặc có thể nhìn ra là hai thế lực. Vương Minh Nguyệt, ngươi cho rằng sẽ có người Vân Dương Tông đến sao, giao thiên tàm bảo giáp ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trên một sườn núi, một lão giả chừng 50 tuổi nhìn qua nam nhân chừng 40 trước mặt, lão giả 50 tuổi mặc áo đen, trên trán có nếp nhăn thật sâu, hốc mắt hõm sâu vào, ánh mắt đầy lăng lệ âm lãnh. Mà nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng, lúc này vết máu loang lổ, phân không rõ ràng là máu của mình hay máu của người bị mình giết lưu lại, trong tay có một cây đại đao, phía trên còn có tơ máu chảy dài, khí tức toàn thân suy yếu nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen trước mặt. Sau lưng của hai người đều có người, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trung niên, đều là một thân trang phục màu đen, trong mắt đầy lăng lệ, toàn thân sát khí cuồn cuộn, khí tức tỏa ra là do giết chóc quanh năm lưu lại, người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại khí tức này. Sau lưng nam tử trung niên còn có bảy thanh niên và một trung niên, khí tức suy yếu, rõ ràng là trải qua một hồi đại chiến. Nam tử trung niên này, nếu ở trong thành Vũ Đô thì ai cũng nhận ra hắn. Chính là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt thành chủ thành Vũ Đô, sau lưng chính là đệ tử Vân Dương Tông. Hỏa âm quái, đây là địa bàn Vân Dương Tông của ta, đoạt đồ của Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, thức thời thì rời đi, ta có thể không truy cứu việc này. Trong mắt Vương Minh Nguyệt bắn tinh quang nhìn qua lão giả áo đen. Khặc khặc, dùng Vân Dương Tông tới dọa ta, ngươi đừng quên, trong cổ vực cũng không phải là địa bàn của Vân Dương Tông. Cho dù nơi này là sơn mạch Vũ Đô, Vân Dương Tông ngươi được coi là cái gì? Lão giả áo đen cười lạnh nói. Thiên tàm bảo giáp cũng không phải là vật của Vân Dương Tông các ngươi, ai đạt được chính là của người đó, ngươi thức thời thì giao ra đây, nếu không chỉ có chết. Muốn thiên tàm bảo giáp, nằm mơ đi, trừ phi ta chết. Vương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, trường đao trong tay quét ngang, chân khí run run, thiên tàm bảo giáp này hắn không buông tha. Kiệt! Vậy đi chết hết đi. Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ, trong tay có chân khí nóng bỏng bắn ra ngoài, lập tức lao thẳng tới Vương Minh Nguyệt. Sau khi lão giả áo đen phát động công kích, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trung niên cũng sát khí cuồn cuộn, tấn công mấy đệ tử Vân Dương Tông, trong lúc nhất thời chân khí kích động, mấy đệ tử Vân Dương Tông đều có thực lực vũ sư, nhưng mà thực lực của ba nam tử trung niên thì mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy hỏa âm quái đánh tới, Vương Minh Nguyệt đột nhiên bay lên không, vừa lúc tránh né công kích của hỏa âm quái. Hỏa âm quái cười lạnh, dường như sớm có chuẩn bị, lúc Vương Minh Nguyệt thả người bay lên thì ngưng kết thủ ấn, trong tay phải có khí tức hỏa diễm nồng đậm đánh thẳng vào Vương Minh Nguyệt. Hỏa âm quái chính là vũ giả hỏa hệ, trong hỏa diễm lại còn mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt, không giống với hỏa diễm bình thường. Vương Minh Nguyệt đang ở giữa không trung, thân ảnh lập tức vòng qua vòng lại. Thân thể lăng không biến mất tại chỗ, sau một khắc sau lưng hỏa âm quái có ánh đao chém xuống, đao mang quét ngang, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, không khí chung quanh chấn động mạnh. Lùi cho ta! Một đao kia hỏa âm quái cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thân hình hơi nghiêng, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo trưởng ấn màu đỏ đánh tới, lập tức đánh vào đao mang, nhiệt độ không gian chung quanh tăng vọt, trở nên vô cùng nóng bỏng. Phanh! Không gian nổ vang! Hỏa diễm vẩy ra, đao mang lập tức hóa thành hư vô. Trên không trung, một đạo thân ảnh bay ngược ra sau, rơi xuống mặt đất lảo đảo lui lại liên tiếp, chính là Vương Minh Nguyệt. Từ tình huống giao thủ mà nhìn, Vương Minh Nguyệt sau chiêu này đã bị áp chế xít sao.
chân khí của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn rồi, giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hỏa âm quái quát lên một tiếng, mũi chân điểm một cái, chân khí đảo quanh người, lập tức lao thẳng tới. Vương Minh Nguyệt, nhìn ngươi có thể trèo chống thêm mấy chiêu. Tay của hỏa âm quái nóng bỏng ngưng tụ hỏa diễm thành vô số quyền, trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy Vương Minh Nguyệt. Không xong. Thần sắc Vương Minh Nguyệt trầm xuống, thực lực hỏa âm quái này còn trên hắn một ít, tăng thêm lúc này hắn tiêu hao hầu như không còn, căn bản không phải đối thủ của người ta, tuy vừa vặn thả tín hiệu cứu viện, thế nhưng mà ở đây căn bản không có người Vân Dương Tông nào khác, người ở thành Vũ Đô muốn chạy đến cũng không kịp, thứ hai thành Vũ Đô cũng không có thực lực ngăn cản cường giả như hỏa âm quái. Vào thời điểm này trên không trung có tiếng yêu thú truyền tới, nghe âm thanh này, trong mắt Vương Minh Nguyệt đầy vẻ kinh hỉ, đây chính là âm thanh của nham thú trong tông. Ta tưởng rằng là ai, thì ra là hỏa âm quái. Trên không trung có tiếng hét to, đúng là Bạch Mi trưởng lão, vừa nói xong một đạo thân ảnh lao xuống, còn có một thanh trường kiếm màu vàng trống rỗng xuất hiện, vô thanh vô tức chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, kiếm khí lăng lệ cách trở không khí, gào thét đâm về phía hỏa âm quái. Hỏa âm quái cảm giác kiếm khí lăng lệ thấu xương chém tới, thân sắc lập tức cả kinh, quyền pháp biến hóa, vô số quyền ảnh nóng bức bao phủ kiếm khí, thân hình cấp tốc lui nhanh lại. Vô số quyền ảnh ngăn cản, thủ ấn Bạch Mi trưởng lão biến đổi, kiếm khí lại biến hóa, chỉ thấy kiếm khí liên tục rung rung, giống như mặt nước rung động đánh thẳng vào vô số quyền ảnh, công kích của hỏa âm quái bị đánh nát. Trong nháy mắt này, hai nham thứ cả kinh xoay quanh trên không, mọi người lập tức nhảy xuống, mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng lao tới tấn công ba tên nam tử trung niên. Đạp đạp, hỏa âm quái lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão vừa xuất hiện, thần sắc trầm xuống. Bạch Mi, không nghĩ tới người cũng ở nơi đây. Bạch Mi huynh, người tới thật đúng lúc, hỏa âm quái muốn đoạt thiên tàm bảo giáp, nếu người tới chậm một bước thì phiền toái rồi. Vương Minh Nguyệt nhìn thấy người tới là Bạch Mi trưởng lão, rốt cuộc trong nội tâm cũng thả lỏng, hắn và Bạch Mi tuy là trưởng lão ngoại môn, nhưng thực lực của Bạch Mi còn trên cả hắn, cũng không dưới hỏa âm quái. Thiên tàm bảo giáp, thần sắc Bạch Mi trưởng lão nghi hoặc. Chuyện nói rất dài dòng, lần này ta tự mình mang theo không ít người tiến vào sơn mạch Vũ Đô, vừa mới đạt được thiên tàm bảo giáp thì không nghĩ tới bị hỏa âm quái quấn lấy. Vương Minh Nguyệt nói. Nói nhảm, thiên tàm bảo giáp người có thực lực thì đạt được, ta vì cái gì không thể có được. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói. Tốt cho hỏa âm quái, đồ vật Vân Dương Tông đạt được mà còn dám đoạt lấy, cho ta xem, thực lực ngươi có đủ hay không. Bạch Mi trưởng lão quát một tiếng, nhìn thấy thi thể đệ tử Vân Dương Tông trên mặt đất, ánh mắt phát lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức trường kiếm màu vàng rời tay, như thiểm điện bổ về hóa hỏa âm quái, thân kiếm kêu ông ông, trên thân trường kiếm tràn ngập hào quang màu vàng, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một con rắn vàng đánh tới. Bạch Mi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Ta đúng là muốn nhìn Vân Dương Tông mạnh bao nhiêu. Hỏa âm quái quát một tiếng, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, có hơn 10 hỏa cầu lớn như nắm tay lập tức bao phủ trường kiếm màu vàng. Trong lúc nhất thời chân khí tràn ngập, chung quanh là đá vụn và bụi mù tung bay, Lục Lâm Thiên ở xa nhìn qua hai người giao thủ với nhau, Bạch Mi trưởng lão và hỏa âm quái thực lực đều là cường giả vũ phách, luận thực lực hẳn là vũ phách lục trọng trở lên, là cường giả chính thức, vừa ra tay đã có tiếng nổ liên tục. Mọi người đã sớm được Bạch Mi trưởng lão phân phó, không có tùy tiện tới gần, chỉ có thể đứng ở xa xa quan sát. Mà bốn chấp sự Vân Dương Tông nhanh chóng giao chiến với ba đại hán kia, bốn chấp sự Vân Dương Tông chiếm cứ thượng phong, thực lực của bốn chấp sự chừng vũ sư bát trọng, vũ sư cửu trọng, mà ba đại hán trang phục màu đen kia yếu hơn một chút, nhân số cũng ít hơn nên tràn đầy nguy cơ. Lục Lâm Thiên cảm thấy hứng thú chính là Bạch Mi trưởng lão giao thủ với hỏa âm quái. Hai người này mới là cường giả, hai người này giao thủ mới kịch liệt. Lập tức, hỏa âm quái ngưng tụ hơn 10 hỏa cầu bị Bạch Mi trưởng lão thúc dục trường kiếm màu vàng đánh ra một bóng kiếm, kiếm khí lăng lệ lướt qua đánh nát hỏa cầu, trường kiếm nhanh chóng lướt ngang. Bạch Mi trưởng lão tá trợ thân pháp trùng kích và thủ ấn biến ảo liên tục, vài đạo kiếm khí phong nhận thật nhỏ đã rời kiếm bay ra, cắt vào cổ của hỏa âm quái. Thân sắc hỏa âm quái trầm xuống, thân ảnh không chậm chút nào. Nhanh chóng lùi lại, cương khí bao phủ toàn thân, mấy đạo kiếm khí phong nhận kia đỡ upsilon.ng vào cương khí phòng hộ của hắn, tiêu tán trong vô hình. Mà sau khi chống cự kiếm khí phong nhận,
thần sắc Hỏa Âm quái ngưng trọng lên, cánh tay biến hóa, khí kình mang theo quyền kình đánh thẳng tới, nện thẳng vào Bạch Mi trưởng lão, khí kình áp bách làm không khí nổ vang không ngớt. Dường như Bạch Mi trưởng lão cũng không dám khinh thường, cảm nhận được khí kình ép tới, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, trường kiếm màu vàng đánh ra, trường kiếm lưu lại vòng cung màu vàng trong không khí, mũi kiếm sắc bén như xuyên thủng tất cả va chạm với quyền đầu của Hỏa Âm quái. Cả hai chạm vào nhau, công kích mạnh mẽ làm cho mặt đất sinh ra gợn sóng và đá vụn bay tứ tung, không khí thừa nhận áp lực to lớn, cuối cùng không chịu nổi đã nổ tung. Bang bang! Không gian sinh ra tiếng nổ cực kỳ to lớn, trong phạm vi mấy chục mét đá vụn bắn tứ tung, phạm vi này biến thành hố sâu, hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra sau. Bạch Mi, thực lực quả nhiên không tệ, nhưng mà thiên tàm bảo giáp ta phải đạt được, giao thiên tàm bảo giáp ra, ta lập tức đi ngay. Hỏa Âm quái nói. Chê cười, người có thực lực kia sao? Bạch Mi trưởng lão nói. Khặc khặc, vậy thì tốt, đó là mấy đệ tử mới của Vân Dương Tông A, thiên phú có lẽ không tệ, chết rất đáng tiếc, không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta không làm gì được ngươi, nhưng mà chặn đánh bọn chúng, ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không? Hỏa Âm quái cười âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Dương Mạn. Hỏa Âm quái ngươi dám. Đến lúc đó cho dù ngươi chạy trốn vào trong cổ vực, Vân Dương Tông cũng không bỏ qua cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão lập tức quát to, trong lòng tự nhiên biết rõ, thực lực Hỏa Âm quái không kém hơn hắn nhiều lắm, nếu Hỏa Âm quái một lòng muốn đối phó những đệ tử mới, bọn họ không cách nào làm được. Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, giao thiên tàm bảo giáp ra hay không? Hỏa Âm quái nói, nằm mơ, bảo vật như thiên tàm bảo giáp ngươi còn chưa có tư cách có được. Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hỏa Âm quái âm lệ vừa quát, thân ảnh quát lên, lập tức lướt tới đám đệ tử mới Lục Lâm Thiên bên kia. Ngươi dám! Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, Vương Minh Nguyệt thân ảnh như điện, hai người một đao một kiếm trực tiếp bổ vào Hỏa Âm quái, hai công kích xé rách không khí sinh ra tiếng nổ ầm ầm. Hỏa Âm quái nhíu mày, bàn chân khẽ dậm vào hư không. Một đạo chân khí nóng bỏng từ chân truyền ra ngoài, thân ảnh lập tức nhanh hơn mấy phần, đồng thời vung tay đánh ra hỏa cầu to 2 mét vào người Bạch Mi trưởng lão cùng Vương Minh Nguyệt. Phá! Hai người một đao một kiếm dễ dàng đánh xuyên qua hỏa cầu, nhưng mà chỉ trong tích tắc này, thân ảnh Hỏa Âm quái đã lao thẳng tới đám người Lục Lâm Thiên. Các ngươi cẩn thận, đi mau! Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới, thủ ấn biến hóa, không gian tràn ngập chân khí. Bảo kiếm màu vàng rời tay hóa thành một đạo hào quang màu vàng, như thiểm điện đâm về phía Hỏa Âm quái. Kiếm khí mang theo âm thanh xé gió, không khí chung quanh chấn động mạnh mẽ, một kiếm này đã là toàn lực của Bạch Mi trưởng lão. Đi mau, chúng ta không phải đối thủ. Lục Vô Song lớn tiếng nói, tất cả người bên này đều nhìn thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh. Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Hỏa Âm quái lại chọn ra tay với đệ tử mới của Vân Dương Tông. Thân ảnh nhanh chóng lao đi bỏ trốn, nếu rơi vào trong tay Hỏa Âm quái, kết cục có thể nghĩ, nhất định không phải là kết quả tốt gì. Hỏa ảnh chỉ. Nhìn thấy một kiếm của Bạch Mi trưởng lão ở sau lưng, Hỏa Âm quái khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ hư không, một đạo chân khí rung động truyền vào chân, thủ ấn biến hóa, bấm tay bắn ra, năm đạo năng lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài, bắn thẳng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Ngay vào lúc này, Hỏa Âm quái nhanh chóng lao tới trước. Năm chỉ mạnh mẽ bắn xuyên qua hư không, thoáng cái đã đỡ upsilon.ng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Keng keng. Trong thời gian cực ngắn, kiếm quang bị năm chỉ ngăn cản, tuy năm chỉ không cách nào phá vỡ kiếm quang nhưng vẫn đánh nó giạt ra, không cách nào tiếp tục công kích Hỏa Âm quái. Trước bắt người khai đao a. Thân ảnh Hỏa Âm quái xuất hiện sau lưng Tần Thiên Hạo, trong mọi người Tần Thiên Hạo thân là linh giả, ở phương diện tốc độ chậm nhất cho nên rơi lại sau cùng. Một trường ngưng tụ trước người Hỏa Âm quái, đánh thẳng xuống. Phá! Cũng vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới, bảo hộ trước người Tần Thiên Hạo. Ta xem ngươi có thể bảo hộ mấy người. Hỏa Âm quái cười âm trầm, thủ ấn lập tức ngưng kết đánh ra mấy đạo công kích, trường ấn mang theo hỏa diễm xé rách không gian, lại công kích vào Lục Thiếu Hổ cách Tần Thiên Hạo không xa. Cẩn thận! Thủ ấn của Bạch Mi trưởng lão biến hóa. Trường kiếm màu vàng vạch phá không khí đánh thẳng vào Hỏa Âm quái. Hừ! Hỏa Âm quái hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa,
năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại, mà năm đạo chỉ ấn kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão đánh ra, dây dưa với nhau, thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể Lục Thiếu Hổ, khí kình nóng bỏng này làm làn da Lục Thiếu Hổ đau đớn, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lập tức ngã nhào trên đất lên, bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Khặc khặc, Bạch Mi, ta xem ngươi có thể cứu bao nhiêu người. Hỏa âm quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ, thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân, dựa thế lao đi lần nữa, thân ảnh của hắn như quỷ mi lao thẳng về phía trước, mục tiêu của hỏa âm quái lúc này là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh, lúc này thấy hỏa âm quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi, trong lòng rất rõ thực lực bản thân, dùng thực lực của mình bây giờ, căn bản không cách nào chống lại cường giả như hỏa âm quái. Chân khí tuôn ra tới mức tận cùng, Lục Lâm Thiên chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Lâm Thiên cẩn thận. Cách đó không xa, Lục Vô Song thất sắc, không có do dự chút nào, thân hình uyển chuyển xẹt qua, chân khí tuôn trào, bàn tay như vung ra, thanh nguyệt kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía hỏa âm quái. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa âm quái lạnh quát một tiếng, khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang lao tới, thân ở giữa không trung, chân khí đột nhiên tăng vọt, một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngưng tụ vào ngón tay, một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào thanh nguyệt kiếm. Bành! Cả hai tiếp xúc, trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện, thanh nguyệt kiếm rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt này, thân ảnh hỏa âm quái cũng không tiếp đất, phất tay đánh ra một hỏa cầu về phía Lục Vô Song. Vô Song tỷ coi chừng! Sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh hãi, Lục Vô Song là vì cứu mình mà gặp phiền toái, thực lực Lục Vô Song tuyệt đối không cách nào chống lại hỏa âm quái. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên hiện tại không có thời gian do dự, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp, quanh thân xuất hiện vô số lân phiến màu vàng che đậy thân thể, hắn lao tới. Khai Sơn Trưởng. Chân khí tuôn trào, một đạo trưởng ấn màu vàng nhạt đánh ra ngoài, tuy khí kình mang theo tiếng xé gió. Nhưng so với công kích của hỏa âm quái, Bạch Mi trưởng lão thì khí thế kém đi rất nhiều. Hỏa âm quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều, đối phương chỉ là một vũ sĩ mà thôi, ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm. Sắc mặt hỏa âm quái trầm xuống, sau lưng Lục Lâm Thiên, Bạch Mi trưởng lão đã lao tới trước. Hừ, tiểu tử, tới đây cho ta. Thần sắc hỏa âm quái trầm xuống. Thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên ngưng tụ Khai Sơn Trưởng đánh tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn lui lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai. Tiểu tử, thành thật một chút. Cũng vào lúc này, Lục Lâm Thiên cảm giác hỏa âm quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích. Hỏa âm quái, ngươi mau thả người ra, nếu không Vân Dương Tông ta sẽ không để yên cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên. Lâm Thiên, Lục Vô Song thất kinh, Hoa Dung thất sắc. Lúc này đám người Tần Thiên Hạo, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu sắc mặt đầy ngưng trọng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên rơi vào trong tay hỏa âm quái, cũng chỉ có Lục Thiếu Hổ là cười lạnh mà thôi. Lục Lâm Thiên giờ phút này trong lòng vô cùng bối rối, mình cũng không muốn chết, nhưng thực lực hỏa âm quái quá mạnh mẽ, bản thân mình căn bản không có khả năng phản kháng. Ba đường kinh mạch trong cơ thể đang bị chân khí của hỏa âm quái phong tỏa, chân khí của hắn không cách nào lưu động như ý. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm vận khí Âm Dương Linh Vũ Quyết, hỏa âm quái dùng chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình, mà Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể luyện hóa bất luận năng lượng chân khí gì, nói không chừng có thể luyện hóa ba đạo chân khí này. Thực sự có thể. Lập tức vận khí Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên cảm giác được ba đạo chân khí nhanh chóng bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa, trong nội tâm mừng thầm, bắt đầu âm thầm luyện hóa, ba đạo chân khí này không phải rất lớn, muốn luyện hóa có lẽ không cần bao nhiêu thời gian. Bạch Mi, giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, ta thả người, nếu không tiểu tử này chết chắc rồi. Hỏa âm quái nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão nói. Hỏa âm quái, ngươi thực muốn khiêu chiến Vân Dương Tông sao? Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, muốn giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, đây là không có khả năng, Thiên Tàm Bảo Giáp không phải vật bình thường, làm gì dễ dàng giao ra, thế nhưng mà Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, lần này vào Vân Dương Tông,
muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Vân Dương Tông, từ trước tới nay rất xem trọng đệ tử thân truyền. Giữa hai việc này, Bạch Mi trưởng lão cân nhắc không được, nhưng tương đối mà nói, thiên tàm bảo giáp chỉ có một kiện, mà đệ tử thiên phú tốt. Vân Dương Tông có rất nhiều, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, Bạch Mi trưởng lão tự nhiên sẽ không buông tha Lục Lâm Thiên. Bạch Mi, Vân Dương Tông còn không có sợ tới sơn mạch Vũ Đô và cổ vực, đừng cầm Vân Dương Tông dọa ta nữa, ta hỏi lần cuối cùng, giao thiên tàm bảo giáp hay không, nếu không, tiểu tử này chết chắc, ta không ngại gỡ yêu ta ít tiểu tử này đâu. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói một tiếng. Hỏa âm quái, thiên tàm bảo giáp là không thể nào, ngươi nên biết giá trị của thiên tàm bảo giáp, như vậy đi, thả người trong tay ngươi ta, Vân Dương Tông ta nguyện ý cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm. Bạch Mi trưởng lão nói, một viên đan dược tứ phẩm có giá trị bất phàm. Một viên đan dược tứ phẩm là không tệ, xem ra tiểu tử này Vân Dương Tông ngươi rất coi trọng a, ta càng không thả người. Hỏa âm quái cười nói, một viên đan dược tứ phẩm xem như không ít, đan dược này so với thiên tàm bảo giáp, một viên đan dược tứ phẩm vẫn xem như còn đắt hơn. Hỏa âm quái, ngươi nên biết điều thấy tốt thì lấy a, nếu không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển. Cường giả trong Vân Dương Tông ta vẫn ra tay tru sát ngươi. Vương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói một tiếng. Hừ, ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ muốn thiên tàm bảo giáp. Hỏa âm quái nói. Thần sắc Lục Lâm Thiên không có biến đổi, âm dương linh vũ quyết trong người đang luyện hóa, ba đạo chân khí kia đã bị luyện hóa xong, ba đạo chân khí này vừa luyện hóa xong Lục Lâm Thiên đạt được một ít chỗ tốt, chân khí trong cơ thể có tăng cường. Nếu chân khí mạnh hơn một tia, chính mình sẽ lập tức đột phá đến vũ sĩ lục trọng. Trưởng lão, ngươi nhất định phải cứu Lâm Thiên. Lục Vô Song nhìn Bạch Mi trưởng lão sốt ruột nói, thần sắc vẫn vô cùng lo lắng. Vô Song, ta sẽ hết sức, Lâm Thiên là con của Lục Trung, ta cũng không thể không cứu, nhưng mà thiên tàm bảo giáp quá trọng yếu, không thể giao ra được. Bạch Mi trưởng lão nói, Bạch Mi, kiên nhẫn của ta là có hạn. Hỏa âm quái đã có chút không nhịn được. Hỏa âm quái, người của ngươi cũng trong tay chúng ta đổi người chứ. Lúc này sau lưng Bạch Mi trưởng lão, bốn chấp sự đã bắt được một đại hán áo đen, hai tên còn lại đã bị người Vân Dương Tông đánh chết. Hỏa âm huynh, cứu ta. Đại hán áo đen cầu khẩn, ai cũng không muốn chết. Hừ, thực lực không đủ, còn sống dùng làm gì. Hỏa âm quái đạm mạc nói. Trong tay ngưng tụ khí kình lập tức lướt tới đại hán bị Vân Dương Tông bắt. Xuy. Trước ngực đại hán này có hỏa diễm lướt tới, một lỗ máu hiển hiện, tên đại hán áo đen này nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, trong mắt không cam lòng té trên mặt đất. Thật ác độc. Người Vân Dương Tông cũng không ngờ hỏa âm quái lại ra tay hung ác với người mình như thế, vốn còn muốn dùng người này để áp chế hỏa âm quái, không nghĩ tới hỏa âm quái căn bản không đặt trong lòng. Không thể tiếp tục. Nếu không sẽ chết chắc, phải mạo hiểm thử một lần. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, lúc này cũng vô kế khả thi, đột nhiên Bạch Mi trưởng lão nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nháy mắt, dường như đang nói gì đó với mình. Bạch Mi, ta không có kiên nhẫn, nếu không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta liền gờ yêu ta ít tiểu tử này, sau đó người ở đây ta chậm rãi đánh chết, nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy người. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói. Nộ diễm quyền. Hỏa âm quái còn chưa dứt lời, ngay trong nháy mắt này chân khí của Lục Lâm Thiên chấn động, chân khí nóng bỏng lao ra ngoài, hỏa âm quái vẫn đang áp chế mình nên ở gần trong gang tấc, nộ diễm quyền đánh ra sau đó thân hình lui nhanh. Hỏa âm quái căn bản cũng không có nghĩ đến người bị mình phong bế kinh mạch lại có thể khôi phục nhanh chóng, mặc dù nói một vũ sĩ công kích không cách nào trọng thương hắn, nhưng nếu gần trong gang tấc chúng một quyền này tự nhiên cũng không dễ chịu, thân hình lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng. Thì ra là vũ giả song hệ, tiểu tử muốn chết. Sắc mặt hỏa âm quái biến hóa, mũi chân điểm vào mặt đất, thân thể giống như trượt dài, lùi ra sau 10 mét, vừa mới tránh né một quyền của Lục Lâm Thiên. Oanh! Nộ diễm quyền của Lục Lâm Thiên nện vào vị trí đặt chân của hỏa âm quái, lập tức một tiếng vang xoát hiện, đá vụn bay lên, từng đạo khe hở lan tràn ra chung quanh, hỏa diễm bắn ra ngoài, một quyền này Lục Lâm Thiên đã dùng toàn lực. Nhưng không thể làm gì được hỏa âm quái. Mà cũng trong nháy mắt này, thân hình hỏa âm quái lướt tới, lao thẳng tới Lục Lâm Thiên, trong mắt của hắn đầy sát ý. Hỏa âm quái, ăn một trưởng của ta. Cũng vào lúc này, Bạch Mi trưởng lão sớm chú ý tới Lục Lâm Thiên nháy mắt,
Tuy kinh ngạc Lục Lâm Thiên làm sao có thể giải kinh mạch bị phong bế, nhưng mà hắn vẫn lao tới thật nhanh, trưởng phong lăng lệ đánh ra, quét qua mặt đất, cát đá bay tứ tung, đem tầng đất đá bị quét bay lên cao. Trong thời gian này, đồng tử Bạch Mi trưởng lão hơi co lại, chân khí toàn thân đột nhiên tăng vọt, một đạo thủ ấn ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh thẳng vào hỏa âm quái. Bạch Mi, hôm nay ta muốn gỡ yêu ta ít tiểu tử này. Dường như hỏa âm quái đã bị Lục Lâm Thiên chọc giận, cười lạnh xông lên, không ngờ lại không thèm để ý sau lưng bị Bạch Mi trưởng lão công kích, thân ảnh đột nhiên lao nhanh tới, tốc độ khủng bố như điện quang lóe lên, mấy bóng dáng hư ảo hiển hiện, nhanh chóng tiếp cận Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra một trường, trực tiếp đập vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên căn bản không thể tránh né, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng kém nhau quá xa, vốn tưởng rằng có thể thừa cơ đào thoát. Không nghĩ tới tốc độ của hỏa âm quái lại còn khủng bố như vậy, mà xui xẻo nhất là, nếu lui ra phía sau là vách núi, căn bản không có đường lui nữa. Xíu, yêu yêu. Không do dự, Lục Lâm Thiên hất tay áo lên, một đạo thiểm điện màu vàng nhạt lóe lên, đạo hào quang màu vàng nhạt này không biết là cái gì lại xuyên qua trường ấn của hỏa âm quái, lập tức bắn thẳng vào hỏa âm quái. Yêu thú. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ có hỏa âm quái đang ở chính diện là nhìn rõ ràng. Đạo hào quang màu vàng nhạt này chính là yêu thú loại rắn. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua trường ấn của mình, thần sắc hỏa âm quái hoảng hốt, yêu thú này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, hắn không dám chủ quan, đánh ra một trường, một đạo hỏa diễm đánh tới công kích yêu thú kia. Suy suy, yêu thú có hào quang màu vàng nhạt này tất nhiên chính là tiểu long, lúc này nó nhìn thấy một trường đánh tới, cái miệng nhỏ của tiểu long há to phun ra một đạo hỏa diễm va chạm với trường ấn. Ngọn lửa này không lớn nhưng lại bao trùm một trường của hỏa âm quái. Hai bên va chạm vào nhau, trường ấn bị đốt cháy nhanh chóng, tiểu long phun hỏa diễm dường như không phải hỏa diễm tầm thường, nhưng mà thực lực tiểu long cuối cùng vẫn còn hơi yếu, chỉ trong nháy mắt, trường ấn xuyên qua hỏa diễm của tiểu long, đánh vào thân thể tiểu long, làm nó rơi xuống vách núi. Phanh! Mà vào thời điểm này, một trường của Bạch Mi trưởng lão đánh tới, được tiểu long kéo dài trong nháy mắt. Trường ấn này đánh vào lưng hỏa âm quái, những nơi trường ấn đi qua sinh ra âm thanh xé gió, công kích này quá cường hãn, Bạch Mi trưởng lão cũng vận dụng toàn lực. Phốc phốc, thân thể hỏa âm quái chấn động, phun máu tươi, một trường của Bạch Mi trưởng lão hắn không cách nào ngạnh kháng được, thân hình lảo đảo tiến lên phía trước. Tiểu tử, người hãy chết đi cho ta. Hỏa âm quái cười lạnh, miệng phun máu tươi nhưng lại đánh thêm một trường bao trùm Lục Lâm Thiên. Lão quái. Phải chết thì cùng chết, thanh linh khải giáp. Khai sơn trưởng. Lục Lâm Thiên biết không thể lui được nữa, hắn cũng không phải loại người cam tâm mặc cho người ta chém gỡ yêu ta ít, lập tức ngưng tụ thanh linh khải giáp, vận dụng toàn lực đánh ra một chiêu khai sơn trưởng. Bang bang. Hai trưởng ấn va chạm với nhau, lực lượng to lớn trùng kích tới, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức bị đánh bay về phía vực sâu hun hút ngay sau lưng. Lục Lâm Thiên vốn còn muốn sau khi vận dụng khai sơn trưởng. Lại vận chuyển chu tước quyết, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, thân hình của hắn rơi vào vực sâu vạn trượng bên dưới. Phanh! Bạch Mi trưởng lão tiếp tục đánh ra một trường vào lưng hỏa âm quái, âm thanh nổ tung vang vọng, hỏa âm quái bị Bạch Mi trưởng lão dùng một trường đánh tan chân khí hộ thể, trực tiếp đánh vào thân thể, đối phương phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rơi xuống vực sâu trước mặt. Ô! Bạch Mi trưởng lão lập tức huýt sáo. Hai con nham thú trên cao lập tức lao xuống vách núi. Lâm Thiên. Thần sắc Lục Vô Song kinh hãi phóng tới chỗ vách núi. Hai người Độc Cô Băng Lan cùng Thúy Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thần sắc lập tức trầm xuống, hai nàng kinh hoàng lao tới bên cạnh vách núi. Chỉ có ánh mắt hai người Lục Thiếu Hổ cùng Vương Quang là hả hê và cười lạnh. Dưới vách núi vạn trượng là mây mù trắng xóa dày đặc, sâu không thấy đáy, không có ai biết vách núi này cao bao nhiêu. Cũng không cách nào nhìn thấy phía dưới thế nào. Trưởng lão, người nhất định phải cứu Lâm Thiên A. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào vực sâu dưới vách núi, sắc mặt tái nhợt, rơi xuống vực sâu thế này, cho dù có vũ khí phi hành phong hệ, thực lực vũ sĩ cũng khó mà đi lên được. Vô Song, nham thú đã xuống dưới, nhất định có thể cứu Lâm Thiên. Bạch Mi trưởng lão nói ra, nhưng mà trong nội tâm lại thở dài, vách núi này chính là một khu vực kỳ lạ của Sơn Mạch Vũ Đô. Sâu không thấy đáy, phía dưới thế nào thì chưa từng có ai xuống qua, huống chi vừa rồi Bạch Mi trưởng lão cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên trúng một trưởng của hỏa âm quái,
lại té xuống vực sâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hiện tại chỉ có thể dựa vào kỳ tích mà thôi. Ừ, C. Sau một lát hai con nham thú lao lên, xoay quanh trên không trung kêu si, đang nói cái gì đó. Trưởng lão, nham thú không cách nào xuống dưới, phía dưới đều là sương mù dày đặc, căn bản là nhìn không thấy gì. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tông nhìn qua Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ, nhất định phải cứu Lâm Thiên, ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nước mắt trong mắt Lục Vô Song chảy dài, muốn thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Vô Song, người xuống dưới đó cũng chỉ chịu chết mà thôi, chúng ta lại nghĩ biện pháp đã, người tỉnh táo một chút. Bạch Mi trưởng lão giữ chặt Lục Vô Song, lập tức quay đầu nhìn qua Vương Minh Nguyệt nói ra. Minh Nguyệt lão đệ, có biện pháp nào xuống dưới hay không? Không thể đi xuống, vách núi này dường như tiến thẳng vào lòng đất, không ít cường giả thử qua, cũng không cách nào đi xuống, phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, không ai biết được cả. Vương Minh Nguyệt nói nhỏ. Té xuống thì chết chắc, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lục Thiếu Hổ nhàn nhạt nói ra. Không, ta muốn xuống dưới cứu Lâm Thiên. Hai mắt Lục Vô Song rưng rưng. Trong lúc bất tri bất giác, nàng cảm giác được linh hồn của mình dường như mất đi cái gì đó, trong lòng kiên định, Lâm Thiên nhất định sẽ không chết, nhất định đang ở dưới đợi nàng. Vô Song, người tỉnh táo một chút đi, đây không phải vách núi bình thường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Mi trưởng lão nói xong, hắn đánh vào gáy Lục Vô Song lập tức ngất đi. Ta đi xuống xem một chút. Bạch Mi trưởng lão giao Lục Vô Song cho nữ chấp sự trung niên. Lập tức nhảy lên nham thú, tự mình dẫn nham thú bay xuống. Dưới vách núi, sau khi xâm nhập 100 mét thì sương mù màu trắng dày đặc càng nồng đậm, dùng với tu vị của Bạch Mi trưởng lão, hắn chỉ nhìn thấy vài mét mà thôi, mà yêu thú nham thú thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng, trong sương mù dày đặc thế này không phân rõ chung quanh, căn bản là không cách nào tiến thêm nửa thước. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh, vẫn là sương mù nồng đậm, trừ sương mù ra không còn có thứ gì khác. Lâm Thiên. Bạch Mi trưởng lão hô to vài tiếng, truyền tới chỉ là hồi âm từ vách núi vọng về mà thôi, vực sâu này không thấy đáy. Trưởng lão, thế nào rồi? Bạch Mi trưởng lão cưỡi nham thú nhảy lên vách đá, Độc Cô Băng Lan hỏi. Không có biện pháp, phía dưới căn bản nhìn không được rõ ràng, nham thú cũng không cách nào xuống dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Mi trưởng lão thở dài một hơi rồi nói. Vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp. Vân Dương Tông chúng ta mất đi một đệ tử thân truyền rồi. Một gã chấp sự thở dài, vũ giả tam hệ, cả Vân Dương Tông cũng chỉ có một người mà thôi. Thiếu niên vừa rồi là vũ giả tam hệ sao? Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Chúng ta đi thôi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, Lâm Thiên có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không lần sau nhìn thấy Lục Trung, ta cũng không biết nên bàn giao thế nào. Bạch Mi trưởng lão nói. Bạch Mi. Chẳng lẽ hắn là con của Lục Trung? Thần sắc Vương Minh Nguyệt đầy kinh ngạc. Không sai. Bạch Mi trưởng lão than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, lập tức nói. Chúng ta đi thôi, nơi này không an toàn, tránh dẫn cường giả khác bị thu hút tới, chúng ta đi trước đi. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh vách núi, Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói. Ngươi nói hắn có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết không? Thúy Ngọc nhìn chằm chằm vào vực sâu, nói. Hắn không giống như người chết non, nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Độc Cô Băng Lan nói. Chỉ mong như thế. Thúy Ngọc nói nhỏ một tiếng, lập tức thu liễm thần sắc, mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Trên vách núi, đám người Bạch Mi trưởng lão mang thi thể đệ tử Vân Dương Tông mai táng tại Hoang Nguyên, thu hồi túi không gian của mọi người, hai con nham thú bay lên trời. Mọi người biến mất trên vách núi. Nhìn chằm chằm vào vách núi càng ngày càng xa, trên lưng nham thú, ánh mắt Thúy Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào vách núi, lẩm bẩm. Ta tại sao lại nghĩ tới hắn chứ? Lại nói Lục Lâm Thiên ngã xuống vách núi thì trong lòng tuyệt vọng, trong cơ thể bị một chưởng của hỏa âm quái trùng kích, máu tươi phun ra, hắn bị trọng thương, khí huyết nhộn nhạo, thân hình không ngừng rơi xuống trong mây mù. Lục Lâm Thiên nghe được tiếng gió gào thét bên tai. Hắn đang rơi xuống, trái tim của hắn đập loạn giống như muốn xé tan LIG ngực lao ra ngoài. Làm sao bây giờ, chết chắc rồi. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, bản thân mình sẽ không chết đâu, còn có mẫu thân phải chiếu cố. Hắn nghĩ nếu như mình có vũ khí phi hành,
nói không chừng còn có thể có cơ hội chạy trốn, bằng không hắn chết chắc rồi. Siêu siêu. Vào lúc này âm thanh xé gió bén nhọn truyền tới, Tiểu Long lại xuất hiện bên người, thân hình của nó không ngừng rơi xuống. Tê tê. Tiểu Long cũng cảm giác được tình huống của Lục Lâm Thiên, nhả lưỡi ra rung động tê tê, nhưng căn bản không có chút biện pháp nào. Đó là cái gì? Trong lúc hoảng sợ, trong ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy một nơi không có sương mù dày đặc che phủ, địa phương khác đều là sương mù trắng xóa, đây là nơi kỳ lạ, nhưng mà khu vực đó còn cách vị trí hắn rơi xuống một khoảng cách. Ở đó có chút cổ quái, nói không chừng có cơ hội sống sót. Lục Lâm Thiên không do dự, cũng không biết lực lượng to lớn sinh ra từ đâu, con người lâm vào tuyệt cảnh, có chút thời điểm sẽ bộc phát tiềm năng lớn nhất, một trường chụp vào hư không, Lục Lâm Thiên mượn một tia phản lực, thân hình hơi dừng lại. Nhưng vào lúc này, khí lực toàn thân Lục Lâm Thiên tụ tập lại, đột nhiên bật về phía trước, trong chốc lát, Lục Lâm Thiên lại rơi xuống lần nữa, nhưng mà nhờ cú nhảy này hắn đã tiến vào khu vực không có sương mù. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, rốt cục biết rõ vì cái gì nơi này không có sương mù che đậy, thì ra nơi này không biết có gió lốc sinh ra từ đâu, giống như một vòng xoáy sinh ra lực bài xích cực lớn, mây mù chung quanh tán đi, mà ở bên trong lại sinh ra lực hút cực mạnh, thân hình của hắn bị lực hút này kéo vào. Thân thể không bị khống chế không ngừng xoay tròn trong gió, tuy tốc độ rơi xuống chậm lại không ít, nhưng mà xoay tròn làm mắt Lục Lâm Thiên nổ đom đóm, đầu óc hỗn loạn chóng mặt. Lần này chết chắc rồi, đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, trên người bố trí thanh linh khải giáp đã càng ngày càng mờ nhạt, lực hút này cực kỳ khổng lồ, giống như lưỡi dao gọt qua thân thể, nếu không phải trên người có thanh linh khải giáp gia trì, chỉ sợ bản thân mình hiện tại đã biến thành đống xương trắng. Trong lực hút khổng lồ ở nơi này, Lục Lâm Thiên cảm giác được bản thân mình không kiên trì nổi, thanh linh khải giáp trên người không thể tiếp tục trèo trống, thanh linh khải giáp tiêu tán, bản thân hắn sắp hóa thành xương trắng. Đúng lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác lực hút dường như tiêu tán không còn, thân hình của mình rơi xuống nhanh chóng. Phanh! Lục Lâm Thiên cảm giác bản thân mình rơi thẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, lập tức hôn mê. Lâm Thiên! Lâm Thiên! Trên lưng nham thú, Lục Vô Song chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn chung quanh không thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên, lập tức sốt ruột hỏi. Trưởng lão, Lâm Thiên đâu rồi, có cứu được Lâm Thiên không? Vô Song tỷ, Lục Lâm Thiên đã chết rồi, tỷ không cần nghĩ tới hắn nữa, rớt xuống vách núi thì chết chắc. Lục Thiếu Hổ nói. Không đâu, Lâm Thiên sẽ không chết, ta muốn đi cứu hắn, ta làm sao bàn giao với Tam Di đây? Lục Vô Song thất thần nói, bắt đầu giãy giụa ra khỏi tay nữ chấp sự trung niên. Vô Song, người tỉnh táo một chút, ta tự mình xuống dưới xem qua, Lâm Thiên là giữ nhiều lành ít, nếu như có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, ngày nào đó ngươi sẽ gặp được hắn, ngươi như vậy cũng không giúp được cái gì đâu. Bạch Mi trưởng lão nói, trong lòng của hắn cũng không quá tin tưởng có người rớt xuống vách núi đó còn tìm được đường sống trong chỗ chết, tăng thêm thực lực Lục Lâm Thiên chỉ là vũ sĩ mà thôi. Lâm Thiên. Lục Vô Song khóc giống lên, nhưng cũng không có chút biện pháp nào, nghĩ đến đường đệ bởi vì cuối cùng cứu mình khi bị hỏa âm quái uy hát yêu ta ép, trong nội tâm càng bi thương và tự trách. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Lâm Thiên tỉnh lại từ trong hỗn loạn, cảm giác chân khí trong cơ thể tán loạn, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân khó chịu nói không nên lời. Suy suy. Có cái gì đó đang láp mặt của mình, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, phát hiện Tiểu Long đang ở bên cạnh mình. Chung quanh là một sơn động đá không lớn không nhỏ. Tiểu Long, ta không có chết. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Tiểu Long, lập tức ý thức được bản thân mình không chết, hắn vẫn còn sống. Đánh giá chung quanh, Lục Lâm Thiên nhìn sơn động này chỉ lớn chừng 10 mét, trên mặt đất đều là hòn đá gập ghềnh, không có một tia bụi đất, nhưng trên mặt đất phủ kín không ít xương cốt vỡ nát. Lục Lâm Thiên lập tức giật mình, lập tức giãy giụa ngồi xuống, trong sơn động này có không ít xương cốt. Thi khí toàn thân khẽ run rẩy. Hỏa âm quái. Cũng vào lúc này, Lục Lâm Thiên nhìn thấy cách mình không xa chính là hỏa âm quái nằm trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Lục Lâm Thiên không biết hỏa âm quái làm sao lại rơi xuống đây, nhưng trong nội tâm biết rõ, hỏa âm quái nếu không chết thì hắn sẽ không may. Do dự một chút, nhìn qua hỏa âm quái, Lục Lâm Thiên giãy giụa di động thân thể tới trước người hỏa âm quái, cảm giác hỏa âm quái vẫn còn thở. Hắn chỉ đang hôn mê mà thôi.
Lúc này không hạ thủ, đợi hỏa âm quái tỉnh lại thì muộn rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý sinh ra, hắn chính là bị hỏa âm quái đánh rơi vách núi. Ân. Nhưng vào lúc này, hỏa âm quái khẽ chấn động, thân hình chậm rãi đứng lên, khóe miệng còn có một tia vết máu, nhìn chằm chằm vào chung quanh và thấy Lục Lâm Thiên, nhìn thấy sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên thì lập tức nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lục Lâm Thiên biến sắc, hỏa âm quái tỉnh lại, chính mình gặp phiền toái, chỉ có thể thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn, lập tức quát một tiếng. Tiểu Long, nhanh gờ yêu ta ết hắn. Tê tê. Thân ảnh Tiểu Long lao tới, Tiểu Long và Lục Lâm Thiên đã sớm đạt tới mức tâm ý tương thông, trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ cái gì Tiểu Long đều có thể cảm giác được, lúc này thân hình như điện, nó lướt tới chỗ hỏa âm quái. Tiểu tử ngươi dám. Hỏa âm quái lập tức kinh hoàng thất sắc, uy lực của yêu thú này hắn đã nhìn thấy, không dám khinh thường, lập tức kết xuất thủ ấn. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, hỏa âm quái vừa mới vận công, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chúng hai trưởng của Bạch Mi trưởng lão, cộng thêm ngã xuống sơn động này đã bị trọng thương, vừa vận công thì khí huyết công tâm. Hí. Tiểu Long lúc này đã lao tới như tia chớp, nó lướt lên người hỏa âm quái sau đó trong miệng nhỏ có hai răng nanh hiện ra, hàn quang tùm cắn vào cổ hỏa âm quái. Một đạo huyết dịch phun ra, hỏa âm quái che cổ, thần sắc vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, từ trên cổ có một đạo năng lượng trùng kích óc của hắn, phá hủy óc của hắn. Linh thú, không ngờ là linh thú. Hắn vừa nói xong toàn thân run rẩy, thất khiếu hỏa âm quái chảy máu, sắc mặt biến thành màu đen, giống như chúng độc cực nặng, thân hình run rẩy hai cái sau đó miệng phun máu đen, không còn chút sinh cơ nào cả. Có độc sao? Nhìn thấy thi thể hỏa âm quái, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, Tiểu Long chỉ cắn một cái là có uy lực cường hãn như thế, hỏa âm quái dầu gì cũng là cường giả vũ phách, không ngờ cũng bị Tiểu Long cắn chết. Đáng tiếc. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thán, hỏa âm quái vừa chết, bản thân hắn không cách nào thôn phệ chân khí của hắn để sử dụng, nhưng hỏa âm quái vừa chết, mình xem như an toàn, cái mạng nhỏ này vẫn được bảo trụ. Suy suy. Đánh chết hỏa âm quái xong, Tiểu Long lại tiếp tục tiến tới cổ hỏa âm quái, há mồm cắn xuống, sau một lát chỉ thấy thân thể Tiểu Long bành trướng lớn nhỏ 3 mét, mà thi thể hỏa âm quái hóa thành thây khô, huyết nhục bị Tiểu Long thôn phệ. Thân thể Tiểu Long chùn xuống, hào quang bao phủ quanh thân thể, thân hình lại biến thành bộ dáng dài 10 cm, lưỡi phun ra nuốt vào giống như đã ăn no, sau đó thân mật đến bên người Lục Lâm Thiên. Nơi này đúng là quái dị a. Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh, trong sơn động thi cốt không phải số ít, từ xương cốt có mấy nhân loại, các thứ khác không biết là yêu thú hay dã thú, sơn động này không có thứ gì khác, mà trần sơn động lại có lỗ nhỏ rộng 2 mét. Chính mình và những chủ nhân thi cốt nơi đây có lẽ đều là gió lốc hút vào trong này. Vẫn nên điều tức khôi phục thương thế đã. Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn bị thương lần này không nghi ngờ là lần nặng nhất, có đan dược chữa thương trên người, muốn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn, cũng chỉ có khôi phục xong mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí trong kinh mạch chậm rãi chảy khắp toàn thân, Lục Lâm Thiên bắt đầu chậm rãi điều tức. Tiểu Long sau khi nuốt huyết dịch toàn thân hỏa âm quái thì đạt được không ít chỗ tốt, quanh thân sinh ra hào quang nhàn nhạt xoay quanh người Lục Lâm Thiên, dường như cũng đang tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thời gian Lục Lâm Thiên điều tức, trên không thành vụ đô có hai nham thú xoay quanh, đám người Bạch Mi trưởng lão, Vương Minh Nguyệt cũng tiến vào trong thành vụ đô. Thành vụ đô chính là địa bàn của Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt thân là trưởng lão ngoại môn, cũng là thành chủ thành vụ đô. Thành vụ đô nằm ở biên giới Linh Vũ Đại Lục cùng cổ vực nên diện tích cũng không nhỏ, trong thành cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, bởi vì tới gần sơn mạch vụ đô, phần lớn đều là dòng binh và thương gia, còn có không ít vũ giả, có linh giả ở trong đó cũng không có gì bất ngờ, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Nhưng mà có Vân Dương Tông ở sau lưng, người tới thành vụ đô không dám nháo sự, Vân Dương Tông cũng không phải dễ trêu, người bình thường không chọc nổi Vân Dương Tông. Lần này nghe được tin tức trong sơn mạch vụ đô có thiên tàm bảo giáp xuất hiện, hắn dẫn theo đệ tử tiến vào sơn mạch vụ đô tầm bảo, cuối cùng ngoài ý muốn đạt được thiên tàm bảo giáp, lại bị hỏa âm quái đuổi gờ yêu ta ết, cuối cùng phải phát tín hiệu cầu viện, không ngờ dẫn đám người Bạch Mi trưởng lão tới. Minh Nguyệt lão đệ, người nghĩ biện pháp đi tới vách núi đó thăm dò tin tức của Lục Lâm Thiên, chúng ta phải quay về trong tông rồi. Trong đại điện thành vụ đô, Bạch Mi trưởng lão nói.
lúc này ở đại điện đã sớm có người bưng đồ ăn và trái cây lên. Yên tâm đi, Lục Lâm Thiên là con của Lục Trung, ta tự nhiên sẽ chú ý nhiều, lần này Lục Lâm Thiên gặp chuyện ngoài ý muốn, lần sau nếu nhìn thấy Lục Trung, chúng ta cũng không dễ bàn giao. Vương Minh Nguyệt nói, đúng vậy à, lần này ta đi Trấn Thanh Vân, cũng không có nhìn thấy hắn. Bạch Mi trưởng lão nói, Vương Minh Nguyệt nói, lần này quay trở lại Vân Dương Tông, Bạch Mi huynh mang theo Thiên Tàm Bảo Giáp về trong tông đi, miễn cho có người nhớ thương, đưa vào trong tông rồi, kẻ nào cũng không dám suy nghĩ tới. Vương Minh Nguyệt nói, cũng tốt, Minh Nguyệt lão đệ ngươi lần này xem như lập công, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội triệu hồi về tông đấy. Bạch Mi trưởng lão nói, mọi người nghỉ ngơi một chút, lại cưỡi nham thú đi về Vân Dương Tông, phải mau chóng đưa đệ tử mới về Vân Dương Tông, Bạch Mi trưởng lão cũng không dám trì hoãn, lần này có một vũ giả tam hệ chết đi, trở lại trong tông không tránh được trách phạt, chỉ mong đạt được Thiên Tàm Bảo Giáp ưu khuyết điểm bù nhau, có thể miễn trừ sự phạt. Ba ngày sau, trong sơn động, hòa quang màu vàng nhạt quấn quanh người Lục Lâm Thiên, hào quang co rút lại chui vào lỗ chân lông toàn thân. Miệng hắn phun ra một ngụm máu bầm, trên mặt đã xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt, ba ngày điều tức, thương thế đã tốt ba thành, đi lại đã không thành vấn đề. Nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên nói thầm, nếu như trước đó mình có đầy đủ chiến lực, cũng sẽ không xuất hiện tình huống này, hiện tại mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tiếp theo có cơ hội như thế không còn khó nói, tất cả phải dựa vào thực lực của mình mới được. Tiểu Long leo lên đầu gối Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên nhìn qua thân thể Tiểu Long, so với ba ngày trước thân thể của nó dài hơn một chút, đã dài tới 15 cm. Sau khi hơi kinh ngạc, Lục Lâm Thiên cũng đoán được ra, hẳn là Tiểu Long nuốt huyết dịch của hỏa âm quái sau đó đạt được một ít chỗ tốt, xem ra Tiểu Long cũng giống mình tu luyện âm dương linh vũ quyết, có hiệu quả tu luyện như nhau. Lục Lâm Thiên thu Tiểu Long vào trong tay áo, đứng dậy đánh giá chung quanh. Ý định nghĩ biện pháp đi ra khỏi nơi này. Túi không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào thân thể khô héo của hỏa âm quái, ở đó có túi nhỏ màu xanh đen, đây chính là túi không gian, là túi không gian của cường giả vũ phách, hẳn là hắn sẽ có thu hoạch thật kinh người. Nghĩ đến đây, mặc dù Lục Lâm Thiên cầm túi không gian của hỏa âm quái vào trong tay, nếu hỏa âm quái không chết, tự nhiên là không cách nào đạt được vật phẩm trong túi không gian của đối phương, giống như vật phẩm trong chữ vật giới chỉ của hắn, cho dù người khác đạt được cũng không mở ra được, trải qua chính mình nhỏ máu nhận chủ, trên chữ vật giới chỉ có khí tức linh hồn của hắn, trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều mới có thể phá vỡ cấm chế trong chữ vật giới chỉ để tiến vào trong đó thôi. Mà bây giờ hỏa âm quái đã chết, túi không gian biến thành vật vô chủ, chỉ cần ở trong đó không có bố trí đặc thù. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhỏ máu nhận chủ mở ra. Lục Lâm Thiên cầm lấy túi không gian của hỏa âm quái sau đó nhỏ máu tươi nhận chủ, túi không gian này bắn ra hào quang sáng ngời, tâm niệm tiến vào trong túi không gian thăm dò, túi không gian này không có thủ đoạn bảo vệ đặc biệt nào, dễ dàng tiến vào trong kiểm tra. Không hổ là cường giả vũ phách, đồ vật trong túi không gian này quả nhiên phong phú. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, nhìn vào trong túi không gian này. Không ngờ lại có một ngọc tinh tạp, bên trong biểu hiện có 3 vạn kim tệ, trừ thứ này ra còn có 10 khỏa đan dược nhị phẩm, 5 khỏa đan dược tam phẩm, trong đó 2 khỏa đan dược tam phẩm là đan dược chữa thương. Lục Lâm Thiên nhận ra có phục khí hoàn trên ngọc giản nam thúc ghi lại, đan dược tam phẩm chuyên chữa thương mà mình đang phục dụng. Ngoài ra có 3 viên đan dược tam phẩm tăng chân khí, có 3 viên đan dược này Lục Lâm Thiên ý thức được mình có thể đột phá lên vũ sĩ cửu trọng, thậm chí là có thể đột phá đến vũ sư. Đan dược tam phẩm không phải đan dược nhị phẩm có thể so sánh, năng lượng ẩn chứa bên trong nhiều hơn đan dược nhị phẩm quá nhiều. Về phần đan dược tứ phẩm, Lục Lâm Thiên không có nhìn thấy, cường giả vũ phách không nhất định có được đan dược tứ phẩm. Trừ những thứ này, bên trong có ngọc giản cùng một thanh trường kiếm không được tốt lắm. Mà Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện, trên ngọc giản là một vũ khí hỏa hệ, nhưng ở cấp độ tinh cấp sơ giai, cùng cấp độ với khai sơn trường. Cũng không tệ. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, vũ khí tinh cấp sơ giai nghiêm khắc mà nói thì vũ khí tinh cấp có giá trị còn cao hơn viên đan dược tam phẩm, nó có thể sánh ngang với đan dược tứ phẩm. Đan dược mặc dù có tác dụng cực lớn, nhưng mà chỉ có thể dùng được một lần, mà vũ khí thì khác, vũ khí có thể dùng cả đời,
hơn nữa ai cũng không dễ dàng mang vũ khí truyền thụ cho người khác. Các đại môn phái cùng gia tộc đều khống chế vũ khí gắt gao, không cho lưu truyền ra ngoài, cho nên giá trị của vũ khí cực cao, ngay cả vũ khí thần cấp cũng biến thành hàng bán chạy cũng có giá cao hơn đan dược nhị phẩm. Kiểm tra túi không gian xong, Lục Lâm Thiên quan tâm nhất chính là vũ khí hỏa hệ, 5 khỏa đan dược tam phẩm, giá trị đan dược tam phẩm đúng là bất phàm, về phần 3 vạn kim tệ, Lục Lâm Thiên biết rõ so về kim tệ thì đan dược có tác dụng lớn hơn với mình. Còn có hơn 10 viên đan dược nhị phẩm, Lục Lâm Thiên không quan tâm tới, những đan dược nhị phẩm này đều có giá trị ngang với tăng nguyên đan mà hắn tự luyện chế được, nhưng mình luyện chế tăng nguyên đan còn tốt hơn nhiều. Có túi không gian thì quá đúng lúc, về sau chính mình dùng túi không gian che mắt người khác, để tránh bị người nhìn ra bí mật không gian giới chỉ của ta. Thu hồi túi không gian, Lục Lâm Thiên nhìn qua cửa động, có một cơn gió lốc ập tới muốn kéo hắn ra ngoài, làm Lục Lâm Thiên sợ tới mức lui trở vào hang động. Ở bên cạnh sơn động còn có một vết lõm cực lớn, khí lưu trải qua, va chạm với vách đá hai bên, trải qua vết lõm thì hình thành gió lốc, cho nên hình thành gió lốc quỷ dị bên ngoài. Trừ gió lốc quỷ dị này ra, Lục Lâm Thiên nhìn thấy bên ngoài là mây mù dày đặc, trong lúc này cũng không thể nhìn thấy được tình trạng của vách núi thế nào. Chẳng lẽ phải bị vây chết ở đây sao? Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, nơi này không chạm trời không chạm đất, chính mình không phải bị nhốt chết sao? Làm sao bây giờ, đây là phiền toái lớn. Lục Lâm Thiên trở lại sơn động, thần sắc ngưng trọng, hắn bị vây ở sơn động này cho tới khi chết đói. Vừa nghĩ tới bị vây ở địa phương quỷ quái này, Lục Lâm Thiên không có tâm tình tu luyện, vốn ngoài ý muốn nhặt về một cái mạng, không nghĩ tới là phải chờ chết. Xèo, xèo. Một tiếng xèo, xèo vang vọng cả sơn động. Con chuột. Lục Lâm Thiên sững sờ, đánh giá sơn động, nhìn thấy có chuột bò qua bò lại trên cổ hỏa âm quái, láp vết máu khô héo, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì nhanh chóng sợ hãi chạy thục mạng. Trong đây tại sao có chuột, nếu phong bế, con chuột cũng không bò vào được, trên mặt đất đều là hòn đá, vậy nhất định có đường ra. Lục Lâm Thiên mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng đuổi theo con chuột kia, trong một góc hẻo lánh của sơn động, con chuột lập tức chui vào một đống bùn đất biến mất không thấy. Đây là bùn. Lục Lâm Thiên dùng tay cào bùn đất một chút, trong sơn động này chỉ ở đây có bùn đất, địa phương khác đều là đá cứng rắn, vừa rồi hắn còn không chú ý tới điểm này. Cảm giác bùn đất có một chút ướt át, có một tia sinh cơ, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức móc chuôi trường kiếm màu xanh trong túi không gian ra, bắt đầu đào móc bùn đất. Con chuột này biến mất không thấy gì nữa, đại biểu cho bên ngoài bùn đất có thông đạo. Con chuột đều có thể bỏ qua, bùn đất cũng rất xốp, Lục Lâm Thiên đào móc cũng không khó khăn, trường kiếm đào móc cũng chẳng quan tâm rất nhiều, hai tay đào bùn đất ra, chỉ sau một lát đã đào ra cái động rộng nửa mét, sâu một mét xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, trên mặt đất cũng đầy bùn đất. Xuy, trường kiếm lại đào móc tiếp, lập tức có một tia ánh sáng từ trong động đất truyền ra, mà nhìn thấy tia ánh sáng này, Lục Lâm Thiên sinh ra tâm tình vô cùng kích động, ánh sáng đại biểu cho đường ra tuyệt đối là có một không gian khác. Thành công! Lục Lâm Thiên mừng rỡ trong lòng, ra tốc đào móc, hắn nhanh chóng đả thông thông đạo này, cúi đầu xem xét, ngoài động có mùi hương hoa truyền tới, trong tầm mắt dường như có một ít cây cối xanh tươi, điểm khác không nhìn rõ ràng. Thu hồi trường kiếm màu xanh, Lục Lâm Thiên bò qua động đất, động này không hề dài, chỉ dài có một mét, ló ra bên ngoài xem xét, Lục Lâm Thiên không nhịn được cảm thán, nói. Đẹp quá, đây chẳng phải thế ngoại đào viên trong truyền thuyết hay sao? Xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên chính là một sơn cốc bao la, trong sơn cốc là một đám đại thụ che trời, rừng cây vô cùng yên tĩnh, còn có vài tiếng kêu kỳ lạ truyền tới. Lục Lâm Thiên nhanh chóng leo ra khỏi động đất, bỏ qua đám cây rậm rạp kia, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa kỳ lạ đua nở, lúc này đang là mùa xuân, hương hoa dày đặc thấm vào ruột gan. Vài ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, sáng tối giao thoa nhau. Xuyên qua cột sáng nhìn thấy cảnh tượng sáng ngời trước mặt, nó ảm đạm trong chốc lát, giống như đang ở không gian khác, tràn ngập khí thức thần bí và tiếng động vật nô đùa nhau. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, mùi hương hoa cỏ giao nhau, nghe thấy bắt đầu đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng có thành từng mảnh lá rụng lẳng lặng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua xa xa. Bốn phía của rừng cây bị bao phủ trong sơn cốc,
mà bên ngoài rừng cây lại có núi cao mọc lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nơi này hẳn là chưa từng có người đi qua, hoàn toàn là bộ dáng thế ngoại đào viên, trọng yếu nhất là, trong sơn cốc này còn có linh khí chỉ có linh giả mới có thể cảm nhận được, nếu như linh giả tu luyện ở đây chắc chắn sẽ được lợi rất lớn. Không biết có đường ra khỏi đây hay không? Trong lòng Lục Lâm Thiên phỏng đoán, cẩn thận đánh giá chung quanh, lúc này cũng không biết nên đi đâu. Trong rừng cây có không ít động vật nhìn qua Lục Lâm Thiên, đều đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nhưng không dám tới gần, chỉ nhìn chăm chú Lục Lâm Thiên. Xin lỗi, đã đói bụng a hát. Phút bụng không ăn uống mấy ngày, Lục Lâm Thiên nói ra, sau một lát có con thỏ rừng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, không qua bao lâu có hương thơm ngào ngạt tiến vào trong bụng Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Đến ngọn núi kia có đường ra hay không? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào ngọn núi nằm bên ngoài bìa rừng, trong rừng cây tầm mắt bị che khuất, muốn tìm được đường ra thì không dễ dàng, từ trên cao nhìn xuống chắc sẽ dễ dàng hơn. Sau khi thu thập một phen, Lục Lâm Thiên tiến về ngọn núi trước mặt, xuyên qua rừng cây, trong rừng cây không có yêu thú gì cả, đều là một ít dã thú bình thường, tại Đại Lục Linh Vũ, yêu thú linh thú cũng không nhiều lắm, chỉ có ở tổ yêu lâm cùng Linh Hoàng Nhai mới có yêu thú và linh thú khắp nơi, ở đây là địa bàn của chúng. Rừng cây nhìn cũng không rộng bao nhiêu, ngọn núi phía trước nhìn thì gần, nhưng Lục Lâm Thiên đi thì không phải như thế, hắn đi cho tới đêm kia vẫn không ra khỏi rừng cây. Lúc này trên bầu trời sơn cốc đã có trăng khuyết mọc lên. Đi lại suốt đêm, phía chân trời sáng lên, chậm rãi, mặt trời xua đuổi ánh trăng rời đi, mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng mệt mỏi quá mức khiến hai chân chết lặng. Rốt cục đi tới. Sau khi dừng lại ở bìa rừng, Lục Lâm Thiên rốt cục ra khỏi bìa rừng này, nhìn thấy ngọn núi dựng đứng mọc trên mặt đất, xuyên thẳng mây xanh, làm cho người ta sợ hãi thán phục và ngạc nhiên. Ngọn núi này khổng lồ, Lục Lâm Thiên đoán chừng diện tích ít nhất cũng vài dặm, có uy vũ khí thôn sơn hà, vách đá như búa bổ ra, nhìn qua rất khó tưởng tượng đây chính là thiên nhiên hình thành. Đi lên xem xét một chút. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm chung quanh, trên ngọn núi này không có đường đi, chỉ có dọc theo các hòn đá lồi lõm chung quanh leo lên. Nhìn qua ngọn núi này, Lục Lâm Thiên suy nghĩ chỉ cần lên cao 30 mét là nhìn thấy toàn bộ sơn cốc, tuy ngọn núi này dốc đứng, nhưng mà độ cao 30 mét lại không thể làm khó hắn được. Trên người đã khôi phục một ít chân khí run run, mượn nhờ chân khí thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn như thằn lằn bám tường, một đường bay lên, xoay vòng vài cái đã lên cao mười mấy mét. Những cây đại thụ che trời trong rừng cây đều cao hơn 20 mét, Lục Lâm Thiên ngưng lại trên vách đá một lát, lập tức lướt lên cao hơn, hắn nhanh chóng tới độ cao cần thiết. Rừng cây đã hiện ra trước mắt, nhìn ra xa xa thì thấy sơn cốc diện tích không nhỏ, quả thật là một địa phương thế ngoại đào viên, bốn phía là dãy núi quay chung quanh, chỉ có ở bên trái là có một con sông nhỏ chảy qua. Đó nhất định là lối ra. Có nước sông lưu động, tất nhiên sẽ có lối ra. Lục Lâm Thiên vẫn hiểu điểm này, trong nội tâm vui vẻ, chính mình cuối cùng vẫn tìm được lối ra. Lục Lâm Thiên đang muốn xuống dưới, nhưng mà hơi nghi ngờ nhìn qua phía sau mình, đó là một hang động, trong động có tiếng gió gào thét, xem ra có lẽ rất sâu. Nhìn qua dấu vết sơn động này, Lục Lâm Thiên cảm giác nhìn chung quanh sơn động, bốn phía bóng loáng, hẳn là có người mở ra. Chẳng lẽ có người đã từng tới đây? Lòng hiếu kỳ cho phép Lục Lâm Thiên nên chân khí run run, hắn dựa thế nhảy vào sơn động, trong sơn động này bốn phía đều sáng bóng. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên đi sâu vào động, qua một lát cửa động từ rộng biến thành chật hẹp, vốn có độ cao 2 mét, giờ phút này phải cúi người mới có thể đi qua. Dạ Minh Châu. Trong cửa động vốn tối mờ mờ, lúc này ở vách đá chung quanh, cứ mỗi mét là có khảm một viên dạ Minh Châu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những viên dạ Minh Châu này lớn chừng nắm tay, nếu ở bên ngoài chúng có giá trị xa xỉ. Nhìn thấy dạ Minh Châu ở đây, Lục Lâm Thiên đã có thể xác định, sơn động này tuyệt đối do người làm ra, hơn nữa không phải là người bình thường. Người bình thường không có biện pháp mở ra sơn động lớn như thế này, cho dù là vũ giả cũng không làm được, có thể làm được một bước này chỉ có cường giả chân chính mà thôi. Lại xâm nhập thêm 10 mét, thấy không gian phía trước rộng hơn, cũng sáng lên. Ở trước mặt là một gian thạch thất rộng 20 mét, bốn phía bóng loáng như gương, trên đỉnh thạch thất có đính hơn ngàn viên dạ Minh Châu, làm thạch thất này sáng ngời. Trong thạch thất có một cái giường ngọc lóng lánh, trừ thứ này ra, trong thạch thất cũng chỉ có một cái thây khô ngồi trên giường ngọc, cũng không biết chết bao lâu,
một thân áo đen bao trùm lấy thây khô, trên đầu lâu thây khô có tóc dài che mặt rất quỷ dị, tràn ngập khí tức âm trầm. Ai vậy, vì sao lại chết ở đây? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, người có thể mở hang động này tuyệt đối là cường giả như thế vì sao bị chết ở đây? Lục Lâm Thiên dò xét thạch thất, cuối cùng đi tới trước thây khô, bên ngoài thây khô còn có một chiếc chữ vật giới chỉ, hẳn là người chết lưu lại. Chữ vật giới chỉ, đây là thứ đại biểu thân phận, người có thể mang chữ vật giới chỉ đều không tầm thường, cho dù diện tích không gian nhỏ nhất cũng có giá trị xa xỉ. Nhìn xem có cái gì? Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, túi không gian mà hỏa âm quái lưu lại đã giúp hắn có thu hoạch không nhỏ, chữ vật giới chỉ của cường giả thần bí này tất nhiên sẽ có thu hoạch kinh người. Cầm chữ vật giới chỉ vào trong tay, chủ nhân chữ vật giới chỉ đã chết, nhỏ máu nhận chủ xong là có thể mở chữ vật giới chỉ ra. Xuy, ngón trỏ nhỏ máu tươi vào chữ vật giới chỉ, Lục Lâm Thiên đang muốn nhìn trộm không gian trong chữ vật giới chỉ thì nhìn thấy chữ vật giới chỉ tỏa ra hào quang chói mắt, cả gian thạch thất sáng ngời, làm cho người ta không dám mở mắt. Có sự cổ quái, Lục Lâm Thiên lập tức ném chữ vật giới chỉ lên trên mặt đất, thân hình nhanh lùi lại. Hào quang chói mắt tiêu tán, trong thạch thất lại khôi phục bình thường. Lục Lâm Thiên lại đánh giá chung quanh, nhưng lại không có gì thay đổi cả, tất cả hiện tượng vừa rồi xảy ra, Lục Lâm Thiên cũng không hiểu gì cả. Chờ 5.000 năm, rốt cuộc cũng chờ có người tới đây. Thời điểm này thây khô trên giường động đậy, đầu hơi động một chút, hai tay vén mái tóc dài ra, lộ ra gương mặt khô héo khủng bố, hai hốc mắt hõm sâu mở ra, giờ phút này ánh sáng sáng ngời hữu thần. Ngươi là ai, ngươi không chết? Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói ra, cảnh quỷ dị nà làm cho Lục Lâm Thiên sởn hết cả gai ốc, thân hình không tự chủ được lui ra sau. Chết, xem như chết rồi. Thây khô nói ra, giọng nói giống như từ cửu địa ngục truyền tới, mờ ảo như không thể biết được nơi phát ra tiếng. Lời vừa nói xong, thây khô chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường ngọc, áo đen trên người thây khô như chụp trên cây cột nhỏ gầy, nhìn qua rất buồn cười. Nhưng lúc này phối hợp với bộ dáng khủng bố của thây khô lại làm cho thạch thất này âm trầm. Thây khô đang nhìn qua hắn, nói. Thân xác thối tha này trước kia không có nặng như vậy, xem ra đúng là không dùng được nữa rồi. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Lâm Thiên kinh hoàng đi qua, hắn cẩn thận nghĩ lại, cho dù là quỷ cũng không có gì đáng sợ, bởi vì hắn là người tu luyện. Ta là ai, nói ra ngươi cũng không biết, nhưng mà 5.000 năm trước. Tất cả mọi người đều gọi ta là Thánh Thủ Linh Tôn, hiện tại, đoán chừng cũng không ai nhớ cả. Thây khô nói ra, Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, người đã chết hay còn sống, tại sao có thể như vậy? Lục Lâm Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, còn sống sao biến thành thế này, đương nhiên là chết rồi. Thây khô tự xưng là Thánh Thủ Linh Tôn nói, Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, vậy tại sao ngươi lại? Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong. Thây khô đã nói, tu vị ngươi còn thấp, tất nhiên là không biết, bản tôn đại nạn ập tới, lại không có biện pháp đột phá linh đế, cho nên đành phải lưu ở nơi này, thời điểm đại nạn tới đã biết rõ mình không thể xoay chuyển thế cục, vận dụng một chút thủ đoạn, lưu lại một đạo linh hồn trong chữ vật giới chỉ, muốn bàn giao di ngôn, không nghĩ tới chờ suốt 5.000 năm mới có người tới. Thì ra là thế, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên, cường giả khi thực lực cực mạnh. Lưu lại một đạo linh hồn xuất thể cũng không phải chuyện gì lạ, nói như vậy, thực lực đến vũ tướng là có thể làm được, mà đối với linh giả mà nói, thực lực tới linh phách đã làm được, phương diện linh hồn, linh giả mạnh hơn vũ giả nhiều. Vũ sĩ nho nhỏ mà thôi, có thể đến nơi đây, cũng xem như có duyên, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muốn đạt được đồ vật cả đời ta lưu lại không? Thầy khô hỏi Lục Lâm Thiên. Muốn. Lục Lâm Thiên không do dự gì. Thánh Thủ Linh Tôn tuyệt đối là cường giả, từ danh hào mà nhìn, hẳn là siêu cấp cường giả Linh Tôn hoặc là Vũ Tôn, nếu mình đạt được đồ vật cả đời của hắn, không nghi ngờ đây là đại bảo tàng, loại chuyện tốt này, kẻ đần cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi tên là gì? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Lục Lâm Thiên không có giấu giếm, nói. Vãn bối Lục Lâm Thiên. Thế thì tốt, ta có thể mang đồ vật cả đời cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Thánh Thủ Linh Tôn nói, không biết tiền bối bảo vãn bối làm cái gì. Lục Lâm Thiên không thể không hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó rơi vào hầm của người ta đào sẵn, cho dù ở trước bảo tàng cũng phải cẩn thận. Tiểu tử thật cơ linh, yên tâm, chuyện này không làm khó ngươi, nhưng mà ngươi phải thề mới làm được,
nếu không, ta tình nguyện tự bảo chữ vật giới chỉ cũng sẽ không cho ngươi. Thánh thủ Linh Tôn nói ra. Tốt, ta thề. Lục Lâm Thiên nói ra, nghĩ thầm trong lòng, Thánh thủ Linh Tôn chết còn để ý như thế, nhưng mà chỉ cần không làm khó dễ chính mình, thề thì có làm sao? Vãn bối thề, nhất định sẽ hoàn thành bàn giao của Thánh thủ Linh Tôn tiền bối, nếu không thiên lôi đánh chết. Lục Lâm Thiên làm ra bộ dáng thề thốt, đồ chơi này ở kiếp trước chỉ là nói láo thổi phồng mà thôi, ai còn quan tâm lời thề, nếu là chuyện mình làm không được thì thôi. Tốt, quỳ xuống dập đầu. Thánh thủ Linh Tôn nói. Dập đầu. Nếu ngươi chiếm được đồ ta lưu lại, tự nhiên phải trở thành đệ tử của ta, dập đầu hay không dập đầu tùy ngươi, nhớ năm đó bao nhiêu người khóc quỳ cầu ta thu làm đệ tử ta còn không thèm nhìn, hiện tại tiện nghi cho ngươi rồi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên nghĩ lại, dập đầu mấy cái cũng không mất tí thịt nào cả, mà Thánh thủ Linh Tôn là người 5.000 năm trước, hắn tuyệt đối cũng lớn tuổi hơn mình quá nhiều. Sau khi dập đầu ba cái, Lục Lâm Thiên mới đứng lên. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử Thánh thủ Linh Tôn ta, ta trước kia trầm mê tu luyện, cả đời không có thu đồ đệ, đệ tử trong tộc cũng không dạy bảo tốt, hiện tại cũng không có thời gian dạy bảo ngươi, đáng tiếc ngươi không phải linh giả, cũng không thích hợp tu luyện sở học cả đời của ta, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, 5.000 năm qua chỉ có ngươi tới đây, đây là thiên linh lục, sở học cả đời của ta, ngươi có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Thánh thủ Linh Tôn nhặt chữ vật giới chỉ lên, lập tức móc ra một ngọc giản giao cho Lục Lâm Thiên, lập tức tại nói. Ta muốn người đáp ứng chính là đi tới thành Ma Vân tại Đông Hải, tìm kiếm gia tộc Đoan Mộc, nếu gia tộc Đoan Mộc tình cảnh không tệ, người có thể giao thiên linh lục cho họ là tốt rồi, nếu gia tộc Đoan Mộc tình cảnh không tốt lắm, nếu tương lai người có thành tựu, người phải nghĩ biện pháp chiếu cố gia tộc Đoan Mộc một chút. Là điều kiện này. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản hỏi. Điều kiện này đúng là không làm khó mình. Đúng vậy, điều kiện là thế, cả đời ta, đối với đệ tử trong tộc cực kỳ ít quan tâm chỉ điểm, thời điểm ta còn sống thì không ai dám đối phó gia tộc Đoan Mộc, ta không còn thì cây cao đón gió, gia tộc Đoan Mộc lúc trước cũng không có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ hiện tại tình cảnh cũng không tốt bao nhiêu. Thánh thủ Linh Tôn thở dài, trong gương mặt khô héo, ánh mắt hõm sâu ảm đạm xuống. Đệ tử nhất định làm được. Đệ tử tương lai sẽ giao thiên linh lục cho gia tộc Đoan Mộc. Lục Lâm Thiên nói, nhưng mà trong lòng hắn hiểu, thành Ma Vân cách đại lục Linh Vũ cũng không gần, muốn tới thành Ma Vân cũng không phải chuyện dễ dàng. Đạo tàn hồn này của ta không trèo chống được bao lâu, chữ vật giới chỉ này ngươi vừa mới nhận chủ, trong đây còn có linh kỹ mà linh giả tu luyện, tuy là linh kỹ huyền cấp sơ giai, ngươi có được cũng vô dụng, còn có một tấm lệnh bài, ngươi thu trong tay, nói không chừng về sau có chút công dụng. Về phần khác, chữ vật giới chỉ cũng chẳng có gì. Thánh thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, đệ tử hiện tại tốt xấu gì cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi không có đan dược hoặc dược liệu, yêu đan, linh đan gì đó lưu lại cho đệ tử sao? Lục Lâm Thiên mở to mắt, cường giả như thế, trong chữ vật giới chỉ lại không có chút đan dược nào cả. Hình như không có, lúc trước đan dược bình thường thì ta không xem vào mắt, đan dược dùng tốt thì ta dùng đột phá cảnh giới. Tất cả không có cái gì. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa sụp đổ, vốn cho rằng còn có đại bảo tàng đấy, ai cũng không tin một cường giả như thế không cất chứa thứ gì trong chữ vật giới chỉ. Đúng rồi, Linh Ngọc Sàng cũng là bảo vật, năm đó ta liều mạng mới cướp về được, thi thể của ta dựa vào nó mới có thể 5.000 năm không thay đổi, nếu linh giả tu luyện trên đây sẽ phát hiện công dụng của nó, hiệu quả tốt hơn không ít, linh hồn lực sẽ mạnh hơn người cùng tu vị nhiều. Đáng tiếc. Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên tu luyện âm dương linh vũ quyết, hắn nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn ra Lục Lâm Thiên là vũ giả, tất nhiên không ngờ Lục Lâm Thiên cũng là linh giả, tăng thêm hắn lúc này chỉ là một đám linh hồn thể không có thực lực, âm dương linh vũ quyết vô cùng thần dị, dĩ nhiên càng không cách nào nhìn ra thân phận linh giả của Lục Lâm Thiên, nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm tu vị Lục Lâm Thiên cũng không cao, muốn xem chi tiết Lục Lâm Thiên không khó khăn gì. Lục Lâm Thiên cũng không có ý nói toạc ra, có chút chuyện cần che giấu cũng tốt, nên có tâm phòng bị người. Lúc này nhìn chằm chằm vào giường ngọc, Lục Lâm Thiên sớm cảm giác được sự bất phàm của giường ngọc, phía trên có năng lượng quấn quanh, nhưng mà Linh Ngọc Sàng đối với linh giả mà nói là báu vật, đối với chính mình mà nói hiệu quả cũng không lớn a hát, tốc độ tu luyện bình thường của hắn chậm kinh người, cho dù tăng nhanh tốc độ tu luyện cũng không nhanh tới mức đáp ứng được cho mình,
chính mình cần có nhất thật ra là yêu đan cùng linh đan. Sư phụ, vậy ngươi sao tới đây, ngươi trước kia, thực lực tới cấp độ nào? Lục Lâm Thiên nói, ha ha, thánh thủ linh tôn mỉm cười, nhưng mà thân hình khô gầy như thế này mà mỉm cười ngược lại tăng thêm một phần khủng bố. Lúc trước, ta chính là linh tôn cửu trọng, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, ý định yên tĩnh đột phá linh đế, ai ngờ còn kém một bước, phía dưới nơi này có con sông nhỏ, ngươi cứ xuôi theo dòng nước, xuyên qua một cái hạp gốc, cuối hạp gốc là đáy nước, cứ thế mà đi là rời khỏi. Linh tôn cửu trọng. Lục Lâm Thiên đã giật mình, đây là linh tôn cửu trọng A Hát, trên thế giới này hiện tại dường như không có linh tôn, vũ tôn xuất hiện, đến loại cấp độ này, không nghi ngờ là siêu cấp cường giả. Rất kinh ngạc sao, linh tôn cửu trọng lại còn không có đột phá đến linh đế, đáng tiếc ngươi không phải linh giả, nhớ kỹ tương lai ngươi nếu có thể đạt tới vũ tôn, ngàn vạn không được chủ quan, trên thế giới này cường giả còn nhiều hơn sự tưởng tượng của ngươi nhiều, có thiên linh lục, tuy ngươi không phải linh giả, không cách nào tu luyện toàn bộ, nhưng chỉ cần có chút thiên phú thì sau này có thể sống yên ổn. Thánh thủ linh tôn nói, sư phụ, thiên linh lục là tuyệt học gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Sư phụ thánh thủ linh tôn nói đây là tuyệt học hắn dùng cả đời, Lục Lâm Thiên cũng không cưỡng lại được lòng hiếu kỳ. Ngươi mở ngọc giản ra là biết, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, linh hồn của ta hiện tại không thể chống đỡ được lâu, ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng xem như đệ tử của ta, nhớ kỹ, có cơ hội phải chiếu cố gia tộc Đoan Mộc một chút. Giọng nói vang lên, Lục Lâm Thiên đang gõ cái giường ngọc, thi thể thánh thủ linh tôn té trên mặt đất, thân thể khô héo hóa thành bột phấn. Ngay cả áo đen trên người cũng biến thành tro tàn. Lục Lâm Thiên nhìn qua khô lâu trước mặt bái một cái, thánh thủ linh tôn tuy vừa mới thành sư phụ của hắn, nhưng hắn dập đầu cũng đã thừa nhận sư phụ, huống chi mình cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lập tức thu hồi bột phấn thi cốt thánh thủ linh tôn, Lục Lâm Thiên đi ra khỏi sơn động, đào hố dưới chân núi an táng, trong nội tâm cũng cảm thán, cường giả như thế cũng khó tránh có ngày đại nạn, dưới thiên địa quy tắc dù ngươi phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Sau khi chết cũng chỉ có thể biến thành đất vàng, trong đồn đãi khi vũ đạo đỉnh phong linh đạo cực hạn có thể phá toái hư không, tiến vào cảnh giới trường sinh bất tử. Nếu kiếp này lựa chọn con đường tu luyện, ta đây muốn tu luyện tới cực hạn, đặt chân tới cảnh giới trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mộ địa thánh thủ linh tôn, trong nội tâm nói thầm. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đi vào trong sơn động, cũng không đi tới dòng sông để kiếm lối ra, hắn không nóng nảy rời đi. Thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, ít nhất cũng phải chờ tới khỏi hẳn mới rời đi, như thế mới ít đi nguy hiểm. Mà vừa rồi đạt được chữ vật giới chỉ của sư phụ thánh thủ linh tôn, Lục Lâm Thiên bắt đầu kiểm tra bên trong ngoài một khối lệnh bài màu trắng bằng ngọc và một ngọc giản linh kỹ ra, cũng không có thứ gì khác, đừng nói yêu đan, linh đan, ngay cả một viên đan dược tam phẩm cũng không có. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, trong cường giả cũng không thiếu người nghèo a. Nên chữa thương trước rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói thầm, tất cả chờ khôi phục thương thế trước đã, khôi phục thương thế cũng cần có thời gian. Lục Lâm Thiên bảo Tiểu Long tự đi vào rừng cây kiếm ăn, nơi này không có ai khác, Tiểu Long cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Linh Ngọc Sàn. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Linh Ngọc Sàn mà sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại, trong lòng cao hứng khoanh chân ngồi lên Linh Ngọc Sàn. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được có năng lượng thần dị bao phủ thân thể. Trong người sinh ra khí tức ấm áp, chân khí của hắn chuyển động chậm rãi, thoải mái nói không nên lời. Đúng là báu vật. Lục Lâm Thiên đại hỉ, Linh Ngọc Sàng là báu vật trong mắt Linh Tôn đúng là không kém. Mình ngồi trên Linh Ngọc Sàng còn chưa có tu luyện, nhưng mà lại như tu luyện bình thường, đặc biệt là trong đầu có lực lượng gì đó đang dẫn dắt linh khí, làm cho thân thể thoải mái nói không nên lời. Trước khôi phục thương thế. Lục Lâm Thiên móc đan dược tam phẩm chữa thương phục khí hoàn chiếm được của hỏa âm quái trong chữ vật giới chỉ ra, đan dược vào miệng hóa thành năng lượng khổng lồ. Lục Lâm Thiên vội vàng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, đan dược tam phẩm so với đan dược nhị phẩm chữa thương quy chân đan mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng hơn chục lần. Sau một lát quanh người Lục Lâm Thiên có hào quang màu vàng quấn quanh, bản thân tiến vào trạng thái chữa thương, yên tĩnh khôi phục thương thế trên người, được đan dược tam phẩm trợ giúp. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác rõ ràng thương thế khôi phục nhanh chóng. Đồng thời Linh Ngọc Sàng cũng có năng lượng kỳ lạ đang lưu động, phối hợp với năng lượng của phục khí hoàn, tốc độ khôi phục thương thế so với thời điểm ở trong sơn động mạnh hơn gấp 10 lần. Kỳ lạ nhất chính là năng lượng trong Linh Ngọc Sàng mang theo linh khí cực kỳ sôi động, phổ
phối hợp với chính mình tu luyện, linh khí tăng lên, so về tu luyện bình thường còn tăng lên gấp 2 lần, loại tốc độ này Lục Lâm Thiên cảm giác đã có thể sánh bằng linh giả bình thường tu luyện. Cảm giác tác dụng của Linh Ngọc Sàng, Lục Lâm Thiên thầm than, nếu như linh giả bình thường tu luyện trên Hàn Ngọc Sàng, có được tốc độ nhanh gấp 2 lần, đây là chuyện khủng bố bực nào, khó trách sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, lúc trước hắn cũng liều mạng giả mới cướp được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên đang tu luyện, thương thế trên người đang tiếp tục tốt hơn. Vào lúc này thành Vũ Đô trong xuất động không ít đệ tử cưỡi vài con nham thú tiến tới vách núi mà thành chủ Vương Minh Nguyệt đại chiến hỏa âm quái truy tìm các nơi, sơn mạch bên cạnh cũng tìm, bất kể thử thế nào, cuối cùng không thể vào vực sâu bên dưới nên đành buông tha. Trong không trung sơn mạch, trên lưng hai con nham thú, Bạch Mi trưởng lão, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc đang thần thái ảm đạm, chỉ có Vương Quang cùng Lục Thiếu Hổ tâm tình rất tốt. Hai ngày sau đó, trong sơn động, hào quang màu vàng quấn quanh người Lục Lâm Thiên, nhưng mà không biết lúc nào có khe hở trong suốt xuất hiện, một đạo khí tức thần dị lan tràn trong thạch thất. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này đã hồng nhuận phơn phớt, xem ra thương thế trên người của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa khí tức của hắn còn hơn lúc trước, thậm chí nếu cẩn thận cảm ứng còn có thể phát hiện ra được, khí tức này trong mơ hồ đang tăng cường. Thời điểm khe hở tầng ngoài không quá ổn định, có chút phập phồng bất định, linh khí trong đầu Lục Lâm Thiên sinh ra dao động cực nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng chấn động khác thường truyền ra từ trong thạch thất, không lâu sau chấn động này là khí tức cường hoành, đột nhiên trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra một khí tức mạnh mẽ, không ngừng kéo lên, trong thời gian ngắn tiến lên độ cao mới. Khe hở trong suốt vô hình quanh người Lục Lâm Thiên không ngừng xuất hiện khi khí tức này tăng lên, thần dị nhất là Linh Ngọc Sàng dường như cảm ứng cái gì đó, tràn ngập các hào quang nhàn nhạt. Phối hợp với khe hở vô hình quanh người Lục Lâm Thiên, nó biến thành cực kỳ thần dị. Trong đầu Lục Lâm Thiên, linh khí tăng lên độ cao mới, dưới linh khí trùng kích, một tầng bình chướng vô hình bị hắn phá vỡ. Khí tức đột nhiên tăng lên, sau đó năng lượng vô hình khuếch tán ra ngoài. Năng lượng vô hình này như hóa thành sóng âm thực chất, cuối cùng đỡ upsilon.ng vào vách đá cứng rắn, làm vách đá run lên, giống như có lực lượng vô hình quét qua. Thời điểm này năng lượng biến hóa, hào quang quanh người Lục Lâm Thiên thu liễm lại, khí tức trở nên vững vàng. Hô! Phun một hơi chọc khí ra ngoài, hai mắt Lục Lâm Thiên đang nhắm chặt mở ra, trong mắt dường như mang theo tia chớp, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán đi, trong mắt ánh mắt càng mang theo hào quang thâm thúy sáng ngời. Mà vào lúc này, Lục Lâm Thiên không tự chủ được mỉm cười, cảm giác lực lượng trong đầu biến hóa mạnh hơn mấy lần, đã đột phá lên linh sĩ nhị trọng. Lần này hắn có thể đột phá linh lực chính là Linh Ngọc Sàng trợ giúp hắn đột phá. Giờ phút này Lục Lâm Thiên càng cảm giác được Linh Ngọc Sàng không phải bảo vật tầm thường, đối với chân khí cũng có trợ giúp rất lớn, tuy nhiên lại không bằng linh khí. 4-3 ngày trước hắn chỉ khôi phục 4 thành, mà lần này có phục khí hoàn và Linh Ngọc Sàng trợ giúp đã khôi phục toàn bộ, chân khí trong cơ thể cũng ẩn ẩn đột phá tới biên giới vũ sĩ lục giai, nói không chừng lúc nào sẽ đột phá theo. Thở ra một hơi, Lục Lâm Thiên móc Thiên Linh Lục mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn tiện nghi lưu cho mình, đây là tuyệt học cả đời của siêu cấp cường giả Linh Tôn cửu giai lưu lại, trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra chờ mong, Thiên Linh Lục rốt cuộc là tuyệt học gì. Nhưng mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cũng không có nói rõ đây là vũ kỹ hay là công pháp, nhưng đây chính là do Linh Tôn cửu trọng lưu lại, tuyệt đối không kém. Đây rốt cuộc là ngọc giản gì? Lục Lâm Thiên cắt ngón trỏ, một giọt máu tươi nhỏ vào ngọc giản. Suy suy, hào quang tỏa ra trên ngọc giản, cả thạch thất bị bao phủ trong hào quang sáng ngời, tia sáng này lập tức tiến vào mi tâm Lục Lâm Thiên, mang theo tin tức khổng lồ tiến vào đầu của hắn. Qua nửa canh giờ sau, hào quang mới biến mất, mà vào lúc này, Lục Lâm Thiên kiểm tra từng tin tức khổng lồ trong đầu, hắn kinh ngạc không hiểu, hoặc là nói là kinh hãi. Thiên Linh Lục không phải vũ kỹ, cũng không phải linh kỹ, làm cho Lục Lâm Thiên không thể tưởng được là Thiên Linh Lục chính là một loại kỹ năng ngoài vũ kỹ, linh kỹ, trong thế giới vũ giả và linh giả là chủ lưu, Thiên Linh Lục đã đi lệch, lệch không thể tưởng tượng nổi. Trong Thiên Linh Lục ghi lại không ít trận pháp, bí pháp luyện chế khôi lỗi và binh khí, đối với đan dược nói không nhiều, trừ chuyện đó ra, trong Thiên Linh Lục có ghi lại không ít thứ kỳ lạ, nói thí dụ như siêu linh thuật, có thể điều tra trí nhớ trong đầu đối phương. Còn có một loại khống thú thuật. Chỉ cần có đầy đủ thực lực là có thể trực tiếp khống chế nhiều yêu thú và linh thú, đồng thời có thể đào tạo yêu thú và linh thú từ nhỏ,
không giống như linh giả tầm thường, cần hao phí đại lượng tâm huyết để khống chế yêu thú cùng linh thú, nhưng không cách nào đào tạo được, cũng không cách nào khống chế nhiều yêu thú cùng linh thú, mỗi khi khống chế một con yêu thú cùng linh thú đều phải tiêu hao không ít linh hồn lực, đây với linh giả bình thường mà nói là quá khó khăn. Cho nên linh giả bình thường chỉ khống chế một con yêu thú hoặc linh thú mà thôi, khống chế yêu thú hoặc linh thú càng nhiều thì càng tiêu hao linh hồn lực, linh thú cũng rất khó khống chế. Linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, đối với linh giả mà nói là tối kỵ, trực tiếp ảnh hưởng đến tu vị sau này, hoặc làm ảnh hưởng tới căn cơ về sau, quả thực chính là tự hủy tiền đồ, cho nên bất cứ linh giả nào cũng không tùy tiện khống chế yêu thú và linh thú. Mà khống thú thuật thì khác, khống chế nhiều yêu thú và linh thú không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể từ nhỏ đào tạo yêu thú cùng linh thú, đào tạo yêu thú và linh thú từ nhỏ này chúng sẽ càng phối hợp ăn ý với chủ nhân. Chẳng khác gì phụ tá đắc lực của chủ nhân, càng có thể phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu. Trừ chuyện này ra, trong thiên linh lục còn có một ít tâm đắc của sư phụ thánh thủ linh tôn, còn có các loại giới thiệu kỹ càng về phương pháp luyện chế tài liệu, quả thực chính là bách khoa toàn thư. Nhìn kỹ thiên linh lục này, đại bộ phận thủ đoạn trong đó phải là linh giả mới có thể nắm giữ, giống như siêu linh thuật, muốn điều tra linh hồn lực đối phương, đầu tiên phải có linh hồn lực mạnh hơn người ta. Hoặc có thể áp chế tuyệt đối linh hồn đối thủ, loại điều kiện này linh giả chiếm ưu thế hơn vũ giả nhiều. Còn có phương pháp luyện chế khôi lỗi cao cấp cần rất nhiều linh hồn lực phối hợp mới có thể luyện ra, vũ giả chỉ có thể luyện chế một ít khôi lỗi trung đẳng. Một ít trận pháp cũng cần tu vị linh hồn lực cường đại thúc dục, vũ giả càng khó làm được bước này. Nhìn qua thiên linh lục, Lục Lâm Thiên mới hiểu được sư phụ thánh thủ linh tôn tiện nghi đã nói. Mình là vũ giả cũng có thể cắm rủi trong thế giới này, những thủ đoạn này không thể nghi ngờ còn mê người, mạnh hơn vũ kỹ và linh kỹ không ít. Ngẫm lại xem, một người thực lực không cao, nhưng lại có thể khống chế không ít yêu thú, linh thú, còn có khôi lỗi cùng trận pháp, người bình thường làm sao dám chọc vào. Khá tốt ta là linh vũ song tu. Lục Lâm Thiên đại hỉ, bản thân mình là linh giả, là có thể học tất cả trong thiên linh lục, có những thứ này. Về sau mình sẽ có chỗ cắm rủi trên đại lục. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, lần đại nạn lần này không chế, được sư phụ tiện nghi tặng cho quá lớn, đại lễ này chẳng kém gì bảo tàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Nam Thúc cho mình ngọc giản, phía trên ghi lại toàn bộ đều là phương pháp luyện chế đan dược, luyện chế binh khí hơi ít, không cách nào sánh bằng tư liệu ghi trong thiên linh lục. Nhưng mà thiên linh lục ghi lại tư liệu luyện chế đan dược so với tư liệu Nam Thúc cho còn ít hơn, nhưng nếu cả hai kết hợp chính là bách khoa toàn thư nguyên vẹn. Từ từ sẽ tới, có thể chậm rãi tu luyện, nhìn xem linh kỹ thế nào. Lục Lâm Thiên lập tức móc linh kỹ trong chữ vật giới chỉ ra, muốn nói vũ kỹ vô cùng chân quý, như vậy linh kỹ càng quý hiếm hơn, có thể nói như vậy, vũ kỹ nếu là vàng, linh kỹ chính là kim cương. Linh kỹ, tên hư ý nghĩa. Chính là thủ đoạn linh giả sử dụng, vũ giả không cách nào tu luyện, linh giả vốn đã ít, linh kỹ càng ít hơn, trong cùng cấp độ, giá trị của linh kỹ mạnh hơn vũ kỹ rất nhiều. Linh kỹ huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, sư phụ thánh thủ linh tôn đã từng nói qua, đây chính là linh kỹ huyền cấp sơ giai. Huyền cấp sơ giai, nếu thứ này nếu lọt ra bên ngoài, nhất định sẽ khiến oanh động cực lớn, cho dù trong đại môn phái. Vũ kỹ huyền cấp không kém bảo vật trấn sơn bao nhiêu, huống chi là linh kỹ huyền cấp. Nhìn chằm chằm vào linh kỹ huyền cấp sơ giai trong tay, Lục Lâm Thiên đã do dự có nên tu luyện hay không, Nam Thúc đã từng nói qua, thực lực của mình bây giờ sớm tu luyện vũ kỹ và linh kỹ cao cấp, cấp độ thực lực không cách nào khống chế hoàn toàn, còn phí rất nhiều thời gian và tinh lực tu luyện, đối với tu vị không có chỗ tốt gì. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên hiểu rõ thật sâu, thủ đoạn của mình quá ít. Thực lực cũng không đủ, phải mau chóng đề cao thực lực của mình, những chuyện khác mình tạm thời không cách nào bận tâm được, chỉ có thể tăng cao thực lực mà thôi. Tuy chính mình là linh giả, nhưng còn không có tu luyện bất luận linh kỹ này vừa vặn thích hợp chính mình, cho dù hiện tại thực lực của mình không thể phát huy toàn bộ uy lực của linh kỹ huyền cấp, mình cũng có thể từ từ sẽ đạt đến, tu luyện linh kỹ này, về sau cũng có nắm chắc bảo vệ tính mạng bản thân. Tu luyện. Lục Lâm Thiên do dự chú nào nữa? Hắn quyết định tu luyện, Nam Thúc nói quả nhiên không có sai, nhưng mình bây giờ tình cảnh không giống, muốn so sánh với đệ tử đại phái gia tộc có hậu trường cường đại, bản thân bọn họ có thể an tâm tu luyện, bước mỗi bước rất vững vàng, sau này mới có lợi cho tu hành về sau. Có thể bản thân mình thì khác,
chính mình một thân một người, không ai có thể giúp mình, dù có một tiểu gia tộc Lục gia, nhưng trong Lục gia còn có người muốn hãm hại mình, cho nên thực lực mới là căn bản, không có thực lực thì nói gì tới bước mỗi bước vững vàng. Hắn nhỏ máu vào ngọc giản, trên ngọc giản xuất hiện hào quang sáng ngời, cũng vào lúc này thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến đổi, hắn ngưng tụ linh lực trong tay rót vào ngọc giản. Linh kỹ và vũ kỹ có sự khác nhau, cần linh khí mới thúc dục được, vũ giả đạt được linh kỹ căn bản không thể tu luyện. Khi rót linh khí vào trong ngọc giản, hào quang sáng ngời, tia sáng này như hỏa diễm chiếu sáng cả thạch thất. Nhưng vào lúc này tia sáng run rẩy, lập tức hào quang hóa thành đại đao màu vàng dài mấy mét, đại đao không ngừng co rút lại, hào quang cũng càng chói mắt, cuối cùng hóa thành thanh đao dài nửa mét đột nhiên bổ vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hai mắt nhắm nghiền, trong đầu có một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện, phương pháp tu luyện linh kỹ đều nằm trong đầu của hắn. Linh kỹ huyền cấp sơ giai đao hồn kỹ. Sau một lát, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, hắn từ tin tức vừa tiếp nhận được, Lục Lâm Thiên biết được linh kỹ này gọi là đao hồn kỹ, là linh kỹ công kích, đao hồn kỹ này dùng linh lực ngưng tụ thành đao, công kích bá đạo, thay đổi thất thường, linh lực ngưng tụ thành đao, thân đao càng ngưng thực, uy lực càng cường đại, uy lực mạnh nhất không có gì không phá, thật sự quá bá đạo. Tu thành đao hồn kỹ này, về sau mình sẽ có thêm át chủ bài. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, linh kỹ này vô cùng bá đạo, đúng là thể loại mình yêu thích, cho dù bây giờ không thể thúc dục đao hồn kỹ uy lực mạnh nhất, nhưng thi triển ra uy lực tuyệt đối không yếu. Yên lặng tu luyện đao hồn kỹ, trong lòng Lục Lâm Thiên đang cân nhắc sau khi học xong đao hồn kỹ, bản thân mình rời khỏi sơn cốc này, tu luyện trong sơn cốc này không ai quấy rầy cả, về phần Vân Dương Tông, mình bây giờ cũng đi không được, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi Vân Dương Tông là được rồi. Một ngày sau, dưới ngọn núi, một thiếu niên mặc trường bào xanh đứng dưới ngọn núi, thiếu niên này 16-17 tuổi, dáng người rong ròng cao gầy, hai con mắt lấp lánh như sao, môi mỏng răng trắng, hắn mang theo vui vẻ, trên người không mang theo chút ngây thơ nào, ngược lại làm cho người ta có cảm giác như là người lớn, đúng là Lục Lâm Thiên. Đao hồn kỹ. Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng trước ngọn núi, bỗng hét lớn một tiếng sau đó ngưng kết thủ ấn, linh khí tràn ngập hư không, tay phải duỗi ra. Bàn tay mở rộng, đại đao màu vàng xuất hiện trước mặt. Bổ cho ta. Kim đao trong tay bổ mạnh một nhát, ầm ầm bổ vào một tảng đá cao 5-6 mét trên ngọn núi. Xuy. Tảng đá sinh ra tiếng vang thật nhỏ, nhưng đại đao màu vàng đã biến mất. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Lục Lâm Thiên không khỏi sững sờ, hắn ngây ngốc đánh thủ ấn ra lần nữa, đại đao màu vàng lại ngưng tụ, đánh ra một đao. Xuy. Kết quả không có gì khác biệt. Đại đao màu vàng không ngừng tiêu tán, điều này đại biểu Lục Lâm Thiên tu luyện đao hồn kỹ còn chưa thành. Kháo, ta cũng không tin không cách nào tu luyện thành công. Lục Lâm Thiên bị đả kích, không có nhụt chí, ngược lại ký tính tình bướng bỉnh của hắn, thủ ấn biến hóa, tiếp tục ngưng tụ đại đao màu vàng chém vào tảng đá. Xuy, bổn công tử cũng không tin tu luyện không thành ngươi, lại đến. Xuy, lại đến, bổn công tử cũng không tin ta. Xuy. Mẹ kiếp, liều. Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên quát to liên tục, trên một tảng đá nhỏ phía sau, Tiểu Long mở to mắt ra quan sát Lục Lâm Thiên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên hô quát càng ngày càng nhỏ, sắc mặt tái nhợt, linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã không thể tiêu hao tiếp, bởi vì tiêu hao nữa sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Linh kỹ huyền cấp sơ giai đúng là khó tu luyện a. Lục Lâm Thiên hư thoát ngồi dưới đất, đao hồn kỹ còn khó tu luyện hơn Chu Tước Quyết nhiều, Chu Tước Quyết tuy vô cùng phức tạp, nhưng mà tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng mà đao hồn kỹ thì quá khó tu luyện. Lục Lâm Thiên nhớ tới Nam Thúc nói nhiều việc, vũ kỹ cùng linh kỹ càng cao cấp thì điều kiện tu luyện cũng càng khó khăn, thực lực thấp, cho dù có vũ kỹ thiên cấp hoặc là linh kỹ thiên cấp bày ra trước mặt cũng không cách nào tu luyện được. Mà mình bây giờ dường như cũng giống như vậy. Linh kỹ huyền cấp sơ giai bản thân mình tu luyện quá khó khăn, cũng không biết mình xảy ra vấn đề ở đâu, nếu Nam Thúc ở bên cạnh chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề. Tăng thực lực lên nữa, ta nhất định phải tu luyện thành công, ta cũng không tin. Lục Lâm Thiên đứng lên, linh lực của hắn đã tiêu hao hết. Hắn định khôi phục rồi lại tiếp tục tu luyện. Leo lên sơn động, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàn, chậm rãi điều tức, có linh ngọc sàn phụ trợ. Linh lực tiêu hao không ngừng khôi phục lại. Cứ thế tới nửa ngày sau, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu khôi phục không kém bao nhiêu,
tiêu hao hết rồi lại tu luyện, Lục Lâm Thiên cảm giác linh khí trong đầu của mình ngưng thực hơn một ít. Leo ra khỏi sơn động, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện đao hồn kỹ, lần lượt thất bại, lần lượt không chịu thua, thẳng tới khi Lục Lâm Thiên lại tiêu hao hầu như không còn. Sắc trời đã tối, Lục Lâm Thiên đi vào trong rừng cây tìm thức ăn, sau đó trở lại Linh Ngọc Sàng tiếp tục điều tức khôi phục. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn sớm, Lục Lâm Thiên đã tiếp tục xuống núi tu luyện, lần nữa thất bại, lần nữa tiêu hao hầu như không còn, lần nữa điều tức khôi phục. Cứ thế 5 ngày qua đi, Lục Lâm Thiên trước sau tiếp tục như thế, liên tục thất bại, lại lần lên lại xuống, Lục Lâm Thiên tin tưởng mình có ngày sẽ tu luyện thành công. Bình tâm tĩnh khí, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn ngưng tụ đại đao màu vàng trong tay, thân đao tỏa ra hào quang sáng ngời, linh lực kích động, đại đao màu vàng so với 5 ngày trước rõ ràng cho thấy ngưng thực không ít. Trong 5 ngày này, mỗi lần tiêu hao hầu như không còn, Lục Lâm Thiên liền vội vàng tu luyện, cảm giác linh khí trong đầu ngưng thực không ít, ngay cả đại đao màu vàng ngưng tụ ra cũng ngưng thực hơn. Bổ cho ta! Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, đại đao màu vàng chém vào tảng đá, mắt thường có thể thấy được, cuối cùng đại đao màu vàng bổ mạnh vào tảng đá, lập tức, mang theo một âm thanh trầm đờ upsilon, c vang vọng trong sơn cốc. Đại đao màu vàng tiêu tán, tuy có đá vụn bắn ra, trên tảng đá còn lưu lại dấu vết sâu 2 cm, chung quanh còn có khe nứt nhỏ. Có tiến bộ, nhất định sẽ thành công, nhất định ta sẽ làm được. Lục Lâm Thiên vui mừng quá đỗi, hắn như nhìn thấy ánh dạng đông, tiến một bước nhỏ này đã chứng minh hắn có tiến bộ, đã đi đúng hướng. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên ngưng kết thủ ấn, tiếp tục tu luyện, phải tu luyện thành đao hồn kỹ này. Xuy, phanh, trên đá lớn vang lên âm thanh trầm đỡ upsilon. C. Vô số đá vụn bắn tung tóe, linh lực tiêu hao hầu như không, Lục Lâm Thiên lần nữa trở lại Linh Ngọc Sàng bên trên tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện đao hồn kỹ, mỗi ngày đều có được một chút tiến bộ đã đủ trèo chống Lục Lâm Thiên kiên trì không ngừng tu luyện. Trong sơn mạch không thấy giới hạn, hai nham thứ bay qua, đúng là đám người Bạch Mi trưởng lão. Mọi người chú ý! Tại đây đã là vị trí trung ương Vân Dương Tông, lại qua 2 ngày là tới Tông Môn. Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người. Người trên lưng nham thú không ngừng quan sát chung quanh, trải qua nửa tháng phi hành đã tới Vân Dương Tông, đây vốn là chuyện cao hứng, nhưng lúc này Lục Vô Song không có cao hứng chút nào cả, nghĩ đến đường đệ sống chết không rõ, trong lòng không có tâm tư gì cả. Trong sơn mạch vụ đô người ra vào đều là vũ giả tầm thường không dám tùy tiện đi vào. Cho dù đi vào cũng cần nhiều người mới dám đi, bởi vì sơn mạch vụ đô là sơn mạch không tầm thường, trong vùng núi này có yêu thú qua lại, về phần linh thú, nghe nói có người nhìn thấy nhưng chỉ là nghe nói mà thôi. Mà trong sơn mạch vụ đô gặp phải linh giả cũng không kỳ quái, thường xuyên sẽ có linh giả và mấy chục vũ giả đi vào đây, hình thành một tiểu dòng binh đoàn đi lại. Tiến vào sơn mạch vụ đô này, mục đích của bọn họ là tìm một ít yêu thú và linh dược luyện đan. Những thứ này đều là vật xa xỉ. Tuy yêu thú tới tứ giai mới ngưng tụ yêu đan, nhưng mà các yêu thú dưới tứ giai đều có người mua sắm, có một ít phú sĩ, phú sư mua yêu thú cấp thấp về làm yêu thú hộ thân, cũng có công tử thiếu gia mua về làm sủng vật, tóm lại giá tiền của yêu thú không thấp. Mà nếu như có thể bắt được linh thú, đây không nghi ngờ là thu nhập lớn, cho dù là linh thú nhất giai, giá tiền đều cũng hơn vạn kim tệ, nếu linh thú nhị giai, giá tiền sẽ tăng lên mấy lần. Giá tiền linh thú nhị giai chừng 5 vạn, có thể so với một viên yêu đan tứ giai. Nhưng mà trong sơn mạch vụ đô rất hiếm khi gặp linh thú, yêu thú cũng sẽ không có nhiều, nhưng mà nếu vận khí không tốt đỡ upsilon.ng phải yêu thú tứ giai, vậy phiền toái lớn, yêu thú tứ giai sánh ngang vũ giả vũ phách cửu trọng đỉnh phong, vũ giả dưới vũ phách hoàn toàn chết chắc, không có khả năng bảo toàn mạng sống. Bên trong sơn mạch vụ đô trừ phải chú ý yêu thú ra. Thường xuyên có người hoạt động trong sơn mạch vũ đô, tự nhiên là biết rõ đáng chú ý nhất chính là đám dòng binh, có chút dòng binh đoàn trực tiếp ra tay với tiểu đoàn thể, gờ yêu ta ít người đoạt vật là chuyện không hiếm. Tết âm lịch hàng năm chính là mùa náo nhiệt nhất trong sơn mạch vũ đô, nghỉ ngơi một mùa đông là ngày xuân tiến vào sơn mạch vũ đô, đó là lúc thu hoạch linh dược, vận khí tốt có thể đỡ upsilon.ng phải yêu thú đi ra kiếm ăn. Đỡ upsilon.ng phải yêu thú có thể xem như một mùa thu hoạch lớn. Có chút dòng binh đoàn mục tiêu chính là yêu thú tam giai đáng giá không ít,
nhưng tiểu đoàn đội không có thực lực thì không hy vọng gặp phải yêu thú tam giai, cho dù là vũ sư đỉnh phong gặp phải yêu thú tam giai cũng không biết làm sao. Trên vách núi vạn trượng tụ tập không ít vũ giả, rất nhiều trang phục khác nhau, có lẽ đều là vũ giả tiến vào sơn mạch vũ đô tìm lợi ích. Nghe nói một tháng trước hỏa âm quái đã chết trong tay Bạch Mi trưởng lão và Vương Minh Nguyệt Vân Dương Tông, rớt xuống vách núi vạn trượng này, đáng tiếc chúng ta không thể đi xuống, thu hoạch trên người hỏa âm quái trên có lẽ không ít. Đây là vách núi sương mù dày đặc quanh năm, nếu có thể xuống dưới, không tới phiên chúng ta. Đúng thế, không nghĩ tới hỏa âm quái cứ như vậy chết đi, còn chọc tới Vân Dương Tông. Vân Dương Tông cũng không dễ chọc, đây cũng là địa bàn của Vân Dương Tông. Hỏa âm quái đúng là tìm chết, dám đoạt thiên tàm bảo giáp với Vân Dương Tông. Đây là thiên tàm bảo giáp, nếu ta gặp được cũng không nỡ a. Người gặp được thì thế nào, một tiểu vũ sĩ, muốn tìm cái chết a hát. Được rồi, chúng ta giải tán đi, nếu nơi này có thu hoạch thì không chờ chúng ta tới kiếm đâu, vẫn nên đi chung quanh xem có linh dược hay không. Lần này tìm chút ít linh dược, bán giá tốt, nghe nói trong Thúy Nguyệt lâu có cực phẩm mới, dáng người của nàng có lồi có lõm. Ánh mắt mê chết người. Con mẹ nó ta đã gặp qua rồi, mông lớn rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, trông thấy nàng là muốn làm một lần, cho dù sống ít vài năm cũng đáng. Người đúng là háo sắc mà, ha 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 ha. Trên vách núi truyền ra tiếng cười đã y gờ, lập tức mọi người tán đi, không có ai biết, dưới vách núi còn có thiên địa khác, mà Lục Lâm Thiên đại nạn không chết, lúc này đang tu luyện đao hồn kỹ. Dưới ngọn núi, Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng đấy. Áo xanh không gió mà bay, quanh người có khí tức nhàn nhạt tỏa ra ngoài, trong phạm vi chung quanh gió cúi đầu xuống giống như chiều bái. Hô! Sau một lát, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, lập tức mở ra, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, linh khí quanh người cuồn cuộn, một đạo khí thế hùng hồn khuếch tán ra. Ngay vào lúc này, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, linh lực ngưng tụ thành trường đao màu vàng trong tay, thân đao mang theo hào quang thần dị. Một đạo khí thế lăng lệ khuếch tán ra, khí thế kia so với lúc Lục Lâm Thiên ở quảng trường Trấn Thanh Vân thi triển Chu Tước Quyết cũng không kém bao nhiêu. Đao hồn kỹ, đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, đại đao đánh ra, xẹt qua không khí chung quanh sinh ra tiếng xé gió. Khi thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến hóa, đại đao cắt vỡ không trung, mỗi một đao bổ ra mang theo chấn động không gian, khí kình gào thét sinh ra âm thanh nổ tung. Đao hồn kỹ, phá cho ta. Thủ ấn lại biến đổi, Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, cũng vào lúc này, chỉ thấy đại đao xẹt qua không trung, mang theo một đám tàn ảnh. Đao quang bổ thẳng vào tảng đá trước mặt. Ầm ầm. Trong sơn cốc sinh ra tiếng nổ vang vọng giống như sấm sét, bỗng nhiên tảng đá cao 4-5 mét vỡ ra, mắt thường có thể thấy được một đao quang lăng lệ đánh xuống, tảng đá rơi xuống như mưa, hóa thành vô số đá vụn bắn ra ngoài. Bành! Bành, bành, chung quanh đá vụn bay ra, vách núi cũng chấn động theo, đá vụn rơi xuống, cảnh này cực kỳ đồ sộ, Lục Lâm Thiên bố trí một đao cương khí hộ thân, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Sau một lát, gió êm sóng lặng, nhưng vào lúc này tảng đá đã vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện khe hở dài hơn 10 mét. Thành công, mặc dù chỉ là đao hồn kỹ sơ cấp, nhưng uy lực đã không tệ, cho dù đấu upsilon.ng phải vũ sĩ bát trọng cũng có sức liều mạng. Lục Lâm Thiên cảm giác uy lực của đao hồn kỹ này còn kém hơn Chu Tước Quyết một tia, nhưng mà uy lực của nó đã đủ chống lại vũ sĩ thất, bát trọng, nếu như linh lực của hắn đột phá, uy lực của đao hồn kỹ cũng sẽ tăng lên. Đao hồn kỹ này có ba trọng, mình bây giờ chỉ thúc dục được đệ nhất trọng đao hồn trảm, sau này có đủ thực lực, thúc dục đệ nhị trọng đao hồn quang nhận cùng đệ tam trọng đao hồn không nguyên diệt, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, thực lực của mình bây giờ chỉ miễn cưỡng sử dụng được đao hồn trảm mà thôi. Nhìn khe nứt và tảng đá vỡ nát trên đất, Lục Lâm Thiên hưng phấn lên, một tháng tu luyện đã có thành tựu, uy lực của đao hồn trảm này vô cùng to lớn, vô cùng bá đạo, không hổ là linh kỹ huyền cấp. Về sau sẽ có thêm một loại thủ đoạn. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng. Thử hỏa ảnh chỉ nữa. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, chân khí quanh người tuôn ra, thủ ấn biến hóa, tay phải của hắn có hào quang màu đỏ hiện ra, năm ánh hào quang màu đỏ mang theo khí tức nóng bỏng. Mang theo khí thế cường hãn xé tan không khí bắn ra ngoài. Siêu, 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 xíu, yêu yêu. Trên vách đá có đá vụn rơi xuống, năm ngón tay hiện ra trên vách đá, và xuất hiện năm lỗ thủng sâu hun hút. Hỏa ảnh chỉ,
Đây chính Ngọc Giản vũ kỹ tinh cấp sơ giai hỏa hệ mà Lục Lâm Thiên thu được của hỏa âm quái. Lúc trước hỏa âm quái đấu với Bạch Mi trưởng lão đã sử dụng hỏa ảnh chỉ, uy lực bất phàm. Sau khi Lục Lâm Thiên thu được Ngọc Giản mới biết được hỏa âm quái thi triển hỏa ảnh chỉ, uy lực thì Lục Lâm Thiên đã tự mình kiểm chứng, uy lực không tầm thường, hắn chỉ cần là vũ kỹ hỏa hệ thì có thể tu luyện. Có được vũ kỹ tinh cấp này, tu luyện dễ dàng hơn đao hồn kỹ không ít. Trong thời gian một tháng này, Lục Lâm Thiên chỉ tu luyện đao hồn kỹ còn rút thời gian tu luyện hỏa ảnh chỉ, lúc này cũng có chút thành tựu. Tuy hỏa ảnh chỉ cùng đao hồn kỹ đều có chút thành tựu, Lục Lâm Thiên lại biết, muốn chính thức khống chế một vũ kỹ cũng không phải tu luyện dễ dàng như thế, mỗi một cường giả tu luyện vũ ca đều trải qua mấy chục năm hoặc cả đời mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của vũ kỹ. Đã hơn một tháng rồi, có lẽ bọn họ đã tới Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nhìn lên bầu trời sơn cốc, nếu không phải rớt xuống vách núi, mình bây giờ cũng có thể đến Vân Dương Tông. Nhưng mà ngẫm lại, Lục Lâm Thiên hiện tại cũng cảm thấy may mắn chính mình rớt xuống vách núi, bằng không mình cũng không cách nào nhìn thấy Thánh Thủ Linh Tôn, cũng không chiếm được Thiên Linh Lục. Trong lòng Lục Lâm Thiên đang tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tới Vân Dương Tông, Nam Thúc muốn chính mình đạt được vạn niên xích đồng cùng vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh. Bản thân mình phải làm tốt, nhưng mà trước đó phải ra khỏi sơn cốc này. Tu luyện hơn một tháng qua, chính mình trừ thành công tu thành đao hồn kỹ cùng hỏa ảnh chỉ ra, Lục Thiếu Du còn có thu hoạch khác, được sự trợ giúp của Linh Ngọc Sàng, trong một tháng này hắn đã đạt tới linh sĩ nhị trọng đỉnh phong, mà phương diện chân khí tùy thời đột phá. Trong một tháng qua, Lục Thiếu Du cũng cân nhắc Thiên Linh Lục một chút, những phương pháp luyện chế khôi lỗi, trận pháp và khống thú thuật trong Thiên Linh Lục vô cùng thâm ảo. Không phải thời gian ngắn có thể học được, cần từ từ tham ngộ, chút tính nhẫn nại này Lục Thiếu Du vẫn có. Chỉ cần có thời gian, Lục Thiếu Du cũng sẽ tìm hiểu Thiên Linh Lục, khi hiểu càng nhiều thì càng thấy Thiên Linh Lục mênh mông thâm ảo. Tới lúc đi ra ngoài rồi, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, thả người trở lại trong thạch thất, thu Linh Ngọc Sàng vào trong chữ vật giới chỉ, trọng bảo này Lục Thiếu Du muốn thu vào chữ vật giới chỉ bên người mới an tâm, mà túi chữ vật chỉ chứa thứ dâu ria. Về phần chữ vật giới chỉ của sư phụ Thiện Nghi Thánh Thủ Linh Tôn cũng không phải phàm phẩm, luận không gian thì còn lớn hơn chữ vật giới chỉ của Nam Thúc một nửa, có hơn 200 mét vuông, giá trị tuyệt đối xa xỉ, nhưng mà nó không cách nào thu vào trong cơ thể. Cái chữ vật giới chỉ này Lục Thiếu Du cũng không tính dùng, hắn cũng thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình, rời khỏi thạch thất, Lục Thiếu Du thu toàn bộ Dạ Minh Châu xuống, đây chính là vật xa xỉ, hôm nào bán cũng tốt, Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không bỏ qua. Những Dạ Minh Châu này có hơn ngàn viên, thêm vào với nhau cũng là con số không nhỏ. Sau khi thu thập tất cả, Lục Thiếu Du rời khỏi sơn động, tới trước mộ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn bái tế một phen, tâm niệm khẽ động, lập tức tìm kiếm Tiểu Long. Tiểu Long trong một tháng này đã trở thành ác mộng của các động vật trong sơn cốc, từ khi Tiểu Long đến sơn cốc thì động vật trong đây không dám xuất hiện sẽ biến thành bữa ngon của Tiểu Long. Đối với Tiểu Long, Lục Thiếu Du hiện tại hiểu không nhiều, không biết Tiểu Long là cấp độ nào, dựa theo Lục Thiếu Du đoán chừng, lần trước Tiểu Long thay ra, Lục Thiếu Du đoán Tiểu Long có phải đột phá lên linh thú nhị giai hay không, nhưng mà lực phòng ngự của Tiểu Long quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hỏa âm quái cũng không cách nào làm bị thương, lại nói trong lòng Lục Thiếu Du càng hiếu kỳ về Tiểu Long nhiều hơn. Siêu siêu, trong rừng cây có một đạo thiểm điện xé rách không gian lao tới. Lập tức thân mật rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, đúng là Tiểu Long. Ngươi ăn no rồi sao, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du thân mật vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Long. Tiểu Long dường như hiểu chuyện nhìn qua Lục Thiếu Du, lưỡi phun ra nuốt vào, lập tức gật gật đầu, giống như nghe hiểu Lục Thiếu Du nói cái gì, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trước chặt cây làm bè. Lục Thiếu Du nói xong đã tiến vào rừng cây, móc trường kiếm màu xanh ra. Chặt bỏ 8 cây to như chén ăn cơm, sau đó lại tìm một ít dây mây rừng chế thành cái bè, không có bè gỗ thì không thể xuôi dòng được. Tiểu Long, chúng ta đi. Làm xong tất cả, Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long hiểu ý, lập tức xoay quanh vai Lục Thiếu Du, không có lệnh của Lục Thiếu Du, Tiểu Long cũng không muốn vào trong tay áo, tự nhiên còn ưa thích ở bên ngoài hơn. Thả bè gỗ vào trong nước, Lục Thiếu Du thả người nhảy lên, cầm trường côn dài đây mạnh. Bè gỗ lập tức xuôi dòng mà đi. Sư phụ, đệ tử đi đây, Thiên Linh Lục, đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa tới gia tộc Đoan Mộc Thành Ma Vân. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào sơn cốc, bè gỗ thuận thế mà đi.
khống chế bè gỗ trôi theo dòng sông, nhìn sơn cốc biến mất, hai bên là vách đá thẳng đứng, nước sông chảy cũng không nhanh, Lục Thiếu Du phải dựa vào côn gỗ mà trượt đi. Trên hạp cốc là mây mù dày đặc, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng. Hai bên hạp cốc là vách đá thẳng đứng cứng rắn, thạch bích gập ghềnh, trên hạp cốc có khe nứt, Lục Thiếu Du còn có thể mơ hồ nghe được vài tiếng thú giống vang vọng. Hai ngày sau đó, dòng sông đã càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng bè gỗ không cách nào thông qua, Lục Thiếu Du không thể không dở bè gỗ tiến lên. Qua mấy cánh giờ sau, bè gỗ có 8 cây gỗ đã biến thành 3 cây gỗ, bởi vì hạp cốc chỉ đủ cho một người vượt qua. Lối ra ở ngay phía dưới. Qua một lát đã không còn đường, bởi vì trước mặt đã là vách núi dựng đứng, nhưng trên mặt nước nhìn kỹ lại mơ hồ nhìn ra nước chảy lắc lư, đó là do nước chảy ngầm xuống tạo thành. Chính là chỗ này. Lục Thiếu Du nói ra, lập tức nhìn Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ lặn xuống nước. Suy suy. Tiểu Long mở to mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức chui vào trong nước, hiển nhiên nó không sợ nước. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, bố trí cương khí nhàn nhạt quanh người, lập tức nhảy xuống nước, mặt nước xem như thanh tịnh, lặn xuống chừng 10 mét, Lục Thiếu Du nhìn thấy phía trước có dòng xoáy nhỏ, nước đang chảy vào bên trong. Lục Thiếu Du không do dự, đây là lối ra, lập tức tiến vào trong dòng xoáy, hấp lực của vòng xoáy kéo Lục Thiếu Du đi lên phía trước, mà Tiểu Long vẫn đi theo sau lưng Lục Thiếu Du. Ước chừng qua 20 phút đồng hồ, Lục Thiếu Du cảm giác mình đã không nhịn được, nín thở trong nước, với tu vị của hắn cũng chỉ có thể làm được tới bước này, không giống như những cường giả vũ tướng, vũ xuất, có thể ở trong nước mấy ngày mà không có vấn đề. Lúc này lực hút càng ngày càng lớn, lập tức có tiếng vang nhỏ sinh ra, Lục Thiếu Du cảm giác mình đã lao ra khỏi vòng xoáy, quay đầu lại nhìn qua nơi vừa đi ra, đó là một vách đá, mà cạnh lối ra còn có mấy chục hang đá, cho dù có người tới đây cũng không tìm ra cửa vào. Tiểu Long lúc này cũng chui ra ngoài, Lục Thiếu Du phun nước ra, hắn nín thở mệt gần chết. Phanh! Hắn rơi vào mặt nước. Sắp nín thở chết rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, há miệng hít mạnh, cương khí hộ thân biến mất, toàn thân Lục Thiếu Du thấm ướt, khá tốt biết bơi lặn, sau khi bơi một hồi đã lên cạnh bờ. Tiểu Long vẫn ở trong nước, bộ dáng của nó rất thích ý. Sau khi lên bờ, Lục Thiếu Du mới đánh giá chung quanh, đây là một sơn mạch, Lục Thiếu Du đoán chừng cách vách núi mình rơi xuống không xa, nhưng tạm thời không rõ phương hướng. Trong sơn mạch không có bóng người, bốn phía yên tĩnh im ắng, sâu trong đại thụ che trời có gió thổi qua, có âm thanh ồ ồ vang lên, vô cùng có lực. Vèo! Tiểu Long bò tới bên người Lục Thiếu Du, tò mò nhìn qua Lục Thiếu Du đang ướt sũng nước. Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí làm khô toàn thân và quần áo. Chúng ta chậm rãi tìm. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long nói ra, nhìn chăm chú vào hướng mặt trời trên không trung, lập tức đi về phía đông nam, nơi đó đúng là hướng của thành Vũ Đô, chính mình muốn đi Vân Dương Tông, cũng không thể trực tiếp đi qua, yêu thú phi hành cũng cần thời gian một tháng, chính mình mà đi bộ thì có khi cả năm mới tới. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể tới thành Vũ Đô lại nghĩ biện pháp, thành Vũ Đô chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nói không chừng đến lúc đó có thể an bài yêu thú đưa mình tới Vân Dương Tông. Tốt xấu gì mình cũng là đệ tử nhập môn của Vân Dương Tông. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Lâm Thiên bắt đầu đi về hướng đông nam, cũng nghe Bạch Mi trưởng lão đã từng nói qua, trong sơn mạch Vũ Đô có không ít yêu thú, Lục Lâm Thiên lúc này cũng không thể không cẩn thận. Có mùi thuốc, là dược liệu. Nửa canh giờ sau, trong mũi Lục Lâm Thiên ngửi được vị thuốc, trong ngọc giản của Nam Thúc Cái giới thiệu kỹ càng về dược liệu, Lục Lâm Thiên nhanh chóng phán đoán ra hương vị của dược liệu. Vèo. Tiểu Long bò xuống người Lục Lâm Thiên, nó bò tới vị trí dược liệu mà Lục Lâm Thiên đã chỉ. Qua một lát hương vị linh dược càng rõ ràng, trên sườn núi có một cây cỏ ba lá màu vàng óng cao 15 cm xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Tam Diệp Hồn Thảo. Nội tâm Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc, không ngờ lại là một gốc Tam Diệp Hồn Thảo, đây là tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược tăng linh khí nhị phẩm, bình thường không dễ dàng tìm được dược liệu này. Tiểu Long xoay quanh Tam Diệp Hồn Thảo. Nước miếng sắp chảy ra, mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, dường như muốn ăn hết. Nhịn một chút, Tam Diệp Hồn Thảo này có hữu dụng với ta. Lục Lâm Thiên nói ra, hắn cũng cần luyện ra một ít đan dược tăng cường linh khí, Tam Diệp Hồn Thảo này xem như phù hợp. Lúc này Lục Lâm Thiên thu Tam Diệp Hồn Thảo vào túi không gian,
cũng vào thời điểm này có hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Giao Tam Diệp Hồn Thảo ra đây, chúng ta nhìn thấy nó trước. Hai người mặc trang phục màu vàng, tuổi chừng 25, từ khí tức đều là vũ giả vũ sĩ. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn qua hai người, khí tức của hai người là vũ sĩ ngũ trọng, thần sắc không thay đổi, nói. Tam Diệp Hồn Thảo là ta nhìn thấy trước, cũng là ta đạt được, hai người định cướp sao? Hai tên này nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, dường như đang xem có ai khác không, tên bên trái cầm loan đam giơ lên, nói. Tiểu tử, ngươi là dòng binh đoàn nào? Chuyện này có quan hệ gì tới các ngươi sao? Lục Lâm Thiên nói, hắn sớm nghe nói qua, tại Sơn Mạch Vũ Đô này có dòng binh đoàn cỡ lớn thường đánh cướp dòng binh đoàn nhỏ, gợi yêu ta ít người cướp của thường xuyên xảy ra, nếu như nói đi một người thì sẽ có phiền toái. Mặt dỗ, xem bộ dáng của hắn hình như không phải dòng binh đoàn, rất lạ mặt, chúng ta động thủ thôi. Tên bên trái cầm trường côn màu đen nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ, cảm giác Lục Lâm Thiên không có khí tức gì, tuổi lại thấp, nhìn không vừa mắt. Thiết Cầu, chúng ta có chuyện quan trọng trên người, nên đi tìm đại ca, miễn gặp chuyện không may. Đại hán cầm đao nói, không có việc gì, tiểu tử này trên người có túi không gian, thu hoạch có lẽ không ít. Tên cầm côn cười nói, chỉ là túi không gian đã trên ngàn kim tệ rồi. Tiểu tử, giao túi không gian ra cho ta, nếu không sẽ chết. Tên cầm đao nhìn qua Lục Lâm Thiên, dường như nghi hoặc về Lục Lâm Thiên, một thiếu niên một mình ở trong Sơn Mạch Vũ Đô thì quá kỳ quái, hắn cũng xem như lão nhân trong Sơn Mạch Vũ Đô này, chút thường thức vẫn có. Túi không gian cho ngươi, các ngươi cũng đừng gờ yêu ta ết ta. Lục Lâm Thiên hơi sững sờ. Sắc mặt sợ hãi biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức cởi túi không gian bên hông, rụt rè đưa qua. Thì ra là bọc mủ, đưa tới đây, hôm nay thiên gia tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng. Tên cầm côn cười cười, đi lên lấy túi không gian trong tay Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên sợ hãi rụt rè và đổ mồ hôi lạnh, tên cầm đao cũng buông lỏng đề phòng, một thiếu niên từ quần áo và trang sức mà nhìn, có lẽ chỉ là công tử ca tiểu gia tộc chạy vào Sơn Mạch Vũ Đô chơi. Đây, đừng gờ yêu ta ết ta. Lục Lâm Thiên đưa túi không gian ra, mồ hôi lạnh tiếp tục ứa ra, tên cầm côn đắc ý tiếp nhận túi không gian của Lục Lâm Thiên. Vào thời điểm này Lục Lâm Thiên cúi đầu xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ. Khai Sơn Trưởng, chết đi. Một trưởng ấn màu vàng mang theo khí tức cường hãn đánh ra, tên cầm côn ở gần trong gang tấc, khí tức lăng lệ tỏa ra, không gian chung quanh sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Phanh, trưởng ấn nện vào bụng tên cầm côn, không gian chấn động, tên đại hán cầm côn phát ra tiếng rên buồn bực ngã ra sau, thân hình bay ngược ra sau mấy mét, miệng phun máu tươi. Coi chừng, tên cầm đao biến sắc, lời còn chưa nói hết, sắc mặt biến thành màu xanh đen, giống như bị bệnh phù thủng, loan đao trong tay mất rơi xuống đất, hai tay thống khổ bụng cổ giống như không cách nào hô hấp, đồng tử giãn ra, lập tức biến thành đỡ upsilon, xê ngầu. Bành. Tên đại hán cầm đao té xuống đất, thời gian không đến 2 giây, lúc này Tiểu Long thỏa mãn bỏ ra. Muốn cướp đồ của ta, còn kém lắm. Lục Lâm Thiên nhìn qua tên đại hán cầm côn té xuống đất, chính mình thiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, cộng thêm Tiểu Long chặn đánh gợi yêu ta ít tên này không khó khăn, nếu không phải làm bọn chúng sơ ý, hắn cũng khó đánh hai tên này. Tha mạng a hát, ta không dám, tha cho ta đi. Tên này bị Khai Sơn Trưởng của Lục Lâm Thiên đánh bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi, từ thực lực hắn là vũ sĩ ngũ trọng, mà Lục Lâm Thiên đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong, tăng thêm xuất kỳ bất ý hắn bị thương nặng, nhìn qua đồng bạn té xuống đất, trong nội tâm đã sợ hãi rồi, vốn tưởng rằng gặp phải đồ vô tích sự, không ngờ là một tên sát tinh. Tha cho ngươi, muộn rồi. Thả cho địch nhân đường sống, chính là đào mộ cho bản thân mình. Lục Lâm Thiên hiểu rõ điểm này, ánh mắt lạnh lẽo. Xuy. Đại hán lui ra phía sau, trong nháy mắt này hắn liều mạng bỏ qua thương thế đứng dậy chạy đi, bản quyền võ YG muốn sống bạo phát. Chết đi. Lục Lâm Thiên quát to, chân khí rung lên, hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nứt sinh ra khe hở, thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới, âm thanh xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hán này. Ta liều mạng với ngươi. Cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, đột nhiên quay người có cương khí hộ thân hiện ra, đánh ra một quyền,
nhưng mà uy lực không mạnh, hắn bị thương nặng, có thể ngưng tụ ra một quyền đã rất không dễ dàng. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, trên quyền mang theo lực lượng hỏa diễm làm không gian run run, đúng là vũ kỹ tinh cấp sơ giai nộ diễm quyền. Bang bang! Hai quyền va chạm vào nhau, đại hán lập tức kêu thảm thiết, cổ tay của hắn đau đớn, thân hình lại lui ra phía sau. Lục Lâm Thiên lúc này hóa quyền thành trưởng, dựa thế lao tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hán kia. Thôn phệ! Trưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ, tên đại hán đang định giãy giụa, trong khoảng khắc thân thể kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy lấy, chân khí trong người từ từ chảy ra ngoài, đau đớn chẳng khác gì linh hồn bị rút ra. Nửa canh giờ sau, đại hán như hóa thành thây khô, mà Lục Lâm Thiên thỏa mãn cười cười, chân khí của đại hạn này so với Triệu Đại còn mạnh hơn không ít, sau khi luyện hóa đạt được chỗ tốt cũng rất nheo, đột phá vũ sĩ lục trọng cũng dễ dàng, nhưng tới mức nào thì không rõ. Thời điểm thi triển âm dương linh vũ quyết thôn vệ chân khí của đại hán này, Lục Lâm Thiên cũng thi triển siêu linh thuật trong thiên linh lục, tuy siêu linh thuật hơi khó khăn, nhưng hắn cũng đã thi triển được. Lục Lâm Thiên cũng nhận được không ít tin tức trong đầu hai tên này, hai người này đều là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn, tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô đã một tháng, về phần khác, lần thứ nhất thi triển siêu linh thuật, Lục Lâm Thiên cũng không có điều tra ra, nhưng siêu linh thuật có thủ đoạn thần kỳ làm Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi. Tiểu Long, có người đến, chúng ta đi mau. Quan sát trí nhớ hai người này, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác chung quanh có người tới, nhân số còn không ít. Lập tức móc túi không gian của tên đại hán cầm côn. Xuy xuy. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, một người một xà biến mất tại chỗ, ngay cả thời gian xử lý thi thể cũng không có. Sau khi Lục Lâm Thiên rời đi không đến 10 giây, dốc núi có 6 thân ảnh xuất hiện, 6 người này mặc trang phục giống như đúc hai tên vừa chết. Tam ca, mau nhìn. Một tên đại hán hoảng sợ hô lên thất thanh, nhìn thấy hai thây khô trên đất. Toàn thân hai thây khô héo rút, nhìn thấy trên cổ một tên có dấu răng, tên còn lại hốc mắt hõm vào, con mắt thì lồi ra, bộ dáng không còn hình người. Là mặt dỗ cùng thiết cầu, tại sao có thể như thế? 6 người tiến lên kiểm tra thi thể hai người, giật mình cả kinh, thậm chí là sợ hãi, loại chết này quá khủng gây ết yêu ta ép rồi. Có phải có người đánh trộm không? Là ai làm? Một đại hán cả giận nói. Mặt dỗ hẳn là bị yêu thú gỡ yêu ta ết chết, máu tươi bị yêu thú thôn phệ, thiết cầu chết cũng kỳ quái, trên người không có lỗ máu, nhưng cũng hẳn là yêu thú gây nên, hai người thực lực vũ sĩ ngũ trọng, có thể đánh chết hai người, hẳn là yêu thú nhị giai hoặc tam giai. Tên đại hán đầu lĩnh có cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt nhỏ như chuột, trong ánh mắt đầy khôn khéo, nhìn chằm chằm vào thi thể hai người rồi nói. Đột nhiên tên đầu lĩnh nói. Đồ vật trên người mặt dỗ đi đâu rồi? Không phải yêu thú gây nên, có người lấy đi rồi, không tốt, Trương Ngũ, người đi thông chi đại ca cùng nhị ca, nói mặt dỗ gặp chuyện không may, những người khác đi theo ta, có lẽ tên đó đang ở gần. Đầu lĩnh nói, vâng, tam ca. Một tên bên trái rời đi, 4 tên khác thì tản ra chung quanh tìm kiếm. Sau khi đám người này biến mất, trên đại thụ cách đó không xa, Lục Lâm Thiên nhảy xuống, thần sắc nặng nề. Nên rời khỏi nơi này mới tốt, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam. Đánh chết hai người này, khá tốt tên hán tử kia cho rằng là yêu thú gây nên, Lục Lâm Thiên còn lo lắng sẽ bạo lộ âm dương linh vũ quyết nên vội vàng rời đi. Lục Lâm Thiên lại không biết, sau khi hắn đi không bao lâu, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn lại tới tiếp tục kiểm tra hai thây khô. Đáng chết, đây là thiết cầu bị người đánh chết, trên người có thương thế, đây không phải yêu thú gây nên. Mặt dỗ bị yêu thú đánh chết tại chỗ, ít nhất là một tổ người và yêu thú, rất có thể là một tiểu đoàn đội, còn có yêu thú tồn tại. Một tên mập mạp nói, mập mạp này nặng chừng 300 cân, thân cao 1m9, đứng đó như người khổng lồ, nhưng lúc này thần sắc của hắn cũng chẳng thoải mái được. Đại ca, có phải là linh giả hay không? Một đại hán hỏi. Hẳn không phải, thiết cầu là bị trọng kích mà chết, chỉ là thi thể rất kỳ quái, mặt dỗ không có vết thương nào khác. Yêu thú đánh chết hắn tốc độ có lẽ rất nhanh, thể tích không lớn, loại thực lực này có lẽ là yêu thú tam giai. Mập mạp kia nói, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể hai người. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thông chi lão nhị lão tam, tìm kiếm tất cả mọi người chung quanh, không buông tha kẻ nào, ta muốn nhìn ai dám chọc Bạo Lang Dòng binh đoàn chúng ta,
tàng bảo đồ nhất định phải đoạt lại. Mập mạp mắt lộ hung quang, đầy sát khí nói. Sơn mạch liên miên không ngớt, cũng không biết rộng bao nhiêu, Lục Lâm Thiên đang ở trong sơn mạch, chỉ thấy chung quanh là rừng cây nhấp nhô, đứng từ cao nhìn xuống thấy mây trôi núi khuyết dập dờn, núi cao sông dài tầng tầng. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, vào đêm trong sơn mạch có khí tức âm trầm bao phủ, lộ ra vẻ đáng sợ của núi rừng. Đêm xuống, Lục Thiếu Gia tìm được một sơn cốc, xác định chung quanh không có gì nguy hiểm thì khoanh chân ngồi tu luyện, sau đó hắn muốn luyện hóa năng lượng thôn vệ được cho mình sử dụng. Sau một lát, hào quang màu vàng nhạt bao trùm toàn thân Lục Lâm Thiên, cả người hắn lờ mờ trong bóng đêm, nhìn rất quái dị. Mà Lục Lâm Thiên cũng không có chủ quan, phân phó Tiểu Long chú ý chung quanh, một khi gặp nguy hiểm thì mình có thể lập tức biết được, tại sơn mạch Vũ Đô này, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Cũng không qua bao lâu, khí hải bành trướng tới mức độ nhất định, trong kinh mạch tràn ngập chân khí, kinh mạch đang bành trướng. Áp chế. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, áp chế chân khí vào đan điền khí hải, ngưng tụ cùng một chỗ sau đó quán trú vào đan điền, rốt cuộc đan điền không thể thừa nhận nổi đã nổ vang. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên có tiếng trầm đỡ Upsilon, C truyền ra, hào quang đại phóng, khí tức cường hãn bao phủ sơn cốc. Mà lúc này Lục Lâm Thiên rốt cục đột phá đến vũ sĩ lục trọng, tu vị vũ giả đã sớm dừng lại ở vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong, lúc này đột phá chỉ là bình thường, Lục Lâm Thiên cũng không có cảm thấy kỳ quái, tất cả trong suy đoán của hắn cả, đột phá đến vũ sĩ lục trọng, thực lực của chính mình tiến bộ lần nữa, làm cho Lục Lâm Thiên vui vẻ, trước mắt thực lực của hắn quá thấp, hắn khát vọng tăng thực lực lên. Ô, bên ngoài sơn cốc có tiếng trầm thấp vang lên, trong bóng tối. Hai ánh hào quang màu đỏ xuất hiện, một đạo khí tức âm lãnh tới gần. Tê tê. Tiểu Long xoay quanh người trong đại thụ trên đầu Lục Lâm Thiên, phát ra tiếng tê tê trầm thấp. Hô. Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, hào quang thu liếm, mở mắt ra, trong bóng tối có tinh quang lóe lên. Có yêu thú. Lục Lâm Thiên ngưng tụ ánh mắt đánh giá chung quanh, tuy là bóng tối, nhưng với tu vị này ngược lại có thể nhìn cảnh vật trong tối hơi mông lung. Yêu thú thổ hệ nhị giai đại địa khiếu lang. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào cửa sơn cốc, một con cự lang dài 2 mét, cao 1 mét xuất hiện, trong nội tâm cũng ngưng trọng lên, chính mình lần đầu tiên đấu Upsilon.ng phải yêu thú, nghe nói yêu thú khó đối phó, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, yêu thú nhị giai có thể làm cao thủ vũ sĩ cửu trọng gặp phải nguy hiểm. Ngao! Đại địa khiếu lang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Nhưng từ ngoài sơn cốc lại đảo mắt nhìn qua Tiểu Long trên cây sau lưng Lục Lâm Thiên, dường như sợ hãi không dám tới gần. Tê tê. Tiểu Long từ trên cây rơi xuống vai Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại địa khiếu lang, ánh mắt nhỏ của nó tỏa ra chiến ý 10 phần, không sợ chút nào, khí tức quỷ dị khuếch tán ra, làm cho đại địa khiếu lang trong lúc vô hình sợ hãi. Tiểu Long đúng là lợi hại, đại địa khiếu lang đã bị áp chế. Lục Lâm Thiên nhìn ra khí tức Tiểu Long biến hóa, đại địa khiếu lang cũng không dám tới gần, linh hoàng thú quá cường hãn, đối với thân phận Tiểu Long, Lục Lâm Thiên cũng càng thêm hiếu kỳ, chỉ là đáng tiếc nam thúc cùng ngọc giản của thánh thủ linh tôn không có tư liệu của linh thú hoàng. Ngao! Đại địa khiếu lang trầm thấp gầm thét, bắt đầu có ý lui. Tại đây, chính là đại địa khiếu lang, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một giọng dịu dàng quát. Đừng để đại địa khiếu lang chạy. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, vốn còn muốn luận bàn với đại địa khiếu lang một chút, nhìn xem yêu thú nhị giai mạnh cỡ nào, không nghĩ tới còn có người đang đuổi gờ yêu ta ết đại địa khiếu lang. Tiểu Long. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, Tiểu Long hiểu ý, nhanh chóng chui vào tay áo của Lục Lâm Thiên. Ngao ngao. Đại địa khiếu lang gào thét, thân hình to lớn nhảy lên, khí tức hung hãn phóng đại, nhanh chóng giao thủ với đám người kia. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm mấy người giao thủ với đại địa khiếu lang, tổng cộng là 4 đạo thân ảnh, 3 nam 1 nữ, lúc này 4 người có chân khí bao phủ quanh thân, cầm lợi khí kịch chiến với đại địa khiếu lang. Khí tức 4 người không kém, trong đó 1 nam 1 nữ khí tức yếu hơn Lục Vô Song nửa điểm, Lục Lâm Thiên cảm giác có lẽ đều là vũ sư nhất trọng. Nam 1 thân hoa phục, khí độ bất phàm, niên kỷ chừng 23, tóc dài xõa vai, trong tay cầm trường kiếm màu trắng bạc. Kiếm khí gào thét cắt vỡ hư không, vây khốn đại địa khiếu lang trong bóng kiếm. Còn nữ kia một thân trang phục màu lam nhạt bạo lộ, dáng người có lồi có lõm, tuổi chừng 20,
lộ ra hào quang mê người, trong bóng đêm cũng không khó nhìn ra ánh mắt tinh linh, trong tay cầm trường kiếm màu xanh da trời, bên hông còn mang theo dao găm. Hai người khác cũng chừng 23 tuổi, một người tu vị thực lực kém hơn một tia, chỉ là vũ sĩ bát trọng, một người khác là vũ sĩ cửu trọng, xem như không tệ. Bốn người này hẳn là một tiểu tổ tiến đến Sơn Mạch Vũ Đô tìm lợi ích, tiểu đoàn đội trong Sơn Mạch Vũ Đô cũng không ít, trong bốn người này có hai người tu vị vũ sư, xem như không tệ. Ngao! Giao chiến ngoài sơn cốc, đại địa khiếu lang gào thét một tiếng, thân hình to lớn quét ngang, móng vuốt bén nhọn chụp vào tên vũ sĩ bát trọng. Tránh ra cho ta! Vũ sĩ bát trọng khẽ quát một tiếng, trong tay cầm binh khí như móc câu, dài một mét, phía trên có mấy móc câu bén nhọn, phá hư không bổ vào đại địa khiếu lang. Quanh người đại địa khiếu lang bao phủ hào quang màu lam nhạt, quay mắt ngăn cản công kích của tên vũ sĩ bát trọng, thân hình lập tức thay đổi, đầu sói quét ngang, mang theo âm thanh phá không. Súc sinh này còn rất lợi hại, mọi người coi chừng. Nàng kia khẽ quát một tiếng, chân khí bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng tỏa ra ngoài, trường kiếm màu xanh ra trời mang theo hỏa diễm nóng rực, kéo lê bóng kiếm chém vào người đại địa khiếu lang. Ngao ngao! Đại địa khiếu lang gào thét, nó tránh thoát công kích của vũ sĩ bát trọng, lại thì không cách nào tránh thoát công kích của nữ tử này, bóng kiếm xẹt qua sau lưng, lập tức xuất hiện vết kiếm, vết máu xuất hiện. Phòng ngự thật mạnh. Lục Lâm Thiên ở xa quan sát đại địa khiếu lang chịu một kiếm, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nàng kia là vũ sư nhất trọng, một kiếm này tuyệt đối rất mạnh, đại địa khiếu lang chỉ bị thương nhẹ, loại lực phòng ngự này quả thực kinh người, khó trách đều nói yêu thú khó đối phó. Phanh! Sau một lát đại địa khiếu lang lại trúng một chưởng của vũ sĩ cửu trọng, thân hình khổng lồ cũng lảo đảo lui ra sau. Bành! Cũng vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục lao tới bên người đại địa khiếu lang, thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức thủ ấn kết xuất, một đạo khí hình sinh ra nện vào thân thể đại địa khiếu lang. Phanh! Tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C vang lên, thân hình đại địa khiếu lang lập tức bị đánh bay, vũ sư nhất trọng còn mạnh hơn vũ sĩ cửu giai nhiều, thân hình cuối cùng té xuống đất. Ngao ngao! Đại địa khiếu lang gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, trong mắt tức giận, hào quang màu vàng lay động, trên răng nanh bén nhọn có hào quang sáng ngời. Ngao! Đại địa khiếu lang ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, trên mặt đất xuất hiện vài khe hở, thân hình đại địa khiếu lang trong chốc lát bay lên trời, chân trước như diều hâu săn mồi đánh thẳng vào thanh niên hoa phục. Lùi cho ta! Thanh niên mặc hoa phục quát lên, ngưng kết thủ ấn, trong lúc này chân khí quanh thân run run, không gian trước người như vặn vẹo, một quyền quét qua tất cả, âm thanh bén nhọn phá không lao tới, công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang chính là yêu thú nhị giai, yêu thú chỉ cần tới cấp bậc này, cho dù chỉ là yêu thú nhất giai cũng sớm mở linh trí, tuy trí tuệ yêu thú nhị giai không cao, nhưng mà so với nhân loại cũng không kém quá nhiều. Lúc này cảm giác được đối phương lợi hại, cũng không dám ngạnh kháng, thân hình khổng lồ uốn éo quỷ dị, ở trên không cải biến phương hướng lui lại. Súc sinh, dừng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, nữ tử quát lên, trong tay đánh ra thủ ấn kỳ lạ, trong tay xuất hiện quang ấn này mang theo phù văn. Quang ấn xuất hiện mang theo khí tức quái dị, khí này tức khuếch tán, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác khí tức này làm Tiểu Long sinh ra bực bội. Lục Lâm Thiên không ngừng trấn an Tiểu Long, vẫn chờ Tiểu Long khôi phục bình thường, mà lúc này Lục Lâm Thiên chỉ thấy nữ tử kia chân đạp mạnh, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt đại địa khiếu lang, trong tay đánh ra quang ấn quỷ dị, sau đó bổ vào đầu đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang đang muốn lùi lại, nhưng mà bị hào quang hấp dẫn, trong lúc nhất thời si ngốc. Trong tích tắc này, trong quang ấn quỷ dị bắn ra lực lượng kỳ lạ, quang ấn bắn ra hào quang sáng ngời, cuối cùng tiến vào trong đầu đại địa khiếu lang. Lập tức, thân hình đại địa khiếu lang mềm nhũn, bất tỉnh nằm trên đất. Ngự thú ấn của sư muội lại có tiến bộ, chúc mừng. Nhìn nữ tử đánh bại đại địa khiếu lang thì nam tử mặc hoa phục nói. Đại địa khiếu lang nổi danh phòng ngự cường đại, đúng là khó đối phó. Nữ tử nói, trong tay không biết sử dụng bảo vật gì, hào quang lóe lên, không ngờ lại thu đại địa khiếu lang vào bên trong. Lục Lâm Thiên ở xa quan sát tất cả nên cả kinh, nói như thế nào thì túi không gian, chữ vật giới chỉ đều không cách nào cất chứa vật còn sống, vật cô gái này xuất ra lại thu đại địa khiếu lang vào, xem ra là bảo vật. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này?
Nhưng vào lúc này tên vũ sĩ bát trọng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên ở cửa sơn cốc, nói lời này lập tức làm ba người khác nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, vừa rồi giao thủ với đại địa khiếu lang, bốn người này cũng đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên. Ta gặp được một dòng binh đoàn cỡ lớn, đồng đội của ta đều chết, ta trốn tới đây, nếu không phải bốn vị vừa ra tay, ta đã trở thành đồ ăn của đại địa khiếu lang rồi. Lục Lâm Thiên nói, trong đây có không ít tiểu đoàn đội, chính mình biên ra một câu chuyện cũng không ai hoài nghi. Thật sao, mấy người các ngươi bị dòng binh đoàn nào tập kích? Thanh niên mặc hoa phục nói với Lục Lâm Thiên, thần sắc lãnh đạm nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta có 6 người, gặp được bạo lang dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng chỉ biết có dòng binh đoàn này mà thôi. Bạo lang dòng binh đoàn, xem thực lực ngươi hơi kém. Có lẽ người của ngươi đoán chừng không khá hơn chút nào, bạo lang dòng binh đoàn hung danh hiển hách, ngươi có thể trốn ra đã là vận khí không tệ. Tên vũ sĩ cửu trọng nói. Đệ đệ, ngươi tên là gì, là từ đâu đến? Lúc này nữ tử đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, đánh giá Lục Lâm Thiên, mỉm cười hỏi. Khoảng cách gần hơn, hương thơm xông vào mũi, Lục Lâm Thiên đánh giá cô gái này, tuổi chừng 20, tuy cảnh đêm lờ mờ. Nhưng khoảng cách gần thì không bị ảnh hưởng, cô gái này khuôn mặt có chút tinh xảo, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Trên người cô gái này mang theo khí thế bướng bỉnh, giống như con sói trong rừng, mà trang phục cô gái này kỳ lạ, thân trên là cái khăn bao phủ bộ ngực, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người. Mà hạ thân mặc quần dài bao phủ hai chân thon dài, bờ mông tròn ngạo nghễ, thân thể đầy hấp dẫn. Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn nhiều vài lần. Từ khí tức của cô gái này, đoán chừng là hoa hồng có gai. Ta là Lục Lâm Thiên, đến từ thành Vũ Đô. Lục Lâm Thiên trả lời, bốn người này cũng không dễ chọc, tận lực đừng phát sinh tranh chấp gì đó, thiếu nữ này vậy mà gọi mình là đệ đệ, Lục Lâm Thiên cũng cười khổ. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì, còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào hai chân nữ tử, tên thanh niên mặc hoa phục quát lên. Trong mắt đầy lửa giận nhìn qua Lục Lâm Thiên. Sư huynh, người đừng dọa hắn, xem ra thực lực của hắn không mạnh, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai ra lại xuất phát. Thiếu nữ nhìn Sơn Cốc nói. Hảo tiểu tử, người đi đi, Sơn Cốc này là của chúng ta. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, việc nhỏ hắn nhịn, thực lực của mình không bằng bốn người này, chỉ có thể tỏ ra vẻ đáng thương. Lục Lâm Thiên định rời khỏi, trong sơn mạch Vũ Đô này ở cùng với người xa lạ cũng không phải là chuyện an toàn gì. Sư huynh, người bảo hắn rời khỏi đây rất nguy hiểm, trong đây có không ít yêu thú, còn có một chút dòng binh đoàn hung danh hiển hách, nên cho hắn ở cạnh chúng ta, dù sao chúng ta cũng phải ra khỏi sơn mạch Vũ Đô. Nữ tử nhìn qua nam tử mặc hoa phục, lập tức nói với Lục Lâm Thiên, nói. Đệ đệ, chúng ta nghỉ ngơi trong sơn cốc một đêm. Ngươi đi cùng chúng ta ra khỏi sơn mạch Vũ Đô, ngươi một người tại sơn mạch Vũ Đô này quá nguy hiểm. Không sao, ta sợ quấy rầy tới các ngươi. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói. Sư muội ta bảo ngươi lưu lại thì lưu lại, nói nhảm cái gì, coi chừng ta gợi yêu ta ít tiểu tử ngươi. Thanh niên mặc hoa phục quát lên. Đệ đệ, ngươi nên ở cạnh chúng ta, đi theo bên người chúng ta, ngươi có thể an toàn rời khỏi sơn mạch Vũ Đô. Nữ tử nói. Vậy thì tốt. Lục Lâm Thiên do dự nói, vừa rồi Lục Lâm Thiên nhìn thấy tên thanh niên mặc hoa phục lộ ra lãnh ý với mình, chính mình cũng phải cẩn thận mới tốt. Năm người ở lại trong sơn cốc, đều tìm nơi sạch sẽ ngồi lại, đối với người tu luyện, bọn họ đều tức hai canh giờ còn hiệu quả hơn ngủ một đêm. Lục Lâm Thiên cẩn thận đánh giá bốn người, thanh niên mặc hoa phục dính vào nữ tử kia, hẳn là đang theo đuổi, nhưng mà xem thái độ của nàng ta thì rất đạm mạc. Đánh giá bốn người. Lục Lâm Thiên cũng có chút ngạc nhiên, vừa rồi thiếu nữ thi triển quang ấn kỳ dị, còn có thể thu yêu thú, đó rốt cuộc là cái gì, Lục Lâm Thiên cũng muốn biết, trong thiên linh lục, Lục Lâm Thiên chỉ biết là muốn bắt yêu thú, cũng chỉ có vạn thú nang của vạn thú tông mà thôi. Vạn thú tông, một trong tam tông tứ môn của đại lục linh vũ, sánh vai với Vân Dương tông, trong tông dựa vào yêu thú linh thú mà nổi danh, thực lực tông môn cường hãn, còn có không ít yêu thú linh thú ở trong đó. Mà trong tông có thể luyện chế vạn thú nang, có thể tùy thân mang theo yêu thú. Đệ đệ, các ngươi đến sơn mạch Vũ Đô bao lâu rồi? Nữ tử an vị trước mặt Lục Lâm Thiên, đánh giá Lục Lâm Thiên hỏi. Đã 8 ngày.
Lục Lâm Thiên lừa dối, nữ tử lại hỏi không ít vấn đề, đơn giản đều quanh co lòng vòng tìm hiểu thân phận của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên biên lời nói dối, đó là vì cẩn thận, cũng nói bóng nói gió giấu giếm dấu vết tìm hiểu thân phận bốn người, cuối cùng đúng là bị Lục Lâm Thiên dò xét được. Bốn người quả nhiên là đệ tử Vạn Thú Tông, đến Sơn Mạch Phụ Đô để lịch lãm mà thôi, bốn người cũng là sư huynh đệ, nữ tử tên là Lam Linh, thanh niên mặc hoa phục là Triệu Thanh, vũ sĩ bát trọng gọi là Lưu Bằng, vũ sĩ cửu trọng gọi là Nghiêm Thanh. Nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Lam Linh đang nói chuyện, sắc mặt Triệu Thanh đầy âm trầm. Một đêm qua đi, tia nắng ban mai chiếu xuống, trong sơn mạch xuất hiện sương mù nhàn nhạt như thiếu nữ xấu hổ, như ẩn như hiện, không khí cũng mát hơn không ít. Được rồi, chúng ta đi, sớm rời khỏi sơn mạch vụ đô này thôi. Lam Linh phun ra một ngụm chọc khí, duỗi eo ra, cái vùng bụng bằng phẳng lộ ra ngoài, bờ eo thon bé bỏng giống như linh xà, vô cùng vũ mị. Lục Lâm Thiên đứng dậy, cả đêm hắn giữ tâm thần, đề phòng nguy hiểm, nên có tâm phòng bị người ta mới tốt. Mọi người đứng dậy, lập tức rời khỏi sơn cốc, phương hướng chính là phía đông nam, từ trong lời Lam Linh, Lục Lâm Thiên biết được bốn người Vạn Thú Tông tiến vào sơn mạch vụ đô cũng hơn một tháng, đang muốn đi thành vụ đô một chuyến, sau đó chuẩn bị trở về Vạn Thú Tông. Trong sơn mạch mênh mông, dốc núi không ngừng nhấp nhô, nhưng rừng cây là chủ yếu, có nhiều chỗ thậm chí cần đao kiếm mở đường. Lục Lâm Thiên đi cùng bốn người này ba ngày, trên đường đi đến không có gặp chuyện gì. Nhưng mà hôm trước và ngày hôm qua bị một con yêu thú nhị giai đánh lén, cuối cùng đều là bị Lam Linh bốn người liên thủ thu vào túi không gian, mặt khác, Triệu Thanh sinh ra hận ý càng lớn với mình. Trên một sườn núi, Lam Linh nhìn chung quanh, khẽ chau mày, lập tức nói. Ta cảm giác bên này có yêu thú, mọi người cẩn thận. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình hiểu được, Lam Linh chính là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Tu luyện công pháp sinh ra cảm ứng đặc thù với yêu thú, gần đây có yêu thú thì nàng sớm cảm nhận khí tức, chuyện này làm cho mọi người an toàn không ít khi đi trong sơn mạch vũ đô. Nghe được Lam Linh nói thế, những người khác lập tức chú ý, không ngừng móc binh khí ra. Chung quanh yên tĩnh im ắng, nhưng đối với Lam Linh cảm ứng không có người nào hoài nghi, cẩn thận tiến lên phía trước, không người nào dám chủ quan, âm thầm tăng chân khí. Lục Lâm Thiên âm thầm cảnh giới. Nhưng không có lộ ra thực lực, vẫn ẩn giấu tốt, trước mặt đám người Vạn Thú Tông, Lục Lâm Thiên vẫn bảo trì bộ dáng nhị thế tổ, ngay cả cấp độ vũ đồ còn chưa tới. Hoàn toàn là hoàn khố không biết trời cao đất rộng tiến vào sơn mạch vũ đô. Mà bởi vì thế bốn người này cũng không cách nào cảm giác được thực lực của Lục Lâm Thiên cho nên không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy sắc mặt Lam Linh bỗng nhiên biến hóa, bàn tay ngưng tụ chân khí, rút trường kiếm màu xanh ra trời ra. Mang theo khí tức nóng bỏng đâm vào bùn đất trước mặt. Ô, trường kiếm màu xanh cắm vào bùn, lập tức vang lên một tiếng thét kinh dị, Lam Linh rút trường kiếm ra, mang theo một dòng máu tươi, trong đất bùn xuất hiện vết máu li ti, lập tức có một con chùa to chừng 20 cm tung đất lao lên. Yêu thú thổ hệ nhất giai địa thử, chúng ta tiếp tục đi. Lam Linh lau trường kiếm vào đống lá khô, địa thử chỉ là yêu thú nhất giai, trên thị trường giá tiền cũng không cao lắm. Đánh chết cũng không có cái gì. Lục Lâm Thiên nhìn qua địa thử, những ngày này đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, ngược lại tăng trưởng không ít kiến thức, cũng học được không ít biện pháp đối phó yêu thú, mỗi một chủng yêu thú đều có nhược điểm, nếu biết rõ nhược điểm thì dễ đối phó hơn nhiều, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực chênh lệch không nhiều, thực lực xê xích nhiều, cho dù biết rõ nhược điểm cũng không có biện pháp. Phanh! Qua chừng nửa canh giờ sau, ở rừng cây phía trước có tiếng trầm đấu Upsilon. Xê giống như có người kịch chiến. Chúng ta đi nhìn xem. Triệu Thanh nói. Cũng không có rất xa, ở trên sườn núi phía trước có 5 thi thể, chung quanh có 15-16 người tìm kiếm quanh thi thể. Bạo lang dòng binh đoàn. Nhìn thấy đám người này, thần sắc Lục Lâm Thiên biến hóa, từ trang phục mà nhìn thì đây là bạo lang dòng binh đoàn, chính mình cùng Tiểu Long đánh chết hai người kia cũng mặc trang phục này. Là bạo lang dòng binh đoàn, chúng ta đi thôi. Những người này rất nguy hiểm. Triệu Thanh nhìn qua phía trước, lập tức nói, bạo lang dòng binh đoàn tại cả sơn mạch vụ đô có danh khí rất lớn, mặc dù là tiếng xấu. Các ngươi là người nào, đã tới thì nằm lại đây đi. Năm người nhìn thấy là bạo lang dòng binh đoàn thì rời đi, nhưng mà lúc này 16 người kia hình thành xu thế vây quanh năm người bọn họ. Bạo lang dòng binh đoàn, các ngươi muốn làm cái gì,
chúng ta không có trêu vào các ngươi. Lam Linh tiến lên quát lớn, trước mặt Vạn Thú Tông, Bạo Lang Dòng binh đoàn tự nhiên không là cái gì cả. Cô nàng không tệ, nhận ra chúng ta, vậy càng không thể buông tha ngươi. Lúc này một đám người chú ý vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân của Lam Linh, quát. Nam G.I.O.T.A.S, nữ lưu lại. Ngươi dám, chúng ta chính là người Vạn Thú Tông, các ngươi tìm chết sao? Lam Linh quát một tiếng, người Vạn Thú Tông vận chuyển chân khí, khí tức lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hai vũ sư, cảm giác được khí tức của Lam Linh cùng Triệu Thanh thì tên đầu lĩnh trầm mặc, nghe được là đệ tử Vạn Thú Tông thì đám người nhìn nhau, Vạn Thú Tông không phải bọn chúng có thể trêu vào. Cô nàng, cho các ngươi đi. Đầu lĩnh hô to khẽ quát một tiếng, đối phương có hai vũ sư, lại là Vạn Thú Tông, hắn cũng không muốn động thủ, tham lam nhìn qua Lam Linh nhưng chỉ hậm hực mà thôi. Chúng ta đi. Lam Linh nghe xong dẫn người rời đi, bọn họ cũng không muốn chọc vào Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên thầm than, đi theo bốn đệ tử Vạn Thú Tông đúng là an toàn hơn nhiều. Mọi người tiếp tục cẩn thận tiến lên, xuyên thẳng qua vùng núi này, không có vấn đề gì quá lớn. Trên sườn núi có hơn 20 hiện ra, lập tức mười mấy đạo thân ảnh đi tới, đúng là đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn mà bọn người Lục Lâm Thiên vừa gặp. Đại ca, Lão Tam, vừa rồi thu hoạch không ít, các ngươi thu hoạch như thế nào rồi? Tên đại hán cầm búa màu vàng nhìn tên đại hán xấu xí nói. Nhị ca, chuyện phiền toái, tàng bảo đồ chúng ta có được đã mất đi. Đại hán nói. Cái gì, mất? Sắc mặt đại hán đại biến, tức giận nói. Là ai làm, ta bổ hắn. Không biết là ai làm, mặt dỗ và thiết cấu đã chết, mặt dỗ hẳn chết trong tay yêu thú, túi không gian không biết tung tích, hẳn là yêu thú và con người gây ra. Hán tử gầy gò nói. Hỗn đản, đây chính là tàng bảo đồ mà Bạch Lang Dòng binh đoàn lưu lại, thu hoạch bên trong đủ cho chúng ta ăn sung mặc sứ IG, chúng ta nhất định phải tìm được là ai làm. Đại hán tức giận nói, lập tức nhướng mày, nói. Đoàn đội có yêu thú, chứ năm đệ tử Vạn Thú Tông ra thì không ai khác, trên người Vạn Thú Tông chắc chắn có yêu thú. Năm đệ tử Vạn Thú Tông, lúc nào, người nói nhanh lên xem. Tên đại hán kia nhíu mày hỏi. Vừa mới không lâu trước đó, bốn nam một nữ, hai vũ sư nhất trọng. Rất có thể chính là bọn họ, chúng ta nhanh ngăn cản chúng lại. Hán tử gầy gò mắt chuột nói. Đại hán nói. Thế nhưng mà bọn chúng là đệ tử Vạn Thú Tông, khó mà đối phó được. Quan hệ đến tàng bảo đồ, cho dù là đệ tử Vạn Thú Tông thì thế nào, đạt được bảo tàng chúng ta sẽ không xuất hiện trong sơn mạch vụ đô nữa, Vạn Thú Tông cũng không cách nào làm gì được chúng ta, xuất phát. Chúng ta mau đuổi theo, đừng cho bọn chúng bỏ chạy. Đại hán quát lên. 50 đạo thân ảnh lập tức lao về phía đông nam. Không biết còn bao lâu nữa mới tới thành Vụ Đô. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng. Sơn mạch Vụ Đô giống như vô biên vô hạn, xuyên qua một mảnh rừng nhiệt đới, lại là một mảnh rừng nhiệt đới khác xuất hiện trước mặt. Trong rừng đều là cổ thụ sinh trưởng mấy trăm năm, mỗi gốc cây đều là đại thụ che trời. Dưới mặt đất là cỏ dại khắp nơi. Bụi gai cũng không ít, còn có những lá khô rơi đầy đất, chân đạp trên đất tự nhiên sinh ra âm thanh, ở trong đó vô cùng có yêu thú ẩn thân, chung quanh còn có dây leo lâu năm cỏ dại rậm rạp chằng chịt che kín đường đi. Lục Lâm Thiên may mắn đi cùng với đám người Vạn Thú Tông, muốn một mình đi qua đây, tăng thêm không có chút kinh nghiệm đi lại trong sơn mạch, nói không chừng hắn đã gặp nguy hiểm chí mạng, nghĩ đến điểm này, Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tâm có chút may mắn. Liệt hỏa yêu ưng kêu vang một tiếng, âm thanh xuyên thấu hư không, há to miệng hút đan dược vào bụng. Liệt hỏa yêu ưng, đi, ngăn cản bọn chúng lại. Lam Linh quát nhẹ, liệt hỏa yêu ưng xoay tròn vỗ cánh trên cao, nó lướt tới tên đầu mục gầy gò. Hai cánh chấn động, khí kình hung mãnh xuyên thấu hư không, thân hình của nó lao tới mang theo tiếng xé gió, uy thế bất phàm, không ít người đã sinh lòng sợ hãi, yêu thú tam giai tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Lão Tam coi chừng. Đại hán to lớn hét một tiếng, dùng nhãn lực của hắn trong sơn mạch Vụ Đô có thể nhìn ra đây là yêu thú tam giai, cũng sớm đề phòng trên người Vạn Thú Tông sẽ có yêu thú, không nghĩ tới lại là yêu thú tam giai. Vừa nói xong, thần sắc đại hán to lớn biến hóa, hắn công kích về phía Triệu Thanh, khí tức nóng bỏng làm không khí run động, quét qua tất cả. Triệu Thanh sớm bị nhị đầu mục công kích chật vật không chịu nổi, bị một chiêu đẩy lui. Thân hình lảo đảo lui ra sau,
thời điểm nhìn thấy đại hán to lớn đánh tới, sắc mặt cả kinh, thân hình nhanh lùi lại, trường kiếm màu bạc trong tay bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, không gian gào thét liên tục. Phá! Nhưng mà đại hán khổng lồ chẳng phải dễ chọc, hắn cũng chẳng chủ quan, Triệu Thanh thân là vũ sư, thực lực không phải vũ sĩ có thể so sánh. Bàn tay của đại hán to lớn này ngưng tụ hỏa diễm nồng đậm, hỏa diễm bao phủ toàn bàn tay đánh tới, mấy đạo kiếm quang tiêu tán trong vô hình, một đạo kiếm quang cuối cùng đánh trúng bàn tay nhưng cũng bị ám kình đánh tan toàn bộ. Thân hình Triệu Thanh lập tức bị đẩy lui, thủ ấn biến hóa, trường kiếm màu trắng bạc cắm xuống đất, mặt đất cứng rắn bị xé ra thành khe nứt nhỏ. Cạc cạc, liệt hỏa yêu ưng trong miệng ngưng tụ hỏa cầu và phun ra, hỏa cầu này chỉ bằng nửa bàn tay mà thôi, nhưng mà không gian bành trướng, nhiệt độ cực nóng, xẹt qua hư không đánh thẳng vào đại hán gầy gò. Sắc mặt tên đại hán gầy gò đại biến, hắn ngưng tụ chân khí bảo hộ trước người của mình, yêu thú tam giai không phải tồn tại hắn có thể chống lại chính diện. Phanh, hỏa cầu nổ tung, hỏa diễm tỏa ra chung quanh, nhiệt độ cực cao, lực lượng to lớn trùng kích tới trước mặt, hán tử gầy gò bị đẩy lui. Lực chú ý của tất cả mọi người hiện tại đều đặt vào yêu thú tam giai, cho nên không ai tiếp tục công kích Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hiện tại chậm rãi lui ra phía sau, hắn nghĩ phải trốn trước rồi nói sau, bạo lang dòng binh đoàn không phải mình hiện tại có thể trêu vào. Đáng chết, tới đây cho ta. Triệu Thanh bị đại hán to lớn đẩy lui, mặt hắn tái đi vài phần, thân hình còn chưa ổn định, búa lớn của tên nhị đầu mục đã đánh tới, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hư không chấn động, lưỡi búa xuyên qua hư không chém xuống. Ta liều với ngươi. Sắc mặt Triệu Thanh dữ tợn vài phần, đánh ra một đạo kiếm quyết, trường kiếm có kiếm quang phun ra, bàn chân đạp xuống đất, thân thể lao nhanh về phía tên nhị đầu mục, bóng kiếm lại đột phá hư không, bóng kiếm hiện ra, không khí lại sinh ra khí kình khủng bố, bị xuyên thấu phát ra âm thanh chói tai, thân là đệ tử Vạn Thú Tông, đúng là có chỗ bất phàm. Ken két, kiếm và búa va chạm vào nhau, khí kình bắn ra tứ phía, hai lực đạo áp bách làm hư không sinh ra tiếng rạn nứt, hình thành một tiếng rít vang vọng các nơi. Xuy, thân ảnh Triệu Thanh bị đẩy lui lần nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử tới đây. Tiếng của tên thủ lĩnh vang lên, không biết lúc nào hắn đã tới sau lưng Triệu Thanh, bàn tay tràn ngập hỏa diễm, lập tức đánh xuyên qua cương khí hộ thể của Triệu Thanh, bóp cổ Triệu Thanh. Dừng tay. Hiện tại Lam Linh phát hiện tình huống của Triệu Thanh, quát to một tiếng, liệt hỏa yêu ưng ở giữa không trung dương chảo chụp vào vai của tên hán tử gầy gò, máu tươi chảy ròng, tên hán tử gầy gò bị liệt hỏa yêu ưng khống chế lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người bạo lang dòng binh đoàn bạo động, sắc mặt tên đại hán gầy gò âm hàn, trong mắt bắn ra hào quang âm lãnh, lập tức nhìn chằm chằm vào Lam Linh, lạnh lùng nói. Giao tàng bảo đồ ra đây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta, không có gì bảo tàng, đồ. Bị tên thủ lĩnh bóp cổ, cổ Triệu Thanh đỏ bừng, hô hấp không thuận, thần sắc vô cùng hoảng sợ, mạng của mình đang nằm trên tay đối thủ. Nói nhảm, có yêu thú trên người. Chẳng lẽ người của ta không phải các ngươi gợi yêu ta ít sao, còn muốn nói dối. Tên thủ lĩnh quát lớn, tay trái dựng thẳng, hỏa diễm ngưng tụ thành đao chém vào tay phải Triệu Thanh. Hỏa đao chém xuống, máu tươi chảy ròng ròng, hỏa diễm đảo qua thì không còn máu chảy nữa, miệng vết thương đã bị đốt cháy cứng lại. A hát! Triệu Thanh hét thảm thiết, đau đớn cỡ này làm gương mặt của hắn vặn vẹo vô cùng khủng bố, Lục Lâm Thiên ở xa nhìn qua trái tim băng giá. Tên thủ lĩnh này chính là người đi qua đi lại trong sơn mạch Vũ Đô, đúng là người âm độc. Hừ! Nhưng vào lúc này, Lam Linh cũng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu xanh ra trời đảo qua, bóng kiếm chém thẳng vào vai phải của tên hán tử gầy gò. A hát! Tên hán tử gầy gò đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đau đớn nứt tay không phải đau đớn tầm thường. Lục Lâm Thiên nhìn quét qua cánh tay bị chặt đứt kia, tuy Lam Linh là một kẻ nữ lưu, nhưng cũng là người ngoan độc. Cho dù Triệu Thanh rơi vào trong tay đối phương cũng không cam lòng yếu thế, nữ nhân bình thường chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình, sẽ lấy con tin ép đối thủ, sau đó lại tìm cách đào thoát. Nữ nhân này không đơn giản, Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, chờ qua một thời gian, Lam Linh tuyệt đối sẽ bộc lộ tài năng trong Vạn Thú Tông, nếu đắc tội loại nữ nhân này, đoán chừng phiền toái không ít. Thật lớn mật, nhìn qua Lam Linh, nhìn chằm chằm vào cánh tay máu đầm đìa của tên hán tử gầy gò. Sắc mặt tên thủ lĩnh trầm xuống, sát ý nổi lên. Lão đại, cứu ta! Tên hán tử gầy gò kinh hãi,
kêu to lên. Chúng ta thật không biết tàng bảo đồ gì cả, thả người trong tay ngươi ra, nếu không hắn phải chết. Lam Linh lạnh nhạt nói, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ngươi nhanh tới bên ta. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức đi về phía Lam Linh, mà đám dòng binh vây quanh trước mặt Lục Lâm Thiên tự nhiên không dám ngăn cản, tam đầu mục của bọn họ đang ở trong tay đối thủ. Ngươi dám uy hát yêu ta ép ta. Nhị đầu mục nhìn chằm chằm vào Lam Linh tức giận nói. Không phải uy hát yêu ta ép, chúng ta làm một số giao dịch, chúng ta cùng thả người, thế nào? Lam Linh lạnh nhạt nói. Nếu ta không nói thì sao? Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy âm tàn. Vậy cá chết lưới rách. Ánh mắt Lam Linh kiên định, không lùi một bước. Thần sắc tên thủ lĩnh run rẩy, nếu mặc kệ lão tam, chỉ sợ không cách nào phục chúng, nhưng trong lòng không muốn tàng bảo đồ chạy mất. Tốt, cùng thả người. Do dự một hồi, tên thủ lĩnh nói. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng thả, cho người đi tới. Lam Linh nói, ánh mắt nhìn chung quanh, thần sắc ngưng trọng lên. 1, 2, 3. Vừa đếm tới 3 thì tên thủ lĩnh thả Triệu Thanh, liệt hỏa yêu ưng được Lam Linh ra lệnh cũng buông tên tam đầu mục ra. Hai người lảo đảo đi về phía trước, cẩn thận đề phòng chung quanh, lập tức lao vào đội hình của mình. Đuổi theo cho ta, gờ yêu ta ết con kỹ nữ này. Tên thủ lĩnh hét một tiếng, thân ảnh lao về phía trước. Liệt hỏa yêu ưng, ngăn chúng lại. Trong cùng thời gian, Lam Linh ra lệnh cho liệt hỏa yêu ưng, thân ảnh trốn ra phía sau. Triệu Thanh, Lục Lâm Thiên hai người căn bản không cần Lam Linh phân phó, lập tức đuổi kịp, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không che giấu thực lực của mình, nếu không trốn thì mình cũng không thoát được. Cạc cạc. Liệt hỏa yêu ưng gào thét xông lên, hai cánh mở rộng, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm bao phủ khoảng cách 100 mét, tên đại hán to lớn cũng không dám trực tiếp chống lại, lập tức lùi ra phía sau. Công kích của yêu thú tam giai không phải tên đại hán to lớn có thể bỏ qua. A hát, lập tức có mấy dòng binh tu vị vũ đồ bị hỏa diễm của liệt hỏa yêu ưng bao phủ, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết, loại yêu hỏa này không phải hỏa diễm bình thường, dùng nước cũng không cách nào dập tắt. Nếu không có đủ thực lực, một khi bị chúng phải cũng chỉ có thể bị đốt thành cho bụi. Đuổi theo. Tên thủ lĩnh tức giận, nhưng có liệt hỏa yêu ưng ở trên không, thực lực thấp căn bản không dám tiến lên. Trong nháy mắt này ba người Lam Linh, Triệu Thanh, Lục Lâm Thiên đã chạy xa, Lam Linh gọi liệt hỏa yêu ưng lui ra phía sau, dường như sử dụng bí pháp nào đó khiến tiêu hao quá nhiều, tuy tiêu hao này không giống như bị trọng thương, nhưng mà cũng sinh ra ảnh hưởng lớn. Triệu Thanh càng không cần phải nói, bản thân bị trọng thương, lại mất một tay, tốc độ càng chậm hơn. Sư huynh, ngươi không có việc gì chứ? Lam Linh cũng muốn biết thực lực của Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Triệu Thanh không tốt, ngược lại thương thế tăng thêm, thần sắc trầm xuống, lại nhìn chăm chằm vào Lục Lâm Thiên. Sư muội, gợi yêu ta ít tiểu tử này, không nên để hắn gây phiền toái cho chúng ta, trên người hắn chắc chắn có tàng bảo đồ, chúng ta đạt được sẽ phát tài. Triệu Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, tuy không biết Bạo Lang Dòng binh đoàn tìm kiếm bảo tàng gì, nhưng đó là bảo tàng, vậy có giá trị xa xỉ rồi, nếu không Bạo Lang Dòng binh đoàn cũng không liều mạng đắc tội Vạn Thú Tông cũng phải chiếm được tàng bảo đồ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lui lại, hắn nhìn chằm chằm vào liệt hỏa yêu ưng bên người Lam Linh, liệt hỏa yêu ưng mới là uy hát yêu ta ép lớn nhất của mình. Vũ sĩ Lục Trọng, dùng tuổi của ngươi thực lực này là không tệ, nhưng mà dường như hơi thấp trong mắt ta. Lam Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thật sao, Lam Linh tiểu thư trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều, thúc giục liệt hỏa yêu ưng, dường như tiêu hao không ít, không biết Lam Linh tiểu thư còn có thể thúc giục mấy lần. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thần sắc Lam Linh trầm xuống, nếu lúc toàn thịnh tự nhiên không sợ vũ sĩ Lục Trọng, liệt hỏa yêu ưng cần tiêu hao không ít chân khí của nàng để thúc giục, nếu không liệt hỏa yêu ưng cũng không nghe lời, mình bây giờ đúng là không thể thúc giục nữa. Vậy sao, nhưng ta nói thế nào cũng không thể lưu ngươi được. Lam Linh lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí toàn thân run run, điểm chân xuống đất, thả người bay lên giữa không trung, thân thể uyển chuyển xoay tròn, giơ trường kiếm màu xanh ra trời lên cao, tá trợ lực xoay tròn, bỗng nhiên đảo tay mang theo âm thanh bén nhọn, một đạo kiếm khí chém tới. Hỏa ảnh chỉ, thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn biến hóa, năm ngón tay mở ra. Năm đạo hỏa diễm nóng bỏng từ ngón tay bắn ra, ở giữa không trung, năm ngón tay đánh thẳng vào mũi kiếm.
Keng keng. Từng hoa lửa bắn ra ngoài, hỏa diễm và kiếm quang va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng va chạm thanh thúy, mũi kiếm cũng cải biến phương hướng. Võ giả song hệ. Lam Linh cả kinh, Lục Lâm Thiên đã thi triển vũ khí thổ hệ và vũ khí hỏa hệ, đối phương dĩ nhiên là võ giả song hệ. Lam Linh thu thủ ấn lại, trường kiếm màu xanh ra trời lại rơi vào tay của nàng, nhưng vào lúc này chỉ thấy Triệu Thanh thừa cơ công kích, quyền kình xé gió lao tới, muốn công kích Lục Lâm Thiên. Nộ diễm quyền. Trong giây lát, một quyền mang theo hỏa diễm nóng bỏng đánh tới trước mặt Lục Lâm Thiên, cũng vào lúc này, quanh người Lục Lâm Thiên ngưng tụ áo giáp đầy lân phiến. Phanh. Hai đạo khí kình va chạm vào nhau, một đạo lực lượng khổng lồ chút xuống người Lục Lâm Thiên, nhưng mà có thanh linh khải giáp, lực lượng to lớn đánh lên thanh linh khải giáp, hào quang thanh linh khải giáp lóe sáng, hao tổn một nửa lực lượng. Mà vào lúc này, Lục Lâm Thiên thi triển nộ diễm quyền đánh thẳng vào người Triệu Thanh, nếu vào lúc toàn thịnh, một quyền này của Lục Lâm Thiên không khiến Triệu Thanh quá quan tâm, nhưng mà bây giờ đã khác, hắn không thể bỏ qua được. Hỏa ảnh chỉ. Thủ ấn ngưng tụ, tay phải Lục Lâm Thiên cong lên, thân hình nhảy lên cao, không đợi Triệu Thanh ổn định bộ pháp, năm đạo hỏa diễm từ trên cao công kích xuống. Tốc độ hỏa ảnh chỉ vốn cực kỳ nhanh, hiện tại cách nhau chưa tới 5 mét, đây cũng là do Lục Lâm Thiên sớm tính toán tốt. Dựa vào khoảng cách của thanh linh khải giáp kéo ra, Triệu Thanh đã lọt vào phạm vi công kích tốt nhất của hỏa ảnh chỉ, uy lực tăng lên rất nhiều. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Năm đạo hỏa diễm đánh tới, mang theo âm thanh xé gió vang vọng, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào Triệu Thanh. Biến hóa đột ngột này làm cho Triệu Thanh hoảng sợ, hắn vội vàng bố trí cương khí hộ thể. Xuy xuy xuy. Năm đạo hỏa diễm đánh tới trước người. Hai đạo hỏa diễm thiêu đốt cương khí hộ thể của Triệu Thanh rạn nứt, trong miệng Triệu Thanh chảy ra một dòng máu tươi, hỏa diễm thứ ba công kích xuống, cương khí hộ thể của Triệu Thanh rốt cục rạn nứt nghiền nát, hai đạo hỏa diễm cuối cùng đánh vào ngực Triệu Thanh. Xuy xuy, hai lỗ máu xuất hiện trên ngực, thần sắc Triệu Thanh tái nhợt, đồng tử co rút lại, hắn oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, thân hình vô lực ngã xuống, hắn không ngờ mình lại chết trong tay một vũ sĩ. Sư huynh. Sắc mặt Lam Linh đại biến, lập tức đến bên người Triệu Thanh, chuyện xảy ra quá nhanh, nàng cũng bị thương nên tốc độ chậm đi, cho nên không kịp cứu viện. Nhìn thấy thi thể Triệu Thanh, Lam Linh thu hồi túi không gian của Triệu Thanh, trong mắt không có bao nhiêu bi thương. Người gờ ta ít đệ tử Vạn Thú Tông, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Lam Linh nói nhỏ. Không sao cả, nếu ngươi muốn tiếp tục động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Lục Thiếu Du nói, người Bạo Lang Dòng binh đoàn đoán chừng đã tới gần, chúng ta động thủ lần nữa, đến lúc đó không ai thoát được. Lam Linh cắn răng, tiếng đánh nhau vừa rồi đã kinh động người khác, nơi này đã không an toàn. Lục Thiếu Du có chút trầm xuống, mình cũng khó đánh chết Lam Linh, nếu bức Lam Linh vận dụng yêu thú tam giai, bản thân mình cũng không tốt hơn cái gì. Tuy Triệu Thanh bị ngươi gờ yêu ta ết, nhưng ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lam Linh nói. Sao kỳ quái như thế? Lục Thiếu Du nói, thu hồi thanh linh khải giáp trên người. Triệu Thanh là chỉ phúc hôn phu từ nhỏ của ta, ta không cách nào lựa chọn, tuy ta là đệ tử thân truyền ở Vạn Thú Tông, thế nhưng mà dưới áp lực gia tộc của hắn ta không cách nào lựa chọn được, tăng thêm hắn lần này trở về cũng sẽ là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, ta căn bản không cách nào lựa chọn, ngươi gờ yêu ta ít hắn, ta tự nhiên muốn cảm ơn ngươi, nhưng hắn dù gì cũng là hôn phu của ta. Lại là người Vạn Thú Tông, nếu sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Linh nói nhỏ. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức nhìn chằm chằm vào Lam Linh, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, nếu Lam Linh dốc sức liều mạng cứu giúp, chính mình chặn gờ yêu ta ít Triệu Thanh cũng rất khó, xem ra mình đã bị nàng lợi dụng, tâm cơ của nữ nhân này quá đáng sợ rồi. Ta đi trước, về sau hoan nghênh tới tìm ta báo thù. Lục Thiếu Du nói, vẫn rời khỏi nữ nhân này mới tốt, nếu không bị tính kế lúc nào cũng không biết. Ngươi muốn nuốt bảo tàng một mình sao, vì ngươi mà Vạn Thú Tông chết ba người, ngươi cũng nên tính cho ta một phần. Lam Linh nói, bảo tàng gì chứ, ta không biết. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, bảo tàng gì thì hắn không biết, dường như mình gờ yêu ta ít hai tên Bạo Lang Dòng binh đoàn và cầm túi không gian, bên trong dường như có tàng bảo đồ. Nếu ta ngăn ngươi lại, cho dù ta có thương thích nên không cách nào đánh chết ngươi,
nhưng mà muốn đưa người Bạo Lang Dòng binh đoàn tới thì không khó, đến lúc đó ngươi phải chết, bảo tàng phải chia đều, đây là yêu cầu của ta, nếu không chúng ta cá chết rách lưới, bảo tàng ai cũng đừng đạt được. Lam Linh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, không có chút đùa giỡn nào cả. Lục Thiếu Du nhìn ra, tâm cơ của Lam Linh rất nặng, tính cách nóng bỏng, tuyệt đối là không dễ chọc, muốn là mình bây giờ rời đi, nàng toàn lực ngăn cản thì hắn cũng không có khả năng đào thoát, Lam Linh có thương tích trên người, nhưng còn có liệt hỏa yêu ưng ở đây đấy. Ta thực sự không biết bảo tàng nào, thế nhưng ta lại chiếm được một cái túi không gian, có thể đáp án ở bên trong đó. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, quyết định trước tiên tìm bảo tàng cái đã. Hơn nữa nếu như Lam Linh này thực sự nói được làm được thì hắn cũng rất cố kỵ nàng, đối với bảo tàng kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói xong Lục Thiếu Du đem túi không gian đoạt từ trên người của thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn kia lấy máu nhận chủ, rót vào chân khí. Bên trong túi không gian này cũng không có gì nhiều, chỉ có hai mảnh da thú, tựa hồ là da lông yêu thú nào đó. Lục Thiếu Du nhìn một lúc rồi lập tức lấy ra một cái trên mặt có hình bản đồ có tuyến đường đi màu vàng, chính giữa là một tòa sơn mạch, có điểm màu đỏ ránh dấu, phía sau tấm bản đồ còn có một cái đồ án đầu sói màu trắng. Hóa ra là bản đồ cất giấu bảo vật của đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn, lời đồn hóa ra là thực rồi. Vẻ mặt Lam Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du đang nhàn rỗi ngồi đó. Ngươi biết lai lịch địa đồ này? Lục Thiếu Du nhìn địa đồ trong tay rồi hỏi. Biết. Lam Linh nói nhỏ một câu rồi thu liễm vẻ kinh ngạc trong mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, dường như cũng không biết tới Bạch Lang Dòng binh đoàn. Bảo tàng này ở giữa chỗ núi non cũng rất khó tìm. Hay là chúng ta hợp tác, mỗi người một nửa. Trong khoảng thời gian này ta cũng không tìm ngươi báo thù. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi có một nửa trong bảo tàng này. Lục Thiếu Du nói. Được rồi. Đưa địa đồ cho ta xem. Lam Linh nói. Tốt nhất là nó nên ở trong tay ta thì hơn. Lục Thiếu Du nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như Lam Linh cầm địa đồ rồi cầm đi, hắn thực sự cũng không làm gì được nàng. Ngươi sợ ta cầm đi. Lam Linh nói rồi sau đó đi tới bên người Lục Thiếu Du, chăm chú nhìn vào địa đồ, hai hàng lông mi nhíu lại. Thế nào? Một lát sau, Lục Thiếu Du hỏi. Địa phương trên bản đồ đại khái không khác với thực tế lắm, chờ hai ngày nữa thương thế của ta bình phục rồi mới đi. Lam Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Hay là khởi hành luôn bây giờ nếu không sẽ muộn, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia nhất định cũng có người có địa đồ, nói không chừng bảo tàng sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Lục Thiếu Du nói, nếu như để cho Lam Linh này hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó phiền phức cũng đến với bản thân hắn a. Ngươi sợ sau khi ta khôi phục sẽ gợi yêu ta ép ngươi sao? Ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng trong khoảng thời gian này sẽ không gợi yêu ta ép ngươi vậy nhất định sẽ không nuốt lời. Lam Linh nháy mắt, khẽ cười rồi nói. Thật không, lời nữ nhân nói mà tin được thì heo nái cũng biết trèo cây a. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng. Lời nữ nhân nói tin được, heo nái cũng biết trèo cây. Lam Linh thì thào nói nhỏ rồi lập tức lớn tiếng. Ngươi không tin lời ta nói sao? Ta không nói a, chúng ta đi. Lục Thiếu Du thầm nói. Lời nữ nhân nói, độ tin cậy thực sự đúng là không cao. Trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn gấp mấy lần. Địa phương giấu bảo tàng ta đã ghi tạc trong lòng, ngươi không sợ ta ném ngươi đi rồi một mình đoạt bảo tàng sao? Lập tức Lam Linh lộ vẻ giảo hoạt trong mắt, trêu tức Lục Thiếu Du. Thật không, đáng tiếc ta đã sớm tính tới trường hợp này. Nơi giấu bảo tàng được chia làm hai phần, lúc nãy ngươi xem chỉ là một phần trong đó mà thôi. Trong bảo tàng ít nhiều cũng có không ít cơ quan, một mình ngươi tiến vào, ta thực sự không biết ngươi có thực lực đi ra hay không a. Trên tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một mặt khác của địa đồ, cười nói với nàng. Chúng ta đi. Lục Thiếu Du nói xong rồi lập tức hướng về phía bên ngoài rừng đi tới. Hừ. Lam Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Thiếu Du. Nàng thức mình đến dậm chân, thở phì phò. Một đạo thủ ấn được đánh ra thu liệt hỏa yêu ưng vào túi, rồi lập tức theo sau Lục Thiếu Du. Thấy Lam Linh đi theo, Lục Thiếu Du mỉm cười. Thiếu Du đệ đệ, rốt cuộc ngươi có phải là Lục Thiếu Du hay không? Lam Linh đuổi kịp, mỉm cười hoi. Chỉ là một cái tên mà thôi, có quan trọng hay không? Nếu ngươi thích, vậy thì gọi thế nào cũng được.
Lục Lâm Thiên nói, nhưng lúc nào cũng để phòng Lam Linh, không thể đánh mất sự cảnh giác đối với nàng. Có chút ý tứ. Lam Linh liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hai tròng mắt lưu chuyển, lập tức hỏi. Ngươi là tam hệ võ giả, còn có vũ khí phòng ngự, ngươi là đệ tử tam tông tứ môn sao? Là môn phái nào? Không môn không phái. Lục Lâm Thiên cười nói. Thật không, ta phát hiện ra hình như là ngươi gạt ta. Được rồi, tại sao ngươi lại không nhìn ta? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Lam Linh hỏi. Lục Lâm Thiên đứng lại, nhìn từ đầu tới chân nàng rồi nói. Nhìn ngươi làm gì, nếu không có chuyện gì thì đi nhanh dùm ta a. Ngươi! Lam Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, không nói được lời nào. Hai người đi ra khỏi rừng rậm, dọc đường lá khô xào xạc, rốt cuộc cũng nhìn được một chút phương hướng. Chúng ta phải đi về phía nam, vị trí trên địa đồ là ở đó. Đi! Lục Lâm Thiên nói, hai người cẩn thận tiến về phía trước, dọc đường cả hai không dám có chút sơ ý. Trong mạch núi này không chỉ có yêu thú, coi như là gặp phải kẻ khác chỉ sợ cũng là địch nhân của hai người bọn họ. Trên Vân Dương Tông lúc này vô cùng náo nhiệt, 3.000 đệ tử đã tới được một thời gian. Có thể tới đây, không thể nghi ngờ đều là những người có thiên phú vô cùng tốt, tuy rằng không phải thiên phú là tất cả, thế nhưng thiên phú tới một mức nào đó cũng là đại biểu cho tu vi sau này. Chỉ cần bản thân nỗ lực một chút, sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả. 3.000 đệ tử tiến nhập Vân Dương Tông thì có 5 kẻ trực tiếp thành đệ tử thân truyền, 5 người này đều là linh giả, Tần Thiên Hạo chính là một người trong số đó, đối với linh giả, các đại môn phái đều tranh nhau giành tới. Cũng bởi vì nguyên do số lượng linh giả thực sự không nhiều lắm. Trên 3.000 đệ tử được tuyển chọn nhập tông, chỉ có 5 linh giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra linh giả thực sự rất thua thớt. Hơn nữa tác dụng của linh giả so với võ giả lớn hơn nhiều. Cứ mỗi 3 năm một lần, lúc Vân Dương Tông tuyển chọn đệ tử nhập tông chính là lúc chọn những linh giả, chọn 10 người trở thành thân truyền đệ tử. 3.000 người đều muốn giành một trong 10 vị trí kia. 10 thân truyền đệ tử, thiên phú của 10 người này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Có thể trở thành thân truyền đệ tử, dù cho không phải Long Phượng, cũng chính là nhân tài kiệt xuất, có thanh danh hiển hách trong Vân Dương Tông. Lục Thiếu Hổ, Tần Thiên Hạo, Dương Diệu còn có Độc Cô Băng Lan. 4 người này cũng tới đây không ngờ toàn bộ đều trở thành thân truyền đệ tử. Những người còn lại cũng chỉ có thể thở dài. Không phải cũng không có cơ hội, mỗi một đệ tử, 3 năm sau, cũng có một cơ hội trở thành thân truyền đệ tử. Ngay từ đầu Vân Dương Tông chọn 10 người có thiên phú tốt nhất để bồi dưỡng, thế nhưng trong các đệ tử, thường thường cũng có hắc mã, 3 năm sau thực sự so với thân truyền đệ tử còn mạnh hơn, hoặc là thực lực bằng với thân truyền đệ tử. Vân Dương Tông tự nhiên sẽ không mặc kệ. Cho nên 3 năm sau tất cả đệ tử hiện tại đều có cơ hội cạnh tranh 10 danh ngạch này. Những người ngay từ đầu thất bại cũng chỉ có thể dựa vào cơ hội 3 năm sau này mà tranh thủ. Tiến vào hàng ngũ đệ tử thân truyền thì chỗ tốt còn lớn hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Trên một ngọn núi cao tại Vân Dương Tông, mây mù lượn lờ, dường như là một hòn đảo nhỏ giữa biển mây. Trên núi có dòng nước từ trong chảy ra tạo thành một thác nữa. Bên trong núi này linh khí nồng nặc không giống như những chỗ khác. Đường đường là Sơn Môn Vân Dương Tông, nơi tu luyện tất nhiên là không kém bất kể Sơn Môn nào, ở chỗ này tu luyện so với ngoại giới thì chỗ tốt còn lớn hơn nhiều. Sáng sớm, ánh sáng chiếu tới, dưới bầu trời nhìn ngọn núi vô cùng trang nghiêm. Mặt trời đỏ rực, một ngọn núi dưới sự chiếu sáng của vầng thái dương lại được phủ thêm một màu hồng. Lại thêm vũ khí bốc lên từ thác nước chảy xuống dưới, quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Một tòa sơn phong. Ở một nơi trong ngọn núi, có hai thân ảnh xinh đẹp khoảng 15 tuổi đang ngồi trên một tảng đá, một người thì dung nhanh xinh đẹp, một người ngũ quan tinh mỹ, trong đó có một thiếu nữ có một vết ban trên mặt, đó chính là Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc. Ngươi nói xem, liệu Lục Lâm Thiên có tìm được đường sống trong chỗ chết hay không? Nha hoàn Thúy Ngọc kia nhìn vào phong cảnh núi non hùng vĩ ánh mắt có chút dại ra, nhẹ nhàng nói. Ta cũng không biết, vách núi kia quá cao. Vậy ngươi nghĩ sao? Độc Cô Băng Lan mỉm cười vẹo má Thúy Ngọc nói. Rồi nàng cũng nhìn về phía xa. Ngươi bảo nói gì à? Ta chỉ thấy hắn rất kỳ lạ, nếu như hắn chết đi không phải có chút tiếc nuối sao? Thúy Ngọc trừng mắt nhìn Độc Cô Băng Lan nói. Hắn rất kỳ lạ, nếu như chết thì thực có chút đáng tiếc. Chỉ là, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi mất hồn như vậy là vì hắn, cũng đừng quên, ngươi. Độc Cô Băng Lan lãnh đạm nói.
nhưng như muốn nhắc nhở Thúy Ngọc điều gì đó. Được rồi, ta đã biết. Thúy Ngọc thầm nói, trong đôi mắt có chút dị dạng. Hôm nay vừa khéo chính là ngày tranh đoạt vị trí đệ tử thân truyền 3 năm trước đó, chúng ta cũng nên đi xem a. Độc Cô Băng Lan nói. Tốt, vừa vặn nhìn chút thực lực của Vân Dương Tông. Vẻ dị dạng trong mắt Thúy Ngọc được thu lại, sau đó hai nàng rời khỏi ngọn núi. Lúc này tại một sân rộng trong sơn cốc, chung quanh đều có sườn núi, vô số cung điện, nhà cửa giống nhau được mọc lên chung quanh, phân tán ở khắp nơi. Lúc này trong sơn cốc có thể nói là náo nhiệt phi phàm, có mấy nghìn người quây lại chung quanh một bãi đá ở giữa. Lúc này trong bãi đá có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Thân ảnh xinh đẹp có một mái tóc dài tung bay trước gió, váy hồng, bao quanh đường cong lung linh, trên người đeo một vòng cổ, trang phục cũng không xa hoa cho lắm, thế nhưng lại tôn lên vẻ ưu nhã và cao quý của nàng, nàng chính là Lục Vô Song. Ở phía đối diện Lục Vô Song lúc này có một thanh niên, tuổi chừng 20, một thân quần áo màu trắng, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn Lục Vô Song trước mặt. Ngụy Tùng, chính là cường giả bài danh thứ 9 trên hổ bảng A. Lục Vô Song lại bài danh thứ 17, chỉ sợ khó có thể khiêu chiến thành công. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng, chỉ có một danh ngạch thân truyền đệ tử, ai thắng là có thể trở thành thân truyền đệ tử. Ta xem, Ngụy Tùng có cơ hội lớn hơn A. Điều này không nhất định A, Lục Vô Song vừa mới từ Trấn Thanh Vân trở về. 36 người của hổ bảng mấy ngày nay nàng đều một đường khiêu chiến đã tới 17, nói không chừng hôm nay có thể đánh bại Ngụy Tùng. Thế nhưng Ngụy Tùng lại là tứ trọng vũ sư, Lục Vô Song chỉ là tam trọng, kém hắn không ít. Bắt đầu, đây là danh ngạch cuối cùng, trong các ngươi ai thắng là có thể trở thành thân truyền đệ tử của bổn tông,